Chương 6. Ác thú từ trời cao. Trời tối om, trừ những vì sao sáng. Khi biết từ đâu có thứ tiếng ma quái kia, và rồi thằng Percival lại im miệng, thì Ralph và Simon lóng ngóng bế nó lên, khiêng về một cái lều. Biggie chỉ được cái bạo miệng, chứ vẫn bám sát theo, rồi ba thằng lớn cùng tới túp lều gần nhất. Chúng nằm chằn chọc, chở mình trên lớp lá khô xào xạc, ngắm khoảng trời sao qua khung cửa lều ra phá nước. Trong đêm vắng, thỉnh thoảng một thằng nhóc kêu lên từ những chiếc lều kia. Một lần có tiếng một thằng lớn, rồi chúng cũng thiếp đi. Một mảnh trăng lên cao khỏi chân trời, quá nhỏ không tỏa nổi một vầng sáng, dù nó lại là sát mặt nước, nhưng trên bầu trời có những luồng sáng khác vụt đi, nhấp nháy hay tắt phụt. Dù có một tiếng nổ khe khẽ nào từ trận hỗn chiến trên cao cả 10 dặm vọng xuống dưới mặt đất, nhưng có một tín hiệu từ thế giới của người lớn rơi xuống vào một thời điểm mà không đứa trẻ nào còn thức để thấy được. Đột nhiên có một tiếng nổ vang, rồi một đường ngoằn ngoèo sáng rực trên bầu trời, rồi đêm lại đen và những vì sao sáng. Một vệt mờ lơ lửng trên hòn đảo, một cái dù rơi xuống thật nhanh, mang một hình dáng chân tay đung đưa. Chiều gió thay đổi theo độ cao, sẽ đưa hình dáng này tới đâu tùy hứng. Rồi trên cao 3 dặm, gió thổi đều đều, cuốn hình dáng kia quanh bầu trời, trút xuống theo một đường cong, qua dải đá ngầm và phá nước về phía núi. Hình dáng ấy rơi rúng rõ giữa đám hoa màu xanh bên sườn núi, nhưng giờ đây trên độ cao này, gió nhẹ thổi làm chiếc dù lủng lẳng kêu phần phật, kéo hình dáng kia lên núi, đôi chân lết theo. Gió kéo hình dáng ấy đi, từng mét, qua đám hoa màu xanh, qua đá vụn và những khối đá nhỏ, cho tới lúc nó nằm lọt thỏm giữa những tảng đá rải rác trên đỉnh núi. Nơi đây, những ngọn gió thất thường đã xoắn dây dù chằng chịt như thòng lọng, giữ hình hài kia ngồi chúi cái đầu đội mũ sắt giữa hai đầu gối. Khi gió thổi, dây dù căng ra, đầu và ngực thỉnh thoảng lại được kéo thẳng lên, trông như hình hài nọ đang quan sát qua bờ vách đá. Rồi mỗi khi lặng gió, dây dù trùng xuống, hình hài kia lại chúi tới trước, đầu lại chúc giữa hai đầu gối. Thành ra trong lúc trăng sao chuyển dịch trên bầu trời, hình hài kia ngồi trên đỉnh núi, đầu hết cúi lại ngẩng. Sáng nhá nhem, ở một tảng đá hơi xích dưới sườn núi, có tiếng lách cách. Hai thằng nhỏ chui ra, từ một đống lá cành, hai cái bóng mờ mờ nói với nhau, giọng ngái ngủ. Chúng là hai đứa sinh đôi, có nhiệm vụ canh giữ ngọn lửa. Lẽ ra một đứa thức canh, còn đứa kia ngủ. Nhưng vì chúng không làm được chuyện gì ra hồn nếu phải hành động một thân một mình, và vì không thể thức suốt đêm, nên cả hai đứa cùng đi ngủ. Giờ đây chúng mạnh dạn bước tới cái bãi vẫn đốt lửa hiệu, vừa ngáp dài vừa dụi mắt. Tới nơi, chúng dừng lại ngáp. Một thằng hối hả chạy ngược lại, nhặt cành cây và lá. Thằng kia quỳ xuống. Tao nghĩ là tắt rồi. Nó thọc thọc những que củi đường thằng kia nhét vào tay. Không. Nó nằm xuống, kề môi sát đống nọ, khe khẽ thổi. Mặt nó ửng đỏ. Nó ngừng thổi một lúc. Sao? Đưa em. Bổi. Eric cúi xuống, lại khe khẽ thổi cho tới khi chỗ đó sáng lên. Sam đẩy một túm bổi vào chỗ nóng ấy. Rồi thêm một cành con, đốm sáng bừng lên và chiếc cành kia bắt lửa. Sam chất thêm nhiều cành nữa. Đừng đốt nhiều thế. Eric nói, anh chất nhiều quá. Để mình sưởi ấm mà. Thế thì mình phải nhặt thêm củi. Tao lạnh. Em cũng vậy. Với lại, trời tối. Được thôi. Eric ngồi lùi lại, nhìn Sam nổi lửa. Thằng này xếp củi theo dạng một chiếc lều con và lửa cháy nọ. Suýt tí nữa. Nếu không thì nó sẽ... nổi khùng. Ừ. Hai đứa sinh đôi lặng lẽ nhìn ngọn lửa một lúc, rồi Eric cười khẩy. Nó có nổi khùng thật không? Về chuyện... ngọn lửa và con heo. May mà nó hùng hổ sánh tới thằng Jack, chứ không phải tụi mình. Ừ, anh có nhớ lão thầy già tính nóng như lửa ở trường không? Nhóc con, mày đang làm tao điên tiết rồi đấy nhé. Hai thằng sinh đôi cười giống hệt nhau. Rồi chúng nhớ lại trời còn tối om om và những chuyện khác nữa, nên thấp thỏm nhìn quanh rồi lại dán mắt vào ngọn lửa đang bắt vào đống củi hình chiếc lều. Eric chăm chú nhìn những con mọt đang nhốn nháo, chạy cuống cuồng nhưng không thoát khỏi lửa và nhớ tới ngọn lửa đầu tiên, ngay dưới kia thôi, bên sườn núi dốc giờ đây đang tối thui. Nó không muốn nhớ tới chuyện ấy nên nhìn lên đỉnh núi. Hơi ấm tỏa ra từ đống lửa, hắt vào chúng thật dễ chịu. Sam thích thú ngồi sát ngọn lửa, chất thêm cành con vào đấy. Eric xòe hai tay, tìm khoảng cách nào còn chịu nổi hơi nóng.
Nó biếng nhác nhìn qua ngọn lửa, tưởng tượng những tảng đá lăn lóc tối mờ mờ kia sẽ có hình thù như thế nào khi trời sáng. Ngay phía kia có một khối đá to, rồi ba hòn đá, rồi tảng đá đứt đôi, sau nữa là một cái rãnh. Ngay phía đó, Sam, thử, không có gì hết. Những ngọn lửa chùm lên các cành con, vỏ cây quanh lại rồi bong ra, gỗ kêu răng rắc. Chiếc lều củi đổ ụp, tỏa một vầng sáng tròn to trên đỉnh núi. Sam, thử, Sam. Sam cáu kỉnh ngó Eric. Eric đăm đăm nhìn đầy vẻ khủng khiếp về hướng Sam đang quay lưng lại. Sam bò quanh ngọn lửa, ngồi xổm cạnh Eric, đưa mắt nhìn. Chúng lặng người, nắm chặt tay nhau, bốn con mắt nhìn không chớp và hai cái miệng há hốc. Sâu phía dưới kia cây rừng thở dài, rồi ồ lên. Lọn tóc trước vầng trán chúng lay động, lửa tạt qua một bên, cách chúng chừng 15 mét, có tiếng phừng phực như vải bị xé toang. Không đứa nào kêu, song chúng ôm nhau chặt hơn và môi chúng tím ngắt. Chúng co rúm người như thể khoảng 10 giây trong lúc ngọn lửa rung rinh tỏa khói, bắt ra những đốm lửa và những quầng sáng, khi tỏ khi mờ trên đỉnh núi. Rồi như thể cả hai đứa chỉ còn có chung một ý nghĩ kinh hoàng, chúng bò đi rồi bỏ chạy. Ráp đang nằm mơ, nó đã thiếp đi sau khi chăn trở ồn ào, tưởng chừng cả tiếng đồng hồ trên lớp lá khô. Ngay cả tiếng mớ trong cơn ác mộng từ những lều bên cạnh nó cũng không nghe thấy, vì nó đã trở về nhà, đang thò tay qua hàng dậu cho mấy con ngựa non ăn đường. Rồi có ai đó lay tay nó, bảo đến giờ uống trà. Ráp, dậy đi! Tiếng lá lạo xạo như sóng biển. Có chuyện gì? Tụi tao thấy con ác thú, rõ rành rành. Tụi bay là ai? Cặp sinh đôi hử? Tụi tao thấy con ác thú. Yên nào, Mitchie. Lá vẫn kêu lạo xạo. Mitchie đụng phải nó, rồi một trong hai đứa sinh đôi chụp lấy nó khi nó loạn choạng tới cái khung hình chữ nhật của những ngôi sao đang dần lặn. Mày không ra được đâu, khủng khiếp lắm. Mitchie, mấy ngọn lao đâu rồi? Tao nghe được. Im đi, nằm yên. Chúng nằm đấy lắng nghe, mới đầu hoài nghi, rồi kinh hoàng trước những điều cặp sinh đôi thì thào diễn tả giữa những đợt yên lặng không cùng. Chỉ lát sau, bóng tối đã đầy những móng vuốt, đầy bí ẩn và đe dọa đáng sợ. Bình minh tưởng chừng kéo dài vô tận, chậm chậm xua đi những ánh sao đêm, để rồi cuối cùng ánh sáng xám xịt và ảm đạm lọt vào trong lều. Chúng không yên, cho dù thế giới bên ngoài ngôi lều còn bao hiểm nghèo, không hình dung nổi. Bóng tối chỗ gần chỗ xa, như một mê cung và ở đỉnh khung trời màu sắc làm ấm những áng mây nho nhỏ. Một con chim biển lẻ loi vừa vỗ cánh bay lên vừa cất tiếng kêu khàn khàn. Ngay sau đó là một tiếng vọc. Trong rừng có tiếng kêu chói tai, những vạt mây nơi chân trời bắt đầu ửng hồng và những tán dừa như lông chim lại tươi màu xanh lục. Ráp quỳ ở cửa lều, thận trọng nhìn quanh. Sam, Eric, gọi tụi nó họp, nhưng khẽ thôi, đi đi. Hai thằng sinh đôi run rẩy bám nhau, liền bước vài mét tới lều bên cạnh để thông báo tin đáng sợ. Ráp đứng lên, đi tới vỉa đá để giữ thể diện, dù lưng nó nhăm nhậm đau. Mitchie và Simon theo sau rồi đến những đứa khác. Ráp nhặt chiếc tù và trên chỗ ngồi nhẵn bóng, đưa lên môi, nhưng nó ngần ngừ không thổi. Thay vào đó, nó đưa tù và lên cao, chia cho chúng thấy và chúng hiểu ngay. Những tia nắng hình rẽ quạt từ dưới chân trời chiếu lên, hắt xuống ngang tầm mắt. Ráp nhìn một lúc vào cái đĩa vàng đang lớn dần, chiếu vào bọn chúng từ phía tay phải, có vẻ như tạo điều kiện cho nó phát biểu. Lũ con trai đứng thành vòng tròn trước mặt nó, tua tủa những cây lao dùng để săn. Nó đưa tù và cho Eric và đứa đứng gần nhất trong cặp song sinh. Chính mắt tụi tao thấy con ác thú. Không, tụi tao đâu có ngủ gật. Sam mở đầu câu chuyện. Theo thông lệ thì tù và có giá trị cho cả hai đứa sinh đôi vì sự hợp nhất về vật chất của chúng đã được công nhận. Nó có lông, phía sau đầu nó có gì đấy động đậy, có thể là cánh. Con ác thú cũng động đậy luôn. Khiếp quá, kiểu nó ngồi. Lửa thì sáng, tụi tao mới vừa trồng thêm, chất thêm củi, thấy mắt, răng, móng vuốt. Tụi tao chạy có cờ, ba hết cái này tới cái nọ. Còn ác thú đuổi theo tụi tao, tao thấy nó len lỏi sau những cái cây, gần như chạm chúng tao. Ráp hoảng hốt chỉ vào mặt Eric đầy những vết xước do cứa phải những bụi cây. Mày có sao không? Eric sờ mặt ram ráp. Có chảy máu không? Vòng tròn của bọn trẻ lùi xa vì sợ hãi. Thằng Johnny còn đang ngáp liền òa lên, nước mắt ròng ròng, bị Bill đập mấy cái cho đến lúc như nghẹn, khóc không thành tiếng. Buổi mai rực rỡ mang đầy những đe dọa, vòng tròn kia bắt đầu biến dạng, quay ra ngoài hơn là hướng vào trong.
Những chiếc lao vót nhọn trông giống như một hàm dậu, Jack lên tiếng gọi và chúng quay lại vào trong. Thế là ta sẽ có một cuộc săn thật sự, đứa nào cùng đi. Ram sốt ruột đi đi lại lại. Những cái lao này bằng gỗ mà, đừng vớ vẩn. Jack cười nhạo, mày sợ à? Dĩ nhiên tao sợ, đứa nào không sợ. Nó quay qua hai đứa sinh đôi, mong mỏi tuy không hy vọng. Tao mong là hai đứa bay không chơi xỏ tụi tao. Câu trả lời thật dứt khoát, khiến không đứa nào nghi ngờ được nữa. Dickie cầm tù và. Tụi mình không thể, tạm gọi là ở lại đây được à? Có thể con ác thú sẽ không mò tới tận đây. Nếu không cảm thấy có gì đấy đang âm thầm theo dõi chúng, hẳn Ram sẽ lớn tiếng la nó. Ở lại đây à? Chịu giam hãm trong cái chỗ tí tẹo trên hòn đảo này, luôn phải canh chừng à? Rồi làm sao mình có thức ăn, còn ngọn lửa nữa? Đi quách cho xong, Jack sốt ruột nói, chỉ phí thì giờ. Không phải phí thì giờ, làm sao với bọn nhóc đây? Mặn xác bọn nhóc. Phải có đứa trông chừng tụi nó mới được. Cho đến nay đâu cần đứa nào trông chừng chúng. Trước kia không cần thật, nhưng mà bây giờ Biggie sẽ trông chừng tụi nó. Phải rồi, để Biggie tránh được nguy hiểm. Mày hãy nghĩ chiếm tránh một chút, thử hỏi chỉ còn một mắt kính, thì Biggie làm gì được chứ? Đám còn lại tò mò nhìn từ Jack tới Rap. Còn chuyện này nữa, ta không thể săn như mọi khi, vì con ác thú này không để lại dấu vết. Nếu có thì tụi bay đã thấy rồi. Theo những gì bọn mình được biết, thì con ác thú này có thể đua qua cây cối giống như con gì ấy. Chúng gật đầu. Thành ra mình phải tính kế. Biggie gỡ cái kính bị hư hại, lau chùi chồng còn lại. Thế còn tụi tao, Rap? Mày chưa có tù và, đây. Tao muốn nói, còn tụi tao thì sao? Giả thử con ác thú đến lúc tụi bay đi hết cả rồi. Tao không nhìn rõ được, tao sợ nhỡ. Jack nói xen vào, vẻ khinh bỉ. Mày lúc nào cũng sợ. Tao đang cầm tù và các con khỉ. Jack quát. Mình không cần tù và nữa, mình biết đứa nào cần nói gì. Thằng Simon hay thằng Bill hay thằng Walter có cái khỉ gì để nói. Đã đến lúc một số đứa phải hiểu rằng nên câm miệng để những người khác quyết định. Ram không thể làm thinh mãi được, máu xông lên làm hai má nó nóng bừng. Mày không có tù và mà, nó nói, ngồi xuống. Mặt chắc trắng bệch làm nổi bật những vệt bã trầu màu nâu, nó liếm môi, vẫn đứng. Đây là chuyện của thợ săn. Đám còn lại căng thẳng nhìn, thấy bị cuốn vào cuộc cãi vã phiền phức, Biggie liền để tù và tựa vào đầu gối Ram, rồi ngồi xuống, nó nín thở vì sự im lặng trở nên ngột ngạt hơn. Chuyện này còn hơn cả chuyện săn bắt, cuối cùng Ram nói. Vì mày không có dấu vết của ác thú để lần theo, mày không muốn được cứu à? Nó quay qua cả bọn. Tụi bay không muốn được cứu sao? Rồi nó lại nhìn Jack. Tao đã nói rồi, ngọn lửa là điều quan trọng nhất, bây giờ hẳn là nó tắt ngúm rồi. Chuyện bực dọc cũ gỡ rối cho nó và giúp nó sức mạnh để tấn công. Không đứa nào nghĩ ra được gì à? Mình phải đốt lửa lại. Jack, mày không thể nghĩ tới chuyện này, phải không? Hay có đứa nào trong bọn bay không muốn được cứu? Đâu có, chúng muốn được cứu chứ. Chuyện rõ ràng mà, chúng đột nhiên nghiêng hẳn về phía Rap, thế là chuyện khủng hoảng được giải quyết. Biggie hổn hển thở vào, nhưng rồi hụt hơi, phải tựa vào một thân cây, há hốc miệng, đôi môi tím ngắt, chẳng đứa nào ngó ngàng tới nó. Jack, bây giờ mày hãy nghĩ xem, có chỗ nào trên hòn đảo này mày chưa từng tới? Jack miễn cưỡng đáp, chỉ có, dĩ nhiên rồi, mày nhớ chứ, ở đuôi đảo, nơi những tảng đá chồng lên nhau. Tao đã từng tới gần đó rồi, đá tảng làm thành một thứ như cây cầu, ở đó chỉ có một lối lên thôi, và con vật kia có thể ở đó. Cả bọn ồ lên một lượt, im nào, được rồi, mình sẽ ngó chừng chỗ đó, nếu con ác thú không ở đó, mình sẽ lên tận đỉnh núi tìm và đốt lửa. Vậy thì mình đi thôi. Mình ăn đã, rồi mới đi. Ráp ngừng lại, ta nên cầm theo cây lao. Ăn xong, Ráp và những đứa lớn đi dòng theo bãi biển, để lại Biggie đứng như trời trồng trên bìa đá. Hôm nay cũng hứa hẹn một ngày nắng chang chang dưới vòng trời xanh như những ngày trước, bãi cát uốn lượn và trải dài trước mặt chúng, cho tới khi nhập làm một với cánh rừng. Vì còn sớm nên chúng chưa gặp ảo ảnh lung linh, dưới sự hướng dẫn của Ráp, chúng chịu khó đi dòng vạt dừa chứ không đi trên bãi cát nóng gần mặt nước. Nó để Jack dẫn đường, Jack tiến tới với sự thận trọng đầy cường điệu, dù chúng có thể nhận ra ngay được kẻ địch cách xa 20 mét nếu có. Ram đi cuối đoàn, thầm cảm kích đã thoát trách nhiệm được một lúc. Simon đi trước Ram, nó cảm thấy hơi khó tin, một con ác thú, có móng vuốt cào được, ngồi trên đỉnh núi, không để lại dấu vết nào, vậy mà không đủ nhanh để tóm được Sam và Eric.
Dù nghĩ thế nào thì trong đầu óc Simon vẫn hiện lên hình ảnh một con người vừa dũng cảm vừa bệnh hoạn. Nó thở dài, những đứa kia có thể đứng lên nói trước buổi họp mà không cảm thấy một gánh nặng ghê gớm nào trên chính bản thân. Có vẻ thế, nói mọi điều như thể chúng chỉ nói cho một người thôi. Nó bước sang bên, ngoái nhìn Ráp. Ráp đang đi tới với chiếc lao trên vai. Simon rụt rè bước chậm lại cho tới khi nó với Ráp đi ngang hàng nhau, rồi nó ngước nhìn Ráp qua mớ tóc đen rối bù xõa trên mắt. Ráp liếc qua nó, gượng cười như thể quên mất rằng Simon đã xử sự thật ngốc nghếch, rồi lại nhìn đâu đâu. Simon thấy sung sướng trong một khoảng khắc vì được nhìn, nhưng rồi thôi không nghĩ về mình nữa. Lúc Simon va phải một cái cây, Ráp sốt ruột liếc nhìn, còn Robert cười khúc khích. Simon loạng choạng, một vệt trắng trên trán nó biến thành đỏ và rứa máu. Ráp để Simon đi trước rồi quay về với địa ngục của riêng nó. Lát nữa chúng sẽ tới tòa thành đá, lúc ấy kẻ làm thủ lĩnh phải tiến lên hàng đầu. Jack chạy trở lại, tụi tao thấy tòa thành đá rồi, mình cố tới thật gần. Nó bước theo Jack trên nền đất hơi dốc lên về phía tòa thành. Bên tay trái chúng là cây cối và dây leo chằng chịt, không chui qua nổi. Tại sao trong kia lại không thể có gì? Mày thấy đấy, chẳng có gì vào hay ra được. Thế còn tòa thành? Hãy nhìn đã. Ram vặn đám cỏ rậm như tấm màn tre, cẩn thận quan sát. Chỉ vài mét đất đá nữa là hai cạnh của hòn đảo gần như trùng vào nhau, khiến ta chờ đợi sẽ thấy một mũi đất. Nhưng thay vào đó là một đường đá hẹp, rộng chỉ vài mét, dài khoảng 15 mét, từ đảo nhô ra biển. Lại thấy ở đó những tảng đá vuông vức màu hồng tạo thành nền của hòn đảo. Mặt bên này của tòa thành, cao chừng 30 mét, chính là cái pháo đài màu hồng mà chúng từng thấy trên đỉnh núi. Đá ở đây lởm chởm. Trên đỉnh đầy những tảng đá lớn có vẻ trông chân. Sau lưng Ráp, đám thợ săn im lìm trong đám cỏ cao. Ráp nhìn Jack. Mày là thợ săn mà. Jack đỏ mặt. Tao biết, được thôi. Từ trong lòng Ráp bật lên tiếng của một thằng Ráp khác. Tao là sếp, tao đi trước, không bàn cãi nữa. Nó quay qua bọn kia, tụi bay nấp ở đây, chờ tao. Nó cảm thấy tiếng nói của nó như lạc đi hoặc quá to. Nó nhìn Jack. Mày nghĩ vậy à? Jack lẩm bẩm. Tao đã đi cùng khắp đảo này rồi, chỉ có thể là đây thôi. Tao hiểu. Simon hoang mang lý nhí. Tao không tin có ác thú. Ráp lịch sự đáp lại, như thể cùng ý nghĩ về thời tiết. Ừ, tao cũng không nghĩ thế. Môi nó mím lại và nhợt nhạt. Nó chậm chạp vuốt ngược mái tóc. Được rồi, lát nữa nhé. Nó bắt đôi chân phải cử động, đưa mình tới dải đất dài ngoằng như cái cổ. Quanh nó là khoảng không trống rỗng, chẳng có chỗ nào để núp, thậm chí không cần phải tiến thêm nữa. Nó dừng lại trên dải đất hẹp rồi nhìn xuống. Chẳng bao lâu nữa, vài thế kỷ thôi, biển cả sẽ biến tòa thành thành một hòn đảo. Phía bên kia là phá nước dập dồn vì biển khơi, còn phía bên trái. Ráp rùng mình, phá nước đã che chắn chúng trước Thái Bình Dương. Không hiểu vì đâu chỉ mình Jack tới được bờ nước bên kia. Giờ đây, với con mắt của kẻ sống trên đất liền, nó nhìn sóng cuồn cuộn như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ nào đấy. Nước xuống từ từ giữa những tảng đá để lộ ra những phiến hoa cương màu hồng to như cái bàn. Những bụi san hô lạ mắt, loài thủy tức và rong, nước xuống thấp hơn nữa rì rào như gió thổi trên những tán cây rừng. Có một tảng đá dài phẳng như cái bàn, khi nước rút, trơ ra bốn bề rong rêu, trông như những vách đá dựng đứng. Rồi con thủy quái đang ngủ kia thở ra, bốn phía nước dâng lên, sôi sục ào qua mặt bàn, khiến rong rêu phất phơ lay động. Không thấy sóng, chỉ có nước lên xuống kéo dài cả phút. Ráp quay người, đi tới vách đá màu đỏ. Phía sau, bọn kia đứng chờ trong đám cỏ cao, xem nó làm gì. Ráp cảm thấy giờ đây mồ hôi trong lòng bàn tay đã lạnh. Nó sửng sốt thấy rằng nó không thật sự chờ đợi sẽ gặp con ác thú nào cả, và không biết nếu gặp thì nó sẽ phải làm gì. Nó thấy leo lên vách đá này được, nhưng không cần thiết. Khối đá vuông vức kia như dựng trên một cái bệ, nên nó có thể lần từng bước trên cái gờ bên tay phải, phía trên phá nước, rồi mất dạng sau một góc. Không khó khăn gì mấy, và chỉ lát sau nó đã nhìn được quanh khối đá. Chẳng có gì khác ngoài những thứ nó chờ đợi. Những hòn cuội hồng nằm lăn lóc, đầy phân chim trông không khác gì kem, và một đường dốc dẫn lên những tảng đá ngổn ngang trên đỉnh pháo đài. Một tiếng động phía sau khiến nó quay ngoắt lại. Jack đang lần theo gờ đá. Tao không thể để một mình mày đi được. Ráp không nói gì, nó đi trước, len lỏi qua những tảng đá, xem xét kỹ một cái tạm gọi là hang, chẳng chứa gì đáng sợ ngoài một ổ trứng thối. Cuối cùng nó ngồi xuống nhìn quanh, gõ gõ đầu chiếc lao lên tảng đá. Jack hứng khởi. Chỗ này làm pháo đài thì tuyệt quá. Một cột bụi nước làm ướt hai đứa. Không có nước uống. Thế cái gì kia?
Quả thật có một vạt dài màu lục ở giữa quãng đường lên núi đá. Chúng leo lên đó nếm thứ nước đang rỉ ra. Mình có thể đặt gáo dừa chỗ này sẽ luôn luôn đầy thôi. Tao sẽ không làm thế, chỗ này chán chết đi được. Chúng sánh vai nhau leo nốt đoạn còn lại, tới chỗ một tảng đá rời, nằm chân vân trên tròn đá thun thun. Jack đấm mạnh vào tảng đá gần nhất, nghe có tiếng cọt kẹt. Mày có nhớ không? Hai đứa cùng hồi tưởng lại quãng thời gian không vui vừa qua, Jack nói nhanh. Thọc một thanh dừa dưới khối đá này, rồi khi quân địch tới, nhìn kia. Phía dưới chúng 30 mét là con đường hẹp, rồi tới vùng đất lợm chợm đá, rồi tới bãi cỏ với những cái đầu lô nhô, sau đó là rừng. Chỉ bẫy một cái thôi, Jack kêu lên thích thú, thế là hết sảy. Tay nó làm hiệu tảng đá rơi xuống, Ráp nhìn về phía ngọn núi. Chuyện gì thế? Ráp xoay người, sao? Tao không rõ phải diễn tả thế nào. Hiện giờ không thấy lửa ở đó, không có gì làm hiệu. Mà chỉ toàn bị ám ảnh bởi lửa hiệu. Trên trời xanh căng như một vòng tròn, bao quanh chúng, chỉ ngắt quãng bởi đỉnh núi kia. Đó là tất cả những gì mình có được. Nó tựa vào tảng đá lắc lư rồi vuốt tóc ra sau bằng cả hai tay. Mình phải quay lại và leo lên núi. Tụi nó thấy con ác thú ở đó. Nó đâu còn ở đó nữa. Thế mình phải làm gì đây? Những đứa kia đang nấp trong cỏ, thấy Jack và Ralph vẫn bình yên liền bỏ chỗ nấp, chạy ra ngoài nắng. Chuyến khảo sát hứng khởi khiến chúng quên bẵng con ác thú. Chúng tỏa ra trên chiếc cầu, rồi vừa leo vừa la hét. Ralph đứng chống tay vào một khối đá đỏ khổng lồ, to như chiếc cối xay, đã nứt và lắc lư. Nó u uất nhìn ngọn núi, nó nắm chặt tay, đấm như bộ củi vào bức tường đá đỏ bên phía tay phải. Môi nó mím lại và mắt lộ vẻ khao khát dưới lớp tóc xõa. Khói! Nó liếm nắm tay bầm dập. Jack, ta đi thôi. Nhưng Jack không có đó, lũ trẻ đang túm tụm nâng và đẩy một tảng đá, huyên náo mà nó không hay. Khi quay lại, nó nghe tiếng cọt kẹt rồi cả khối đá đổ ùn xuống biển, khiến bụi nước bắn ầm ầm lên tới nửa vách đá, mờ mịt như đám lông chim. Thôi, thôi! Tiếng nó làm lũ trẻ im bặt. Khói! Có điều gì đấy khác lạ nảy ra trong đầu nó, có gì đấy như cánh dơi vỗ trong đầu, che lấp ý nghĩ của nó. Khói! Những ý nghĩ kia tức thì trở lại cùng với giận dữ. Mình cần khói, thế mà tụi bay phí thì giờ lăn đá. Roger quát, mình có khối thì giờ. Ráp lắc đầu, mình đi tới núi. Tiếng la hét rộ lên, một số đứa muốn quay về bãi, một số muốn lăn nhiều đá hơn nữa xuống biển. Mặt trời sáng chói và hiểm nguy đã nhạt nhòa theo bóng tối. Chắc này, con ác thú có thể ở phía bên đó, mày lại dẫn đầu đi, mày từng ở bên ấy rồi. Mình có thể đi dọc bãi biển, ở đó có trái cây. Bill đi lên gặp Ráp, sao mình không thể ở lại đây ít lâu? Đúng thế, mình dựng pháo đài. Ở đây không có gì ăn, Ráp nói, cũng không có lều và không có nhiều nước uống. Nơi đây sẽ là một pháo đài hết sảy, mình có thể lăn đá, ngay xuống chiếc cầu. Ta bảo mình phải đi tiếp, Ráp giận dữ hét. Mình phải biết chắc đã, đi thôi. Để tụi tao ở lại đây, quay lại lều thôi, tao mệt quá chừng. Không! Ráp dứt da khỏi mấy đốt ngón tay, chừng như nó không đau. Tao là sếp, mình phải biết chắc chắn đã, tụi bay không thấy ngọn núi à, chẳng có tín hiệu nào hết, mà ngoài kia có thể có một con tàu, tụi bay điên hết cả rồi ư. Chúng lặng thinh hoặc lẩm bẩm như bọn nổi loạn. Jack dẫn đường xuống dưới núi đá, băng qua cầu. Chương 7. Cây cao bóng cả. Lối heo chạy nằm sát đám đá ngổn ngang dưới mé nước phía bên kia. Ráp hài lòng đi theo Jack trên con đường ấy. Nếu ta có thể khép được hai tai trước tiếng sóng biển y ầm, sụp xuống dần lên. Nếu ta có thể quên được những bụi dương xỉ nâu xám, hoang vu phủ đầy hai bên, thì may ra ta có thể không nghĩ tới con ác thú và mơ màng được một lúc. Mặt trời đã quá ngọ và cái nóng xế trưa đang trùm lên hòn đảo. Ráp nhắn tin tới phía trước cho Jack, rồi khi tới đám cây có quả, chúng dừng lại để ăn. Ngồi xuống rồi, lần đầu tiên Ráp cảm thấy cái nóng của ngày hôm nay. Nó bực bội giật giật cái áo xám, tự hỏi có nên giặt không, ngồi dưới cái nóng xem ra khác thường, ngay cả trên hòn đảo này. Ráp tính chuyện vệ sinh thân thể, nó ao ước có được cái kéo để cắt tóc. Nó hất mái tóc dài ra sau, cắt mái tóc bẩn thỉu này tới chỉ còn chừng một phân thôi. Nó muốn đường tắm táp, được dầm mình thật sự trong bọt xà phòng. Nó đưa lưỡi kiểm nghiệm răng lợi và thấy rằng một bàn chải đánh răng cũng thật có ích đấy, rồi móng tay móng chân nữa. Ram xoay bàn tay lại rồi chăm chú nhìn, móng tay nó đã bị gặm tới tận thịt,
dù nó không nhớ đã mắc lại và buông thả theo thói quen này lúc nào. Rồi đây mình đến mút ngón cái mất. Nó nhìn trộm xung quanh, chừng như không đứa nào nghe thấy. Đám thợ săn ngồi ngốn bữa ăn đạm bạc, cố tự thủ sẽ có đủ sức khỏe với những quả chuối và thứ quả như thịt đông, sáng màu ô liu. Nhớ lại trước đây nó sạch sẽ thế nào, Ráp nhìn bọn kia, chúng bẩn quá, nhưng không phải kiểu bẩn thỉu của bọn con trai ngã xuống đất bùn hay lem luốc vào một ngày mưa. Thoạt nhìn chẳng thấy đứa nào cần phải tắm táp, thế nhưng tóc tai chúng dài ngoằng, bết chỗ này chỗ nọ, dính lá hay cành cây khô. Mặt mũi chúng khá sạch sẽ nhờ có cái ăn và toát mồ hôi, nhưng ở những chỗ khuất có ẩn những vết mờ. Áo quần sơ sát, cứng quèo mồ hôi như áo quần của chính nó. Chúng mặc không phải vì diệt hay để dễ chịu mà chỉ vì thói quen. Da dẻ chúng dày cộm muối biển. Nó hơi băn khoăn khi giờ đây nó coi đó là chuyện bình thường và không bận tâm. Nó thở dài, ném đi cái cuống mà nó vừa vặt quả. Đám thợ săn đã lẻn vào trong rừng hay xuống những tảng đá để làm vệ sinh. Nó quay nhìn ra biển. Ở đây, mặt bên kia hòn đảo, cảnh quan khác hẳn. Những hình ảnh lung linh mờ ảo như trong phim không còn tồn tại được trên mặt nước lặn của đại dương, nơi chân trời là một đường màu xanh rõ rệt. Ráp lững thững đi xuống những tảng đá. Dưới này, gần ngang tầm mặt biển, ta có thể ngắm nhìn những con sóng cao cuồn cuộn, không ngừng. Chúng dài hàng dặm chứ không phải thứ sóng vỗ bờ hay lăn tăn chỗ nước cạn. Chúng xô vào đảo với vẻ bất cần, như thể bận bịu chuyện gì khác. Không phải chúng lan đi mà như cả đại dương đang trồi lên hụp xuống. Lúc này biển hụp xuống khiến nước rút đổ ra như những con thác, có chỗ theo hình bậc thang. Nó hụp xuống thấp hơn những tảng đá, vút nhảnh rong rêu như làn tóc mây óng ả. Rồi biển nghỉ lấy hơi, đoạn ầm ầm ào lên, tràn ngập mũi đảo và vùng đất vừa lộ ra, không gì cả nổi. Nó leo lên vách đá, cuối cùng vươn một cánh tay lên một rãnh nước, để rồi kết thúc bằng cách tung bụi nước như từ những ngón tay, cách Ráp chừng 1 mét. Ráp dõi nhìn những con sóng nối nhau nhấp nhô cho đến khi có gì đấy trong sự xa xăm vời vợi của biển khiến đầu óc nó mù đi. Rồi biển cả mênh mông chừng như vô tận lại khiến nó phải quan tâm. Biển chính là bức tường ngăn cách, là rào cản. Và phía bên kia đảo, mơ mơ màng màng trong nắng trưa lung linh, đường phá nước lặng như tờ che chắn, ta có thể mơ đường cứu thoát. Nhưng ở đây, trước sự ù lì trắng trợn của đại dương, ngăn cách hàng bao nhiêu dặm, ta bị kiềm chế, ta bất lực, ta bị kết án, ta bị... Nó nghe tiếng Simon sát bên tai, Ram thấy hai tay nó bám chặt vào đá, thấy thân thể nó đau nhừ, gáy cứng đờ và miệng há hốc. Rồi mày sẽ về được nhà thôi mà. Simon gật đầu khi nói những lời này, nó đang quỳ một chân, nhìn xuống từ một tảng đá cao hơn mà nó bám bằng hai tay. Chân kia thò xuống tới chỗ Ráp. Ráp bối rối, nhìn Simon dò hỏi. Mình mong quá, tao nghĩ. Simon gật đầu. Mặc dầu vậy, mày sẽ về được thôi, tao tin thế, dù thế nào đi nữa. Cơ thể Ráp bớt được đôi chút căng thẳng. Nó ngó nhanh ra biển rồi mỉm cười chua xót nhìn Simon. Mày có tàu trong túi à? Simon cười lắc đầu. Thế sao mày biết? Simon còn đang yên lặng thì Ráp nói cọc lốc. Mày điên. Simon lắc đầu quầy quậy, khiến mái tóc đen rối hết hất ra sau, lại thõng xuống trước mặt nó. Không, tao không điên, tao chỉ nghĩ là mày sẽ về được an toàn. Im lặng một lúc, rồi đột nhiên chúng mỉm cười với nhau. Roger gọi từ đám cây rậm rịt. Lại mà xem này. Mặt đất gần lối heo chạy bị xới lên, có cả bãi chất thải còn bốc hơi nghi ngút. Trái cúi xuống như thể nó mê cái đống này. Ráp này, tụi mình cần thịt, cho dù mình đang săn đùm con thú khác kia. Nếu mày cho rằng thế là đúng đường thì mình cứ săn. Chúng lại kéo đi, đám thợ săn đi sát nhau hơn vì sợ con ác thú nọ, trong lúc Jack xông lên phía trước truy tìm. Chúng đi chậm hơn Ráp tưởng, nhưng mặt khác nó mừng vì được la cà, tay nâng niu chiếc lao. Jack gặp phải cái gì đó nên cả đoàn đứng khựng lại. Ráp đứng tựa vào một thân cây và tức thì nó lại mơ giấc mơ ngày. Đã có Jack phụ trách việc săn bắt mà chuyện lên núi còn nhiều thì giờ. Hồi đó bố nó thuyên chuyển từ Chatham tới Devonport nên gia đình nó đi theo, sống trong một ngôi nhà nhỏ sát vùng đầm lầy. Trong những cơ ngơi nó đã từng ở, Ram đặc biệt nhớ rõ ngôi nhà này vì sau đó nó được đi học. Mẹ nó còn sống chung, bố nó ngày nào cũng về. Những con ngựa vô ni hoang tới dưới vườn sát bức tường đá, chờ
trời đổ tuyết. Sát sau nhà có một cái lán, nó có thể lên đó nằm ngắm bông tuyết cuồn cuộn bay qua. Nó thấy được chỗ bông tuyết tan đi, để lại một vệt ướt, rồi chú ý sẽ thấy bông tuyết đầu tiên rơi xuống mà không tan và cả nền đất trở nên trắng xóa. Khi lạnh, nó có thể vào trong nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn cái ấm nước bằng đồng sáng loáng và cái đĩa với những hình người tí hon màu xanh. Trước khi đi ngủ, nó được ăn một tô cốm với đường và váng sữa, còn sắp tựa vào nhau ở trên kệ ngay cạnh giường. Trên cùng lúc nào cũng có 2-3 quyển đặt nằm vì nó không muốn mất công nhét ngay ngắn trở lại. Những quyển này quanh góc và trầy chuột, có một quyển sách màu láng về Topsy và Mopsy. Nó không hề đọc vì sách kể về hai đứa con gái. Có một quyển về nhà ảo thuật, nó vừa đọc vừa nén sợ. Nó bỏ qua trang 27 có hình con nhện đáng sợ. Có quyển về những người chuyên đi đào bới, những thứ bên Ai Cập ấy mà. Có sách về xe lửa cho bé trai, sách về tàu thuyền cho bé trai. Nó thấy chúng sống động ngay trước mặt, nó có thể với tay lên sờ được, có thể thấy đường sức mạnh của cuốn sách về voi ma mút cho bé trai khi quyển này chậm chạp lòi ra khỏi kệ, tụt xuống. Mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều vui vẻ và thân thiết. Mấy bụi cây phía trước dao động mạnh, từ lối heo chạy, lũ trẻ vừa điên cuồng phóng vào đám cây leo vừa reo hò. Ram thấy Jack bị hất qua một bên, ngã xuống, rồi một con vật phóng về phía nó trên lối heo chạy, răng nanh lấp lánh, khụt khịt nghe đáng sợ. Ram thấy nó có thể tỉnh bơ ước lượng khoảng cách, rồi nhắm đích. Khi con heo được chỉ cách nó 5 mét, nó phóng cây lao gỗ khôi hài cầm trong tay, thấy chúng cái mỏm to và cắm trên đó một lúc. Con heo hết khụt khịt mà kêu en ép và ngoặt sang phía bụi cây. Lối heo chạy lại đầy lũ trẻ la hét. Jack chạy trở lại, giờ tìm trong tầng cây thấp. Qua chỗ này, tao nói rồi, nó tấn công mình là cái chắc. Con heo đực loạn choạng chạy thoát, chúng phát hiện ra một lối heo khác song song với lối thứ nhất và Jack lồng lên chạy. Ram vừa sợ, vừa lo, vừa tự hào. Tao phóng chúng nó, ngọn lao cắm vào nó. Đột nhiên chúng đổ ra một khoảng đất trống bên bờ biển, Jack cố tìm trên tảng đá trần trụi, vẻ lo lắng. Nó chạy mất rồi. Tao phóng chúng nó. Ram lại nói, ngọn lao cắm vào nó được một lúc. Nó thấy cần có người làm chứng. Tụi bay không thấy à? Maurice gật đầu. Tao có thấy, chúng ngay mõm. Chà! Ram kích động, tiếp tục nói. Tao phóng chúng ngay nó mà. Ngọn lao cắm vào nó. Tao làm nó bị thương. Nó tận hưởng sự khâm phục của lũ trẻ trong lĩnh vực mới mẻ này và thấy việc săn bắt xét cho cùng thật thú vị. Tao cho nó một trận lên thân. Nó là con ác thú đấy. Tao nghĩ thế. Jack quay lại. Không phải con ác thú đâu, một con heo đực đấy. Tao phóng chúng nó. Sao mày không tóm lấy nó? Tao thử. Giọng Ráp the thé, một con heo đực thế nào được? Jack đột nhiên đỏ bừng mặt. Mày nói nó sẽ tấn công mình, mày muốn gì mà phóng lao vào nó, sao mày không đợi? Nó chìa cánh tay, xem này. Nó xoay cẳng tay trái để cả đám thấy, da nó toát một đường, không nặng nhưng chảy máu. Do răng nanh của nó đấy, tao không kịp phóng lao. Chúng dồn chú ý vào Jack. Đấy là một vết thương chứ chẳng chơi. Simon nói, mày phải hút máu ra, giống như Berengaria vậy. Chú thích, Berengaria. Có lẽ Simon nhầm với Berengaria xứ Navarre thế kỷ 12-13, vợ của vua Richard đệ nhất của Anh, với Eleanor xứ Castle thế kỷ 13, vợ vua Edward đệ nhất của Anh. Trong một cuộc thập tự chinh, Edward đệ nhất bị một nhát gươm nghi là có thuốc độc, được thầy thuốc chữa khỏi, nhưng người đời theo dệt rằng Elena đã hút máu độc từ vết thương kia để cứu chồng. Jack liền hút máu. Tao phóng chúng nó, Ralph giận dữ nói. Tao phóng chúng nó bằng cái lao của tao, tao làm nó bị thương. Nó cố thu hút sự chú ý của chúng. Nó đi trên đường, tao phóng lao như thế này. Robert gầm gừ. Ráp nhập trò chơi ngay, làm cả bọn cười ồ. Tức thì chúng đâm vào Robert, còn thằng này giả chạy. Jack hét lớn. Bao vây thành vòng tròn. Vòng tròn khép lại rồi chạy quanh. Robert giả en ép vì sợ, nhưng rồi hoảng hốt kêu lên vì đau thật. Á, thôi, tụi bay làm tao đau. Lưng nó trúng phải một cán lao khi chạy lăng quăng giữa đám trẻ. Tóm lấy nó. Chúng túm chân tay nó, Ráp bỗng dưng phấn khích, chụp cây lao của Eric đâm Robert. Giết nó, giết nó. Đột nhiên Robert kêu gào và vùng vẫy điên cuồng. Jack túm tóc nó, tay vung dao găm, sau lưng nó là Roger đang cố sánh lại gần hơn.
Tiếng hát cất lên như nghi thức khi kết thúc một điệu múa hay một cuộc săn. Làm thịt con heo, thọc tiết con heo, làm thịt con heo, đánh chết nó. Rap cũng chen lại gần để chụp lấy một nắm thịt màu nâu không được che chở kia. Nỗi thèm khát được giày xéo, được đả thương thật không cưỡng nổi. Cánh tay Jack hạ xuống, cái vòng tròn nhấp nhô kia reo hò và giả tiếng con heo đang chết dần. Rồi chúng nằm im lìm, thở hổn hển, lắng nghe thằng Robert hãi sợ rên rỉ. Nó quệt mặt bằng một cánh tay dơ bẩn rồi cố gượng đứng dậy. Ôi chao, cái mông của tao. Nó thiểu não xoa mông. Jack lăn người, thật là một trò chơi hết sảy. Mình giỡn chơi thôi mà, Rap ái náy nói. Có lần tao từng bị thương nặng khi chơi bóng bầu dục cơ. Mình cần có trống, Maurice nói. Lúc ấy chơi mới đúng kiểu. Rap nhìn nó, đúng kiểu như thế nào? Tao không biết, mình cần một đống lửa và một cái trống. Mình nhảy theo nhịp trống. Mình cần một con heo, Roger nói, giống như săn thật vậy. Hay có đứa nào giả làm heo? Jack nói, mình tìm đứa nào đấy, hóa trang nó thành heo rồi nó làm như, bay biết mà, nó làm như định hút tao ngã lăn quay và linh tinh. Tụi bay cần một con heo thật cơ, Robert nói, tay vẫn xoa mông, vì tụi bay muốn giết nó mà. Mình kiếm một thằng nhóc tì, Jack nói, cả lũ cười ồ. Rap ngồi dậy, chà, kiểu này mình sẽ không tìm thấy cái mình định tìm đâu. Chúng lần lượt đứng lên, kéo ngay ngắn áo sống. Rap nhìn Jack, bây giờ mình lên núi. Mình có nên về với Biggie không? Maurice nói, trước khi trời tối. Hai đứa sinh đôi cùng gật đầu một lượt. Phải đấy, sáng mai hẳn lên núi. Rap đưa mắt nhìn, thấy biển. Mình phải đốt lại đống lửa. Mày không có mắt kính của thằng Biggie. Jack nói, thành thử mày đâu đốt lửa được. Thì mình xem thử trên núi có an toàn không? Maurice gần gừ nói, nó không muốn tỏ ra là đồ thọ đế. Nhỡ con ác thú ở trên đó thì sao? Jack vung ngọn lao, mình sẽ giết nó. Trời có vẻ lạnh hơn chút ít. Nó múa cây lao, mình còn chơi gì nữa? Tao nghĩ rằng, Rap nói, nếu đi dọc bãi biển, mình sẽ ra khỏi bên dưới chỗ cháy rồi mình leo lên. Một lần nữa, Jack dẫn bọn chúng men theo biển cả sáng loá nhấp nhô. Một lần nữa Rap mơ, phó mặc đôi chân dày dạn vượt qua những chướng ngại trên đường, xong xem ra nơi đây đôi bàn chân nó không được khéo léo như trước đó. Vì hầu hết quãng đường, chúng buồn phải xuống tuốt chỗ đá trần trụi sát là nước, lần mò bước giữa biển cả và cánh rừng xum xê. Có những vách đá thấp phải leo, có cái phải khó nhọc bò qua. Đây đó chúng phải leo những tảng đá ướt nhẹp hay phóng qua những vũng nước trong veo chiều xuống để lại. Chúng gặp một cái rãnh cắt ngang bãi đất bồi hẹp như một công sự. Rãnh sâu không thấy đáy, chúng kinh hoàng nhìn xuống vết nứt tối om, nước kêu ùng ục, rồi sóng đánh trở vào. Cái rãnh kia sôi sùng sục trước mắt chúng. Bụi nước phun lên tận đám dây leo khiến chúng la hét vì ướt nhẹp. Chúng định chui qua rừng nhưng cây cối rậm rạp chằng chịt như tổ chim. Cuối cùng chúng đành chờ tới khi nước xuống rồi lần lượt nhảy qua rãnh. Tuy vậy vẫn có vài đứa bị ướt thêm lần thứ hai. Sau đó gặp những tảng đá sừng sững tưởng như không vượt qua nổi nên chúng tạm ngồi chờ quần áo khô. Ngắm nhìn những con sóng xô bờ nhẵn nhụi chậm chậm tạt qua hòn đảo. Chúng tìm thấy trái cây trong ổ của những con chim nhỏ màu rực rỡ đang bay lượn như côn trùng. Rồi Rap bảo rằng chúng đi như thế là quá chậm chạp. Nó leo lên một cái cây, vặn tán lá nhìn đỉnh núi vuông vức chừng như còn khá xa. Rồi chúng cố đảo bước dọc những tảng đá. Robert bị thương khá nặng ở đầu gối nên chúng thấy rằng phải đi chậm nếu muốn an toàn. Thành ra sau đó chúng đi như thể leo một ngọn núi nguy hiểm cho tới khi những khối đá trở thành một vách đá không vượt qua nổi. Cây chi chít như rừng và dốc thẳng đứng xuống biển. Rap trầm ngâm nhìn mặt trời. Sắp chiều rồi, sau giờ uống trà, chắc chắn thế. Tao không nhớ đã từng gặp vách đá này. Jack tiêu nghịu nói, chắc chắn đây là đoạn bờ biển tao chưa tới. Rap gật đầu, để tao nghĩ xem nào. Lúc này Rap không còn lúng túng khi phải suy nghĩ trước người khác nữa. Nó xem việc quyết định hàng ngày như chơi cờ vua. Khổ nỗi nó sẽ chẳng đời nào thành người chơi cờ giỏi. Nó nghĩ tới Biggie và bọn nhóc tì. Nó hình dung ra Biggie ngay bên cạnh, đang nằm cuộn người trong căn lều im ắng, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng đứa nào đấy mớ trong cơn ác mộng. Mình không thể để lũ nhóc với một mình Biggie được, không thể cả đêm được. Lũ kia không nói gì, chỉ đứng quanh nhìn nó. Nếu mình quay về thì sẽ mất hàng giờ đồng hồ. Jack đằng hắn, rồi nói bằng giọng xin xít lạ lùng. Mình không được để thằng Biggie gặp chuyện gì, phải không?
Ram gõ đầu cây lao dính đất của Eric vào răng. Nếu mình đi tắt, nó nhìn quanh, đứa nào đấy đi xuyên ngang đảo, báo cho Biggie biết rằng tối tụi mình mới về. Bill ngơ ngác nói, một mình băng rừng, bây giờ á? Mình chỉ có thể bớt một đứa thôi. Simon chèn tới Ram, tao đi cho nếu mày muốn, tao không ngại đâu, nói danh dự. Ram chưa kịp đáp thì Simon đã mau lẹ mỉm cười rồi quay người leo vào rừng. Lần đầu tiên Ram ngoái nhìn Jack, thấy nó nổi giận. Jack, cái lần mày đi suốt tới tòa thành đá ấy, Jack trừng mắt, thì sao? Mày đi dọc một đoạn bờ biển này, dưới ngọn núi, phía sau kia. Ừ, rồi sao nữa? Tao thấy một lối heo chạy, dài hàng dặm. Ram gật đầu, nó chỉ vào rừng. Nghĩa là lối heo chạy phải ở đâu đó trong kia. Cả bọn gật gù ra vẻ hiểu. Thế thì được rồi, mình mở một đường qua rừng tới khi tìm thấy lối heo chạy. Nó dấn lên một bước rồi dừng lại. Khoan đã, lối heo chạy này dẫn tới đâu? Dẫn tới núi, Jack đáp. Tao đã nói rồi mà, nó cười khẩy. Mày không dám lên núi à? Ram thở dài, cảm thấy sự đối nghịch tăng dần của Jack và hiểu thằng này nghĩ gì ngay khi không được làm hướng đạo nữa. Tao e không đủ sáng, mình sẽ vấp lên vấp xuống mất. Mình muốn tìm con ác thú mà. Trời sẽ không đủ sáng. Tàu cóc cần. Jack giận dữ nói. Khi mình tới gần, tàu sẽ lên. Mày dám không? Hay mày muốn trở về lều kệ lẻ với thằng Biggie? Bây giờ tới lượt Ráp đỏ bừng mặt. Nó nói chán nản vì cái điều Biggie mới cho nó biết. Sao mày thù ghét tao vậy? Bọn trẻ bứt rứt cửa quậy như vừa nghe được điều gì tục tiểu. Chúng im lặng hồi lâu. Ráp vẫn còn giận và bị tổn thương. Quay đi trước nhất. Đi thôi. Nó dẫn đầu, giành quyền khai quang rừng rậm lấy lối đi, cảm thấy bị mất thớ nên âm thầm giận dỗi. Lối heo chạy là một đường hầm tối tăm vì mặt trời đang nhanh chóng lặn xuống rìa vũ trụ, còn trong rừng già bóng tối có bao giờ phải tìm kiếm đâu xa. Còn đường mòn này rộng, đất dẻ nên chúng chạy ào ào, rồi mái lá đổ ụp. Chúng dừng chân, thở hổn hển nhìn dăm vì sao lấm chấm quanh đỉnh núi. Tới rồi, lũ trẻ nhìn nhau hoài nghi, Ram lấy quyết định. Bây giờ mình đi băng về vỉa đá, mai sẽ lên núi. Chúng lẩm bẩm đồng ý, nhưng Jack đang đứng cạnh Ráp. Nếu mày sợ... Ráp quay nhìn nó. Đứa nào đã lên tòa thành đá đầu tiên? Tao cũng đã lên vậy, lúc đó trời sáng. Được, đứa nào muốn lên núi bây giờ? Im lặng là câu trả lời duy nhất. Sam, Eric, tụi bay thấy sao? Tụi tao thấy nên đi kể với thằng Biggie. Ừ, kể với Biggie rằng... Nhưng thằng Simon đi rồi mà. Tụi tao kể với Biggie trong trường hợp Robert, Bill. Hai đứa này định quay về vỉa đá. Dĩ nhiên không phải vì sợ, mà vì mệt. Ram lại quay qua Jack. Mày thấy chưa? Tao sẽ lên núi. Những lời này bật ra từ Jack một cách hằn học, như một lời nguyền rủa. Nó nhìn Ram, thân hình mạnh khẳng căng ra, tay nắm lao như đe dọa. Tao lên núi tìm con ác thú, ngay bây giờ. Rồi nó hờ hững buông ra lời châm chọc cay độc nhất. Mày cùng đi chứ? Nghe thế, những đứa kia quên bẵng nỗi khao khát quay về. Chúng nán lại để chứng kiến cuộc đụng độ mới này trong đêm tối của hai đối thủ. Những lời kia quá độc địa, quá cay chua, quá đau, không cần lặp lại lần nữa. Đang thoai thoải nghĩ đến chuyện quay về lều, về với phá nước lặng lờ quen thuộc, Ram lâm vào thế kẹt. Tao đâu có ngán. Nó sừng sốt nghe giọng nói của mình, lạnh lùng và hờ hững, khiến lời cay độc kia của Jack mất tác dụng. Dĩ nhiên, nếu mày không thấy phiền, chẳng phiền gì cả. Jack tiến lên một bước. Nào, chúng sánh vai nhau tiến lên núi, những đứa kia đứng im nhìn theo. Ram bỗng dừng lại. Mình ngớ ngẩn thật, sao chỉ có hai đứa thôi? Nếu mình tìm thấy gì đấy thì hai đứa đâu có đủ. Chúng nghe tiếng lũ trẻ tản vội đi, ngạc nhiên sao, có một bóng đen chạy ngược dòng. Roger hả? Ừ. Vậy là mình có ba đứa. Chúng liền bắt tay ngay vào việc leo lên dốc núi, bóng tối bủa quanh chúng như thủy triều. Jack, nãy giờ vẫn im lặng, chợt nghẹt thở và ho sặc sụa. Một cơn gió mạnh đột ngột khiến cả ba đứa phun phì phì, Ram ràn rụa nước mắt. Cho đấy, mình đang trên rìa mảnh rừng bị cháy. Bước chân chúng và từng đợt gió làm tung lên những đám bụi mù nho nhỏ, chúng lại dừng. Trong lúc ho, Ram có thì giờ ngẫm nghĩ sao chúng vớ vẩn thế được, nếu không có ác thú. Hầu như chắc chắn là không có, thì mọi chuyện yên lành. Còn nếu có gì đấy đang rình rập trên đỉnh núi, thì ba đứa làm được trò chống gì? Khi chúng mù dở vì bóng tối và chỉ có gậy gộc trong tay. Tụi mình đúng là điên.
Từ bóng tối có tiếng trả lời, Teo à? Ráp bực mình lắc đầu, lỗi tại chết hết. Dĩ nhiên tao sợ, nhưng tụi mình vẫn đúng là điên. Nếu bay không muốn đi tiếp, giọng kia trân trọng, tao sẽ đi một mình. Ráp nghe nhạo báng, liền thấy ghét Jack, mắt xót vì cho, mệt mỏi và nỗi sợ làm nó nổi khùng. Đi đi, tụi tao chờ ở đây. Yên lặng. Sao mày không đi, sợ à? Một bóng mờ trong đêm tối tách ra là Jack. Được rồi, hẹn lát nữa. Bóng mờ kia biến mất, một bóng khác thay vào chỗ đó. Ráp cảm thấy đầu gối va phải vật gì cứng, làm rung rinh một thân cây bị cháy thành than. Giờ thấy sành sùi, thấy vỏ cây cháy dở, sắc cạn đâm vào khoeo. Nó biết Roger đã ngồi xuống rồi. Nó đưa tay sờ soạng rồi ngồi xuống cạnh Roger. Trong lúc thân cây nọ rung rinh trong đám tro, không trông thấy được. Roger tính vốn ít trò chuyện, không nói gì. Nó không cho biết nó nghĩ gì về con ác thú, cũng như tại sao nó quyết định cùng đi chuyến khảo sát điên rồ này. Nó chỉ ngồi, khẽ rung rinh thân cây. Ráp nghe có tiếng gõ nhanh, khiến nó muốn điên lên. Hóa ra Roger đang đập cây gậy gỗ vớ vẩn của nó vào vật gì đấy. Chúng ngồi như thế, thằng Roger lắc cây, gõ, dựng dưng, còn thằng Ráp nổi giận. Quanh chúng là bầu trời rất gần và đầy sao, trừ một hốc tối do ngọn núi chọc lên cao che khuất. Trên cao có tiếng trượt đi như ai đó bước những bước cực dài đầy nguy hiểm trên đá và tro tàn, rồi Jack tìm thấy chúng. Nó run rẩy, giọng khò khè chỉ đủ để hai đứa kia nhận ra được. Tao thấy một cái gì đấy trên đỉnh núi. Chúng nghe Jack vấp phải thân cây, khiến cây rung mạnh. Jack nằm yên một lúc rồi thì thầm. Nhìn cho kỹ, có thể nó theo xuống đấy. Một làn mưa tro tàn vương vãi quanh chúng, Jack ngồi dậy. Tao thấy một vật gì đấy căng phòng trên núi. Mày chỉ tưởng tượng, Ram run run nói, vì chẳng có gì căng phòng được, không có sinh vật nào như thế. Roger lên tiếng, làm hai đứa kia nhảy nhổm lên vì đã quên khuấy nó. Có con ếch. Jack rùng mình và khúc khích cười. Giống ếch thật đấy, tao nghe cả tiếng động nữa. Nghe như bát, rồi nó phồng lên. Ráp ngạc nhiên, không phải vì giọng của Jack nghe bình thản, mà vì vẻ can đảm trong đó. Mình lên đó xem sao. Lần đầu tiên từ khi biết Jack, Ráp cảm thấy thằng này ngần ngại. Bây giờ à? Giọng Ráp trả lời thay cho chính nó. Dĩ nhiên. Nó rời thân cây, bước qua những vỏ cây cháy dở kêu lách cách, dẫn hai đứa kia đi vào trong bóng tối. Giờ đây, khi tiếng nói của cơ thể nó im lặng, thì nó nghe trong lòng có tiếng nói của lý trí và của cả những tiếng khác nữa. Mickey gọi nó là thằng khờ, một tiếng khác bảo nó chớ có điên, còn bóng tối và kế hoạch vô vọng của chúng khiến nó thấy đêm nay đáng sợ như một chiếc ghế vô hình của nha sĩ. Khi chúng lên tới dốc, cuối cùng thì Jack và Roger xích lại gần nhau hơn. Hình dạng hai đứa không còn nhòe như vết mực nữa mà đã phân biệt được. Chúng thầm lặng đồng ý dừng chân, co cụm lại với nhau. Phía sau chúng, có một vạt sáng ở đường chân trời là nơi lát nữa trăng sẽ mọc. Gió thốc qua rừng khiến áo quần rách mươm dính sát vào người chúng. Ram chậm bước, đi thôi. Chúng tiếp tục leo, Roger hơi tụt lại sau. Jack và Ram tới đỉnh núi cùng lúc, phá nước lung linh trải rộng bên dưới. Một vệt trắng dài ở phía sau, đó là dải đá ngầm, rồi Roger lên tới nơi. Jack thì thầm, mình nên bò thôi, may ra nó đang ngủ. Roger và Ram bò tới, lần này Jack đi sau cùng, dù nó nói toàn những lời hùng hổ. Tới đỉnh núi phẳng phiu, chúng bò rất vất vả vì nơi đây đá cứng. Một vật gì đấy căng phòng, Ram chạm tay vào đống tro lạnh và mềm của đống lửa. Nó cố nén tiếng rú, bàn tay và vai nó giật thót vì sự đụng chạm bất ngờ này. Nó buồn nôn đến hoa cả mắt, trong bóng tối chỉ thấy toàn ánh sáng màu lục trong một khoảng khắc. Roger bò phía sau, còn tiếng Jack sát bên tai. Bên kia kìa, chỗ vẫn có cái rãnh đá ấy, gồ lên như cái ụ đấy. Thấy chưa? Cho từ đống lửa đã tắt hắt vào mặt Ráp, nó không thấy được rãnh đá hay gì khác vì những tia sáng màu lục kia bùng sáng hơn và đỉnh núi nghiêng ngả. Một lần nữa nó nghe tiếng Jack thì thầm như từ xa xăm. Hải à! Nó như tê liệt thì đúng hơn là hải, không khác bị trói chặt vào một mõm núi thuôn thuôn đang đung đưa. Jack trườn đi, còn Roger va phải nó rồi thở hổn hển tiếp tục mò mẫm. Ráp nghe chúng nó thì thầm. Mày thấy gì không? Đằng kia kia. Phía trước, chỉ 3 hoặc 4 mét, có gì đấy giống như ụ đá, mà ở đó không thể có đá được. Ráp nghe từ đâu đó tiếng xì xào, từ miệng nó cũng nên.
Sợ hãi và ghê tởm quyện thành lòng căm ghét, nó quyết chí đứng lên. Nó bước tới hai bước, chân nặng như chì. Đằng sau chúng mặt trăng đã lên, sáng chân trời. Phía trước chúng có gì đó giống như một con khỉ to lớn đang ngồi gà gạch, chúi đầu giữa hai đầu gối, rồi gió lộng trong rừng già. Có tiếng ồn ào trong đêm vắng và vật nọ ngẩng đầu lên, phô bộ mặt bị hủy hoại. Ráp thấy mình xả những bước thật dài trên bãi tro, nghe những sinh vật khác gào rú và nhảy loạn lên. Nó liều mạng phóng xuống sườn núi tối đen. Ngọn núi liền trở nên hoang vắng, chỉ còn trơ lại ba cây gậy và cái vật đang cúi đầu kia. Chương 8. Lễ vật cho ác quỷ. Bicky thiểu não nhìn từ bãi biển nhợt nhạt, ánh bình minh lên ngọn núi tối đen. Tụi bay có chắc không? Có thật chắc chắn không đấy? Tao nói với mày cả chục lần rồi. Rap nói. Tụi tao trông thấy nó mà. Mày có nghĩ rằng ở dưới này bọn mình an toàn không? Tao biết thế quái nào được chứ? Rap quay người, đi dọc bãi biển dăm ba bước. Jack đang quỳ vẽ những hình thù tròn tròn trên cát bằng ngón tay trỏ. Tiếng Bicky vặn tới, khe khẽ. Tụi bay chắc chứ? Chắc thật chứ? Thì mày cứ lên đấy mà xem. Jack khinh khỉnh nói, tụi tao sẽ được thoát nợ. Đừng sợ. Con ác thú có răng đấy, Rap nói, mắt đen và to. Nó rùng mình dữ dội. Bicky gỡ cái kính, chỉ còn một tròng tròn ra lau chùi. Mình tính làm gì đấy? Rap quay về phía vỉa đá, cái tù và nằm giữa những thân cây, một đốm trắng óng ánh phía trước nơi mặt trời sẽ trồi lên. Nó vuốt ngược mái tóc dày. Tao không biết. Nó nhớ lại cuộc chạy thục mạng xuống sườn núi. Tao không tin là tụi mày dám đánh nhau với một con to cỡ đó. Tao nói thật đấy, mày biết mà, mày chỉ lớn miệng thôi chứ đời nào dám chọi nhau với cọp. Gặp nó mình sẽ trốn thôi, ngay cả Jack cũng trốn luôn. Jack vẫn nhìn xuống cát. Thế đám thợ săn của tao để làm gì? Simon len lén bước ra từ bóng những chiếc lều. Ram lờ câu Jack vừa hỏi, nó chỉ vào cái quần màu vàng trên mặt biển. Trời còn sáng thì mình còn đủ can đảm. Nhưng sau đó thì... Bây giờ con vật kia ngồi chồm hổm cạnh đống lửa, như thể nó không muốn tụi mình được cứu. Hai tay vô tình xoắn vào nhau, nó cao giọng. Thành ra mình không thể đốt lửa trên đó được nữa, mình thua rồi. Một chấm vàng xuất hiện trên mặt biển, tức thì cả bầu trời sáng trưng. Thế đám thợ săn của tao để làm gì? Một lũ lau nhau vác gậy gộc. Jack đứng bật dậy, nó bỏ đi, mặt đỏ bừng. Bicky đeo kính rồi nhìn Rap. Mày xin chuyện rồi đấy, mày đã đụng chạm đến đám thợ săn của nó. Mày im đi. Tiếng tù và ẩm ẻ cắt ngang câu chuyện giữa hai đứa. Jack tiếp tục thổi như đón mừng mặt trời mọc, cho đến khi những chiếc lều lay động và đám thợ săn lừ đừ đi ra vỉa đá, còn lũ nhóc khóc ư ử như vốn quen thói. Ram chấp hành đứng lên cùng với Bicky đi tới vỉa đá. Nói. Ram cay đắng nói. Nói mãi, nói miết. Nó cầm tù và từ tay Jack. Buổi họp này... Jack ngắt lời nó. Tao chịu tập. Nếu mày không chịu tập thì tao cũng sẽ chịu tập mà. Còn mày chỉ làm cái việc thổi tù và thôi. Thổi tù và là chịu tập, đúng không? Thôi được, cầm lấy, nói đi. Ram ném tù và vào tay Jack rồi ngồi xuống chân cây. Tao chịu tập buổi họp. Jack nói. Vì có khối chuyện. Trước nhất, bây giờ thì tụi bay biết rồi, tụi tao đã thấy con ác thú, tụi tao bò lên núi, chỉ cách nó vài bước thôi, con ác thú ngồi dậy nhìn tụi tao, tao không biết nó làm gì, tụi tao cũng không biết nó là gì. Con ác thú này từ biển tới, từ bóng tối, từ cây cối. Im lặng! Jack hét, tụi bay chỉ có nghe thôi, con ác thú hay gì khác đang ngồi trên đó. Có thể nó chờ, nó săn, ừ, nó săn. Nó săn! Jack nói. Nó nhớ lại nỗi kinh hoàng đã ám ảnh nó thật lâu trong rừng sâu. Đúng, con ác thú này săn mồi. Có điều... im nào. Chuyện tiếp theo là mình không giết nổi nó. Chuyện tiếp nữa là Ráp nói rằng đám thợ săn của tao là đồ ăn hại. Tao không hề nói thế. Tao đang giữ tù và. Ráp cho rằng tụi bay là đồ thỏ đế, trốn chạy trước heo rừng và con ác thú. Chưa hết. Trên vỉa đá có tiếng thở dài, như thể đứa nào cũng biết chuyện gì sẽ tới. Jack nói tiếp, giọng run run nhưng kiên quyết, ra sức chống lại sự thờ ơ lặng lẽ.
nó giống Biggie, nó nói như thằng Biggie, nó không xứng đáng làm sếp. Jack nắm chặt tù và, chỉ vào Ráp. Chính nó là đồ chết nhát. Nó ngừng một lúc rồi nói tiếp. Trên đỉnh núi, khi Roger và tao tiến tới, thì nó rụt lại. Tao cũng tiến tới mà. Nhưng mày đi sau. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng qua vạt tóc. Tao cũng tiến tới vậy. Ráp nói, rồi tao bỏ chạy, hai đứa bay cũng chạy luôn. Cứ nói trắng ra rằng tao là đồ chết nhát đi. Jack quay qua đám thợ săn. Nó không phải thợ săn, nó sẽ chẳng đời nào kiếm ra thịt cho tụi mình. Nó không phải là trưởng lớp, và tụi mình chẳng biết gì hết về nó. Nó toàn chỉ tay năm ngón rồi chờ mọi người răm rắp tuân theo. Nói dông dài thế này. Ráp hét lên. Nói mãi nói miết, ai muốn, đứa nào chịu tập buổi họp. Jack quay lại, mặt đỏ bừng, nghiến răng trèo trẹo, mắt tóe lửa dưới hàng lông mày. Được thôi, giọng nó đầy ẩn ý và đe dọa. Được thôi. Một tay nó áp tù bà vào ngực, ngón trỏ tay kia chĩa lên trời. Đứa nào đồng ý Ráp làm sếp? Đầy chờ đợi, nó nhìn lũ trẻ đứng như hóa đá xung quanh. Dưới những gốc dừa lặng im như chết. Đứa nào không muốn Ráp làm sếp giơ tay lên. Jack gằn giọng. Chúng tiếp tục im lặng, nín thở, nặng trĩu và vô cùng xấu hổ. Màu đỏ trên đôi má Jack mờ dần, nhưng rồi trở lại đầy đau đớn. Nó liếm môi rồi quay đầu đi để khỏi phải nhìn vào những đôi mắt đang bối rối. Bao nhiêu đứa nghĩ rằng... Giọng nó nhỏ dần, đôi bàn tay run rẩy giữ chiếc tù bà, nó hắng giọng nói to. Được thôi. Nó hết sức thận trọng đặt tù bà xuống lớp cỏ dưới chân, những giọt lệ bẽ bàng trào ra từ hai khóe mắt. Tao không tiếp tục được nữa, không thể với tụi bay. Phần lớn lũ trẻ ngó xuống dưới, nhìn cỏ hay bàn chân chúng. Jack lại hắng giọng. Tao không muốn thuộc vào phe của thằng Ráp. Nó nhìn dọc những thanh cây bên tay phải, điểm số đám thợ săn từng ở trong ca đoàn. Tao chán rồi. Nó tự đi mà bắt heo. Khi tao săn, đứa nào muốn tham gia, xin mời. Nó bước nhanh ra khỏi khoảng đất hình tam giác, dậm nhảy xuống bãi cát trắng. Jack! Nó quay lại nhìn Ráp một lúc rồi giận dữ hét lên the thé. Không! Từ vỉa đá, nó nhảy xuống, chạy dọc bãi biển, mặc cho nước mắt không ngừng chảy ròng ròng trên má. Ráp nhìn theo cho đến khi nó khuất trong rừng cây. Biggie tức điên lên. Ráp, tao nói, còn mày chỉ đứng đó như... Ráp mềm lòng ngó, nhưng không nhìn Biggie. Nó lẩm bẩm bâng quơ. Nó sẽ quay lại thôi, khi mặt trời lạnh nó sẽ quay về. Ráp nhìn đăm đăm cái tù bà trong tay Biggie. Gì cơ? Chuyện ấy đấy. Biggie thôi không trách móc Ráp, nó lại lau kính rồi quay về với câu chuyện. Không có thằng Jack Meridew, mình vẫn làm nên chuyện vậy. Trên đảo này ngoài nó ra còn những đứa khác nữa. Bây giờ có con ác thú, tuy tao khó tin nổi, mình cần phải ở gần vỉa đá. Mình cần quái gì thằng kia nẫn chuyện săn bắt của nó. Bây giờ mình có thể quyết định chuyện gì ra chuyện đấy. Vô ích, Biggie ơi, chẳng làm được gì cả. Chúng chán trường ngồi lặng im một lúc, rồi Simon đứng lên, cầm lấy tù bà từ tay thằng Biggie đang sửng sốt đến quên cả ngồi xuống. Ráp ngước nhìn Simon. Simon, lại chuyện gì thế? Một tiếng cười nhạo không to lắm truyền quanh khiến Simon do dự. Tao nghĩ có thể có việc để làm chứ. Mình có thể... Một lần nữa sự nhút nhát trước buổi họp khiến nó không nói nên lời. Nó tìm một đứa đồng tình ủng hộ và chọn Biggie. Nó ấn sát chiếc tù và vào bộ ngực rám nắng, nghiêng người về phía Biggie. Tao nghĩ mình nên leo lên núi. Cái vòng người kia sợ hết vía. Simon ngừng nói, quay qua Biggie. Thằng này đang ngơ ngác nhìn nó, vẻ dẻo cợt. Leo lên chỗ đó của con ác thú để làm gì? Khi Ráp và hai thằng kia chẳng làm được gì? Simon thì thầm đáp. Thế mình làm gì khác đây? Nói xong, nó để Biggie cầm lấy tù và, rồi nó rút ra ngồi thật xa những đứa kia. Biggie ăn nói tự tin hơn, và nếu tình thế không đến nỗi nghiêm trọng, thì lũ kia hẳn sẽ thấy rằng nó khoái chí. Tao đã nói là mình có thể làm mọi chuyện mà không cần đến thằng đó. Bây giờ mình cần xác định việc gì cần làm. Tao nghĩ rằng tao biết nát nữa đây Ráp sẽ nói gì. Điều quan trọng nhất trên đảo này là khói và tao không thể có khói nếu không có lửa. Ráp nhấp nhổm. Không được đâu, Biggie. Mình không có lửa. Con vật kia đang ở trên đó. Thành ra mình đành chết gí ở chỗ này thôi. Biggie giơ cao tù và như để thêm sức mạnh vào những điều nó sắp nói. Mình không có nửa trên núi, nhưng nếu đốt nửa dưới này thì có gì là sai? Có thể đốt nửa trên tảng đá được, thậm chí trên bãi cát, mình cũng sẽ có khói vậy. Đúng rồi, khói. Cạnh vũng tắm cũng được luôn.
Lũ trẻ liền ba hoa, chỉ biết kia mới dám có đầu óc để đề nghị đem lửa từ trên núi xuống dưới này. Vậy là mình sẽ đốt lửa dưới này, Ráp nói. Nó nhìn quanh, mình có thể đốt lửa ngay tại chỗ này, giữa vũng tắm và vỉa đá, dĩ nhiên. Nó khựng lại, nhanh trán suy nghĩ, vô tình lại nhắm móng tay. Dĩ nhiên khói sẽ không bốc cao, khó thấy được từ xa, nhưng mình không cần phải tới gần. Những đứa kia hiểu rõ, gật đầu, không cần phải lại gần đó. Mình đốt lửa ngay bây giờ. Những ý tưởng lớn nhất lại là đơn giản nhất. Giờ đây có chuyện để làm, chúng hăm hở bắt tay vào việc. Check bỏ đi khiến Biggie vô cùng sung sướng, phơi phới tự do. Nó xiết đổi tự hào tham gia vào việc phục vụ tập thể, nên cũng đi nhặt củi luôn. Nó lượm lặn quanh quanh thôi, chẳng hạn một cái cây đổ trên vỉa đá, chúng không dùng để ngồi họp. Với những đứa kia thì vỉa đá là chốn thiêng liêng, nên ngay cả những thứ vô dụng ấy chúng cũng không đụng tới. Hai đứa sinh đôi thấy rằng chúng sẽ có lửa sát bên cạnh để sưởi lúc canh khuya. Điều này khiến vài đứa nhóc vui mừng vỗ tay nhảy múa. Củi ở đây không được khô như trên núi, phần lớn là củi mục, lúc nhúc bò. Chúng phải gượng nhẹ nâng những xúc gỗ khỏi nền đất, kẹo gỗ sẽ vụn như cám ẩm ngay. Ngoài ra, để khỏi vào sâu trong rừng, lũ trẻ thu lượm mọi thứ củi gần đấy, dù hướng cây non rậm rịt. Chúng vốn quen với bìa rừng và vệt sẹo, lại sẵn tù và những cái lều ngay sát đấy. Với lại ban ngày trời sáng đâu có gì phải lo, còn tối đến có chuyện gì thì chẳng đứa nào thèm nghĩ. Cho nên chúng làm việc với tất cả nghị lực và hăm hở, dù khi thời gian trôi thì trong nghị lực có hốt hoảng và trong hăm hở có rối loạn. Chúng dựng một kim tự tháp bằng lá, cành to, cành nhỏ và thân cây trên bãi cát trần trụi cạnh vỉa đá. Lần đầu tiên trên đảo, Biggie tháo cái kính chỉ còn một mắt của nó, quỳ xuống, thu nắng vào bội. Lát sau đã thấy một làn khói tỏa lên như cái mái và một cụm lửa vàng. Kể từ tai họa đầu tiên, bọn nhóc ít được thấy lửa nên cực kỳ hưng phấn. Chúng nhảy múa và ca hát, cảm thấy như cùng một phe. Cuối cùng Ráp đứng lên, đưa cánh tay bẩn thỉu quệt mồ hôi trên mặt. Mình sẽ phải làm một đống lửa nhỏ, đống này quá lớn, khó giữ. Biggie ngồi ngay ngắn trên bãi cát rồi bắt đầu lau kính. Mình thử tìm xem có cách nào đốt một đống lửa nhỏ mà nóng, rồi chất ná tươi lên cho có khói. Có những thứ ná bốc khói nhiều hơn loại khác. Khi lửa tàn thì hưng phấn cũng tàn theo, lũ nhóc thôi ca hát, nhảy múa mà tóa ra biển hay tìm hái trái cây hoặc về lều. Ráp ngồi phịch xuống cát, mình phải làm một danh sách ai canh giữ lửa. Nếu mày tìm ra được bọn này... Nó nhìn quanh, lần đầu tiên nó thấy ở đây sao ít bọn lớn nên hiểu ra tại sao chúng làm việc cực vậy. Thằng Maurice đâu? Biggie lại lau kính. Tao nghĩ không, chắc nó không đi vào rừng một mình đâu nhỉ. Ráp nhảy dựng lên, vọt chạy quanh đống lửa rồi đứng cạnh Biggie, tay giữ mái tóc xõa. Nhưng mình phải lập được một danh sách, có mày, tao, Sam, Eric và... Nó không nhìn Biggie mà nói như thờ ơ. Bill và Roger đâu rồi? Biggie cúi tới trước, đặt một khúc củi lên đống lửa. Tao nghĩ là chúng đi rồi, tao cũng nghĩ là chúng không chịu cùng làm đâu. Ráp ngồi xuống, ngoáy ngoáy mấy lỗ nhỏ trên cát. Nó sửng sốt thấy một lỗ có vết máu. Nó chăm chú nhìn cái móng tay nó vẫn cắn, thấy một giọt máu tròn đọng ở chỗ thịt mềm bị nhấm. Biggie tiếp tục. Tao thấy chúng nó định đi khi tụi mình nhặt củi. Chúng nó đi nối này, cùng nối với thằng kia. Ram không nhìn ngón tay nữa mà ngó lên trời. Bầu trời hôm nay khác hẳn, như đồng cảm với những thay đổi lớn chúng vừa thực hiện. Đục như xương khiến ở đôi chỗ không khí nóng như có màu trắng. Vầng dương tròn trịa màu bạc xỉu như gần hơn và không quá nóng, dù không khí ngột ngạt. Chúng chỉ toàn gây phiền toái nhỉ? Tiếng nói tới gần bên vai nó, nghe sợ hãi. Mình có thể xoay sở được mà, không cần đến tụi nó. Giờ đây mình thoải mái hơn, phải thế không? Ráp ngồi đó, hai đứa sinh đôi lại gần, kéo theo một thân cây lớn, toét miệng cười tự hào. Chúng quăng xúc gỗ lên đống than hồng khiến những đốm lửa bay tung tóe. Một lúc lâu, trong khi đợi thân cây khô rồi bén lửa được đỏ, thì Ráp ngồi trên cát, không nói năng gì. Nó không nhìn Biggie đi tới thì thầm với hai đứa sinh đôi, rồi cả ba thằng đi vào rừng. Đây này, nó giật mình sực tỉnh. Biggie với hai đứa kia đang đứng cạnh nó, chúng ôm trái cây về. Tao nghĩ, Biggie nói, có lẽ mình nên niên hoan một chút. Ba đứa ngồi xuống, chúng mang cả ôm trái cây về, toàn trái chín. Chúng cười toe toét nhìn Ráp khi nó lấy vài quả rồi bắt đầu ăn. Cảm ơn, nó nói, rồi với một giọng vui vẻ lẫn ngạc nhiên. Cảm ơn, đám tụi mình còn lại sẽ làm ăn ngon lành thôi mà. Biggie nói,
Tụi nó mất trí nên mới gây chuyện lộn xộn trên hòn đảo này. Bây giờ mình đốt một đống lửa nhỏ chơi. Ram sực nhớ tới điều khiến nó lo lắng. Thằng Simon đâu? Tao không biết. Mày có nghĩ là nó lên núi không? Bicky cười phá lên rồi lấy thêm trái cây. Có thể lắm. Nó nuốt một miệng đầy. Nó đúng là điên. Simon đã đi qua vùng cây trái, nhưng hôm nay lũ nhóc tíu tít với đống lửa trên bãi biển nên không theo nó tới đây. Nó đi qua đám cây leo, tới tấm mảnh lá lớn trước cửa hốc rồi chui vào đấy. Nắng hắt xuống bên kia tấm mảnh lá, còn ở giữa khoảng rừng thưa, đàn bướm không ngớt bay lượn tung tăng. Nó quỳ xuống, những tia nắng rọi lên người. Lần trước không khí như rung rinh vì nóng, còn bây giờ như đe dọa. Lát sau mồ hôi đã ròng ròng từ mái tóc dài bù xù của nó. Nó nép tới nép lui, nhưng không tránh được nắng. Nó chợt thấy khát, rồi rất khát. Nó tiếp tục ngồi. Xa tuốt trên bãi biển, thằng Jack đang đứng trước một nhóm nhỏ. Nó trông rạng rỡ vì sung sướng. Sun, nó nói. Nó nhìn lũ kia, ước lượng. Đứa nào cũng đội một cái mũ đen, nay đã sơ sát. Trước đây, lâu lắm rồi, chúng từng rụt rè đứng thành hai hàng, cất những giọng hát thiên thần. Mình sẽ Sun, tao sẽ là sếp. Chúng gật đầu, cuộc khủng hoảng trôi qua nhẹ như không. Còn về con ác thú, chúng nhấp nhổm nhìn vào rừng. Tao nói điều này, mình sẽ không hơi đâu bận tâm tới con ác thú. Nó gật đầu với đám kia. Mình lờ nó đi. Được thôi, đồng ý, quên con ác thú đi. Nếu Jack có ngạc nhiên trước sự sôi nổi của chúng thì nó cũng không để lộ ra. Còn chuyện nữa, ở tận dưới này mình sẽ không có gì để phải sợ nhiều, nơi đây là gần cuối đảo rồi. Từ đấy những tâm hồn bị giày vò vang lên lời hưởng ứng nhiệt liệt. Bay nghe đây, có thể sau này mình đi tới tòa thành đá, nhưng bây giờ tao định sẽ lôi kéo thêm mấy thằng lớn khỏi cái tù và kia và mọi thứ. Mình sẽ săn một con heo rồi mở bữa tiệc. Nó ngừng rồi chậm rãi nói tiếp. Còn đối với con ác thú ấy mà, nếu mình săn được thì mình để cho nó một ít, thì nó sẽ để mình yên, có thể. Nó đứng bật dậy, bây giờ mình vào rừng cùng săn. Nó quay người bước đi, sau một lúc ngập ngừng, chúng ríu rít đi theo. Chúng tản ra trong rừng, căng thẳng. Jack gần như tìm ra ngay những rễ cây bị bới bừa bãi, chứng tỏ có heo chạy qua đấy. Lát sau thấy vết đi còn mới, Jack ra hiệu cho bọn kia im lặng. Còn nó tiếp tục đi tới, nó sung sướng cảm thấy bóng tối ẩm ướt quanh người, giống như mặc bộ quần áo cũ quen thuộc. Nó bò xuống một triền dốc tới những tảng đá và đám cây rải rác sát biển. Lũ heo béo múc mít, nằm tránh nắng dưới bóng cây, đầy hấp dẫn. Trời đứng gió và chúng yên tâm vì không phát hiện được hơi lạ. Kinh nghiệm đã khiến Jack lặng lẽ như những bóng cây kia. Nó lặn về chỗ cũ, chỉ dẫn cho đám thợ săn đang ẩn nấp biết phải làm gì. Cả đám liền trườn tới, từng tấc một, mồ hôi nhễ nhại trong im ắng và nóng nực. Một cái tai biếng nhác vẫy dưới bóng cây, cách xa bầy một chút là con heo nái lớn nhất trong đám đang chìm đắm trong hạnh phúc của heo mẹ. Da nó hồng hào, có khoang đen. Một đàn heo con bám vào cái bụng to cần của nó trông như những cái tua. Chúng đang ngủ hoặc rút vào bụng mẹ, uổng ỉm. Jack dừng lại cách đàn heo 15 mét, nó duỗi thẳng tay chỉ vào con heo mẹ. Nó nhìn quanh, ngầm hỏi để biết chắc mọi đứa hiểu ý nó. Bọn kia gật đầu, một loạt cánh tay phải vung lên. Phóng! Bầy heo vùng chạy, ở khoảng cách chỉ 10 mét, những ngọn lau gỗ đầu chưa cứng bay tới con heo chúng đã chọn. Một con heo con cuống cuồng kêu, phóng ra biển, kéo theo ngọn lao của thằng Roger. Con heo mẹ loạn choạng, vừa kêu vừa thở hồng hộc, hai ngọn lao cắm bên mạn sườn béo núc. Lũ trẻ la ó, ào tới, đám heo con chạy tán loạn. Còn heo mẹ xuyên thủng vòng vây, đang tiến lại, phóng rầm rầm vào rừng. Đuổi theo! Chúng ào theo lối heo chạy, nhưng rừng quá tối và rậm rịt khiến Jack chửi thề, bảo chúng dừng lại, tìm dấu vết giữa những gốc cây. Nó không nói lời nào suốt một lúc, chỉ hậm hực thở, khiến chúng đâm sợ nó và đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên lẫn băn khoăn, chợt nó xỉa tay xuống đất. Đây rồi! Những đứa kia còn chưa kịp thấy vệt máu thì Jack đã quay đi, cúi xem một dấu vết, vặt một cành cây. Nó lần bước như thế, chắc chắn đến lạ lùng, đám thợ săn lẻo đẻo theo sau. Nó dừng lại trước một bụi rậm. Trong đó, chúng bao quay bụi rậm, nhưng con heo nái chạy thoát, thêm một ngọn lao nữa cắm vào sườn. Những cánh lao kéo lê cản trở bước chân nó, còn những mũi lao sắc trẻ tư là một cực hình. Nó va vào một thân cây khiến một ngọn lao cắm sâu hơn vào thịt, sau đó đứa nào cũng dễ dàng lần theo vết máu tươi của nó. Trời đã ngả sang chiều, đục hơi ẩm và nóng, con heo loạn choạng chạy, máu me và phát cuồng,
còn đám thợ săn thèm khát bám sát nó, phấn khích bởi cuộc chạy đua lâu dài có máu đổ. Giờ đây chúng đã trông thấy và đuổi gần kịp, nhưng nó lại đem hết sức tàn vọt lên trước. Khi nó loạn choạng chạy vào một khoảng rừng thưa, có hoa tươi rực rỡ, có bướm lượn quanh, có bầu không khí nóng và im lìm thì bị chúng bắt kịp. Cái nóng nơi đây đã đánh gục con heo, nó ngã vạch xuống và đám thợ săn đè lên. Sự bùng nổ đáng sợ của một thế giới xa lạ khiến nó phát rồ. Nó kêu en ép và điên cuồng chống cự, không khí đầy mồ hôi, tiếng ồn, máu và nỗi kinh hoàng. Roger chạy quanh đống người và vật kia. Hễ thấy chỗ nào có heo là thọc lao vào đấy. Chết ngồi trên lưng con heo, cứ thế thọc dao găm xuống. Cuối cùng Roger tìm được chỗ đâm mũi lao, rồi ấn bằng cả sức mạnh của nó. Ngọn lao chích sâu từng phân một, tiếng en ép khủng khiếp, nghe chói tai, rồi chét túm được họng con heo và máu nóng tóe đầy hai tay nó. Con heo gục chết dưới đám thợ săn, còn chúng đè trên nó, kiệt sức nhưng thỏa mãn. Lũ bướm vẫn còn say sưa nhảy múa ngay giữa khoảng rừng thưa. Cuối cùng, cơn giết chóc mê cuồng qua đi, lũ trẻ tụt xuống. Jack đứng lên, chìa hai tay. Bay xem này! Nó khúc khích, vung vẩy, trong khi những đứa kia rộ lên cười vì thấy hai bàn tay nó còn bốc hơi máu. Rồi Jack túm lấy Maurice, quệt máu lên hai má thằng này. Roger kéo ngọn lao ra, bây giờ lũ trẻ mới biết là nó đã đâm con heo. Roger tóm gọn việc này bằng một câu khiến chúng cười ồ. Đâm thẳng vào đít nó. Tụi bay nghe chưa? Tụi bay nghe nó nói chưa? Đâm thẳng vào đít con heo. Lần này Roger và Maurai đóng hai vai. Maurai giả làm con heo, cố tránh ngọn lao đang đâm tới trông thật nhộn, khiến lũ trẻ cười như nắc nẻ. Xem hai đứa diễn mãi cũng chán. Jack chùi hai bàn tay đẫm máu lên đá, rồi nó bắt đầu làm thịt con heo, mổ bụng, moi bộ lòng sẫm màu nóng hổi, chất thành đống trên tảng đá trong lúc bọn kia đứng nhìn. Nó vừa làm vừa nói, mình mang thịt xuống bãi biển, tao sẽ quay tại phía đá mời bọn nó dự tiệc, mình sẽ có thì giờ suy tính. Roger nói, sếp, gì? Mình đốt lửa cách nào đây? Jack ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn con heo. Mình sẽ tập kích bọn nó, cướp lửa. Cầu bốn đứa tụi bay, Henry, mày, Bill và Maurai, mình bôi lên người để ngụy trang rồi bò tới. Trong lúc tao nói với tụi nó, mình muốn gì thì Roger chớp lấy một cái cành đang cháy. Những đứa khác khuân thịt về chỗ của bọn mình hồi nãy, mình sẽ đốt lửa ở đấy. Rồi sau đó... Nó dừng lại rồi đứng lên, nhìn những cái bóng dưới đám cây, rồi nó nói nhỏ hơn. Nhưng mình sẽ để lại một phần cho... Nó lại quỳ xuống, lo cách mổ với con dao găm. Lũ trẻ bu quanh, nó ngoái đầu nói với Roger, vót nhọn hai đầu một cây gậy. Lát sau nó đứng lên, hai tay giữ cái đầu heo đang nhỏ máu. Gậy đâu? Đây, cắm một đầu vào đất. Ô, đá hả? Tống nó vào cái khe, thế. Jack nâng đầu heo lên, ấn cái họng mềm xuống. Đầu chiếc gậy nhọn xuyên qua mõm heo, nó lùi lại, đầu heo lủng lẳng ở đấy, một ít máu rỉ trên cây gậy. Những đứa kia cũng lùi lại luôn. Khu rừng thật im ắng, chúng lắng nghe, ồn ào nhất là tiếng ruồi vo ve trên đống ruột gan. Jack nói như thì thầm, khiêng con heo lên. Maurai và Robert xiên xác con vật, nâng khối thịt nặng nề lên, đứng chờ. Chúng đứng trên bãi máu khô, nhìn trộn nhau trong yên ắng. Jack lớn tiếng, đầu con heo này cho con ác thú để cúng nó. Sự tĩnh lặng tiếp nhận lễ vật khiến chúng khiếp đảm. Cái đầu heo ở lại đấy, mắt mở đục, miệng nhe ra. Máu đen đọng giữa những chiếc răng, đột nhiên chúng ù té chạy, cắm đầu cắm cổ, xuyên qua cánh rừng về phía bãi biển trống trải. Simon ở trong cái hốc nâu nhỏ xíu có lá cây che chắn. Dù đã nhắm mắt lại, song nó vẫn thấy cái đầu heo vắt vượng như một dư ảnh. Đôi mắt heo khép hờ, ẩn hiện sự trơ tráo không cùng của cuộc đời kẻ đã trưởng thành. Chúng khẳng định với Simon rằng mọi chuyện đều xấu xa. Tôi biết mà. Simon chợt nhận ra nó vừa nói to. Nó mở bừng mắt, cái đầu heo đang toét miệng cười thích thú trong ánh nắng khác lạ, không đếm xỉa gì đến lũ ruồi, đến đống ruột gan lòng thòng, thậm chí không đếm xỉa luôn cả chuyện bị cắm đầu ô nhục trên một cái cọc. Nó quay nhìn chỗ khác, liếm đôi môi khô khốc. Lễ vật cho ác thú, con ác thú không đến được để thu nhặt ư. Cái đầu heo, theo nó thấy, hình như cũng nghĩ như nó. Chạy đi, cái đầu heo kia lặng lẽ nói, về với những đứa kia đi. Đùa thôi mà, mày bận tâm làm gì? Mày chỉ không khỏe, thế thôi. Mày hơi nhức đầu, chắc tại mày ăn phải thứ gì đấy.
Về đi cậu bé, cái đầu lặng lẽ nói. Simon ngước nhìn lên trời, cảm thấy mái tóc đẫm mồ hôi nặng trịch. Trên đó, như một ngoại lệ, là những đám mây to màu xám, màu sữa và màu đồng, trông như những ngọn tháp đang phình ra trên hòn đảo. Những đám mây đè lên hòn đảo, bị nén lại, liên tục tạo ra cái nóng dồn ép như thể tra tấn. Đến nỗi, lũ bướm cũng đã bỏ quãng rừng thưa, nơi cái vật ghê tởm kia nhe răng cười và nhỏ máu. Simon cúi đầu, cẩn thận nhắm nghiền mắt, rồi che bằng cả hai tay. Không có bóng dưới những thân cây, song chỗ nào cũng im lìm một màu ngọc trai, khiến những gì có thật trông như ảo ảnh không tên không tuổi. Đống ruột đen ngòm một đám đùi vo ve như tiếng cưa. Lát sau chúng phát hiện ra Simon. Chúng xà xuống những dòng mồ hôi trên người nó, hút lấy hút để. Chúng làm nó nhột phía dưới lỗ mũi và nhảy nhót trên đùi nó. Chúng đen thui, óng ánh màu lục và nhiều không đếm xuể. Trước mặt Simon, chúa ruồi cắm trên cọc nhe răng cười. Chú thích. Chúa ruồi, tên tiếng Anh của tác phẩm này là Lord of the Flies, dịch từ tiếng Hebrew, tượng trưng cho cái ác hay ác quỷ. Sau cùng, Simon đành chịu thua, lại ngó về phía đó, nhìn những cái răng trắng ợn, đôi mắt đục và máu. Mắt nó dán vào cái hình ảnh cổ xưa không cưỡng nổi này, mạch máu nơi thái dương bên phải của Simon đập hối hả. Raph và Biggie nằm trên bãi cát, đăm đăm nhìn đống lửa, biếng nhác ném sỏi vào giữa đống than hồng. Cái cành cháy tiêu rồi. Sam Eric đâu? Mình phải nấy thêm củi. Hết cành tươi rồi. Raph thở dài đứng lên, dưới những gốc dừa trên vỉa đá không thấy chiếc bóng nào, chỉ có thứ nắng lạ lùng như thể đến từ khắp nơi cùng một lượt. Tiếng sấm rền như súng nổ, tuốt trên những đám mây đang phình ra. Sắp mưa như xối đấy. Mình làm sao với đống lửa đây? Raph lững thững chạy vào rừng rồi quay ra với một cành cây rậm rịt lá, quăng lên đống lửa. Cành cây nổ lách tách, lá xoăn lại, khói vàng nghi ngút. Biggie dùng mấy ngón tay vẽ những hình thù vớ vẩn trên cát. Phiền một điều là mình không có đủ người canh đống lửa. Mày cắt Sam Eric vào chung một viên. Tụi nó luôn làm chung với nhau. Dĩ nhiên rồi. Ừ, nhưng thế nào không công bằng, mày không thấy sao tụi nó phải làm hai viên. Raph ngẫm nghĩ, thấy đúng. Nó bực bội thấy mình chẳng nghĩ được mấy như người lớn, nên lại thở dài. Chuyện trên đảo càng ngày càng trở nên tồi tệ. Biggie nhìn đống lửa. Mày sắp phải đi nhặt cành cây xanh nữa rồi đấy. Raph lăn người. Biggie này, mình sẽ phải làm gì đây? Phải tiếp tục, không có bọn kia. Nhưng ngọn lửa... Nó nhíu mày nhìn cái đống đen trắng với những khúc cành cây chưa cháy. Nó cố diễn tả. Tao sợ... Thấy Biggie ngẩng lên, nó nói tiếp luôn một mặt. Không phải sợ con ác thú đâu, tao muốn nói là tao cũng sợ nó nữa, nhưng không đứa nào hiểu về chuyện ngọn lửa. Nếu mày sắp chết đuối, mà có người ném cho mày sợi dây. Nếu có tay bác sĩ bảo mày uống thứ thuốc nào đấy, nếu không mày sẽ chết, thì mày sẽ uống, phải không? Mày nghĩ sao? Dĩ nhiên tao sẽ uống chứ. Thế tụi nó không thấy à? Tụi nó không hiểu à? Không có khói làm hiệu, thì mình sẽ chết ở đây mất. Nhìn kìa. Một làn khí nóng rung rinh trên đống tro, song không thấy tí khói nào. Mình không giữ nổi một đống lửa, mà chúng mặc kệ. Tệ hơn nữa là... Nó nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Biggie. Tệ hơn nữa là... Chính tao đôi khi cũng vậy. Giả thử tao giống những đứa kia, cũng mặc kệ. Thì tụi mình sẽ ra sao? Biggie tháo kính, cực kỳ bối rối. Tao không biết nữa, Raph à. Mình phải tiếp tục, đơn giản thế. Người lớn sẽ làm như thế đấy. Raph tiếp tục nói cho vơi đi gánh nặng. Biggie, có gì sai chăng? Biggie sửng sốt nhìn nó. Mày nghĩ chuyện... Không, không phải chuyện đó. Tao nghĩ... Cái gì đã khiến cho mọi chuyện đổ bể như vừa rồi? Biggie chậm chạp lau kính và suy nghĩ. Nó đỏ mặt tự hào thấy Raph đã tin tưởng nó tới ngần ấy. Tao không biết, Raph à. Tao nghĩ là tại nó... Tại Jack à? Ừ, tại Jack. Quanh cái tên này cũng đã có sự úy kỵ. Raph trầm ngâm gật đầu. Ừ, nó nói... Tao cũng cho là như thế. Khu rừng gần hai đứa chợt xôn xao, những hình dáng như quỷ sứ, mặt trắng, đỏ, lục, gào thét ào ra khiến lũ nhóc kêu la bỏ trốn. Từ khóe mắt Raph thấy Biggie bỏ chạy, hai hình dáng ào tới đống lửa. Raph đã sẵn sàng chống cự, nhưng chúng chỉ chụp lấy mấy cái cành đang cháy dở rồi chạy ào đi dọc bãi biển. Còn ba hình dáng kia đứng im, nhìn Raph. Nó thấy hình dáng cao nhất trong bọn, trần truồng từ những vết vằn vện và chiếc thắt lưng của Jack.
Ram đã thở lại được, nó hỏi, muốn gì? Jack phất lờ, giơ cây lao nói lớn, tụi bay nghe đây, tao và đám thợ săn của tao, tụi tao hiện ở trên một vỉa đá phẳng bên bờ biển, tụi tao đi săn, chè chén và vui chơi. Nếu tụi bay muốn gia nhập nhóm tụi tao thì cứ tới gặp, có thể tao cho tụi bay tham gia, có thể không? Nó ngừng lại nhìn quanh, dưới lớp mặt nạ vẽ vằn vện, nó không cần phải xấu hổ hay rụt rè, mà nhìn từng đứa một. Ráp đang quỳ bên đống tàn lửa, như một vận động viên nước rút ở vị trí xuất phát, mặt khuất dưới mái tóc và vết nhọ. Sam Eric nấp sau một thân dừa bên bờ rừng ngó ra, một thằng nhóc mặt đỏ gay đang nhăn nhó gào khóc bên vũng tắm, còn Bicky đứng trên vỉa đá, tay cầm chiếc tù và màu trắng. Tối nay tụi tao mở tiệc, tụi tao vừa giết được một con heo nên có thịt, tụi bay có thể đến ăn với tụi tao nếu muốn. Sấm lại y ầm trên đám mây trùng điệp như những dãy núi. Jack và hai thằng mọi vô danh hoang mang nhìn lên bầu trời rồi chấn tĩnh lại. Thằng nhóc kia vẫn tiếp tục khóc. Jack đang chờ gì đấy? Nó thì thầm với những đứa kia. Đi thôi nào. Hai thằng mọi kia lẩm bẩm. Jack sẵn giọng. Đi. Hai thằng mọi nhìn nhau, giơ cao ngọn lao rồi cùng hô. Sếp đã nói. Rồi cả ba đứa quay người, lững thững chạy đi. Tức thì Ráp đứng phắt dậy, nhìn vào chỗ bọn mọi đã biến đi. Sam Eric bước tới, thì thào vì sợ. Tao tưởng là... Còn tao... Sợ. Bicky đứng trên vỉa đá, bên trên chúng nó, tay vẫn nắm giữ tù và. Tụi thằng Jack với Maurice và Robert đấy. Ráp nói, tụi nó trông nhộn nhỉ. Tao cứ sợ nại nên cơn xuyễn. Dẹp bệnh xuyễn của mày đi. Thấy thằng Jack tao liền đoán chắc là nó tìm chiếc tù và, mà chẳng rõ tại sao. Lũ trẻ nhìn chiếc vỏ ốc màu trắng với vẻ tôn kính và chiều mến. Bicky đặt nó vào tay Ráp, thấy dấu hiệu quen thuộc, lũ nhóc liền quay lại. Ở đây không được. Nó quay tới vỉa đá, thấy cần phải làm đúng nghi thức. Ráp đi đầu, tay giữ chiếc tù và trắng, rồi tới Bicky rất nghiêm trang, rồi hai thằng sinh đôi, rồi lũ nhóc và những đứa khác. Tất cả ngồi xuống đi, tụi nó đột kích mình để lấy lửa, chúng nó vui chơi. Nhưng mà... Ráp lúng túng như có bức màn che lập lòe trong đầu, nó đang định nói gì đấy thì bức màn kia hạ xuống. Nhưng mà... Lũ kia nghiêm trang nhìn nó, chúng chưa hề hoài nghi chút nào về năng lực của nó. Ram vuốt mớ tóc ngu xuẩn ra khỏi mắt rồi nhìn Bicky. Nhưng mà... ngọn lửa. Phải rồi, ngọn lửa. Nó bật cười, nhưng ngừng lại được và đột nhiên nói trôi chảy. Ngọn lửa là điều quan trọng nhất. Không có ngọn lửa, kể như mình không được cứu. Tao cũng không ngại vẽ vằn, vẽ vệt, ngụy trang và làm giống như một tên mọi. Nhưng mình phải giữ cho ngọn lửa cháy. Ngọn lửa là điều quan trọng nhất trên đảo. Vì... Nó lại ngừng và sự im lặng có cả hoài nghi lẫn kinh ngạc. Bicky gấp gáp thì thầm, để được cứu. Phải rồi, không có lửa thì mình không thể được cứu, thành ra mình phải ở bên đống lửa làm cho nó tỏa khói. Khi nó ngừng thì chúng đều lặng thinh. Đã nhiều lần Ráp anh nói hùng hồn ngay tại chính nơi đây, lần này nghe chán ngắt, chính mấy thằng nhóc cũng thấy thế. Cuối cùng, Bill đưa tay cầm tù và. Bây giờ mình không đốt lửa được trên kia, vì mình không thể đốt lửa được trên kia, mình cần nhiều người giữ nó khỏi tắt, mình hãy đi tới bữa tiệc của chúng. Bảo chúng rằng tụi mình chỉ còn bấy nhiêu đây, thật khó giữ ngọn lửa được. Rồi mình cùng đi săn và mọi chuyện linh tinh khác, sống như mọi. Ta muốn nói, nhất định sẽ vui đáo để. Sam Eric cầm lấy tù và. Nhất định sẽ vui như Bill vừa nói. Và vì nó đã mời bọn mình tới dự tiệc, có thịt, giòn tan, tao có thể chén đẩy thịt. Ráp giơ tay, tại sao mình không tự tìm lấy thịt được? Hai đứa sinh đôi nhìn nhau, Bill trả lời. Mình đâu có thích chui vào rừng. Ráp nhăn mặt. Nó, mày biết mà, vào rừng được. Nó là thợ săn, hết thảy tụi nó là thợ săn, khác nhau ở chỗ đó. Không đứa nào nói gì, lát sau Bicky cúi nhìn bãi cát lẩm bẩm. Thịt. Lũ nhóc ngồi đấy, trịnh trọng nghĩ đến thịt mà chảy nước rãi. Trên đầu chúng lại ùng oàng như tiếng đại bác, và những lá dừa khô rì rào trong một làn gió nóng đột ngột thổi qua. Mày là một thằng nhóc ngớ ngẩn, chúa ruồi nói. Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc và ngớ ngẩn. Cái lưỡi xương tấy của Simon động đậy, nhưng nó không nói gì. Mày không đồng ý à? Chúa ruồi hỏi. Không phải mày là một thằng nhóc ngớ ngẩn sao? Simon trả lời cũng với thứ tiếng im lặng ấy. Chúa ruồi nói. Được thôi. Tốt nhất mày hãy chạy đi, chơi đùa với bọn kia. Chúng nó nghĩ rằng mày dở hơi. Mày không muốn thằng Ráp cho rằng mày dở hơi chứ gì? Mày rất mến thằng Ráp, đúng không? Thế còn thằng Bicky, thằng Jack?
Simon hơi ngẩng đầu, mắt nó không thể quay đi, mà chúa ruồi thì lủng lẳng ngay trước mặt. Mày làm gì ngoài này một mình, mày không sợ ta ư? Simon rùng mình, chẳng ai giúp được mày cả, chỉ có tao thôi, mà tao là con ác thú. Simon cố mở miệng, bật ra mấy tiếng nghe rõ được, cái đầu heo cắm trên cọc. Tụi bay cứ tưởng ác thú là cái gì tụi bay có thể săn và giết được, đầu heo nói. Trong chốc lát, khoảng rừng và những chỗ mờ ảo xung quanh vọng lại tiếng cười chế nhạo. Mày biết, phải không nào, rằng ta là một phần của bọn bay, một phần rất gần gũi lắm. Mày biết rằng ta là lý do vì sao công chuyện của chúng bay không chạy, vì sao công chuyện lại xảy ra như thế, đúng không? Tiếng cười lại the thé. Thôi, chúa ruồi nói, mày hãy về với đám kia và mình quên mọi chuyện đi. Đầu Simon lắc lư, đôi mắt nó lim dim như bắt chước cái vật thô bị cắm trên cọc. Nó biết sắp lên cơn, chúa ruồi phình ra như quả bóng. Thật buồn cười, mày biết rõ rằng mày sẽ gặp lại ta ở dưới kia, thành ra đừng tìm cách trốn. Simon cong cứng cả người, chúa ruồi nói với giọng của một ông thầy. Nói thế này là ta đã đi khá xa rồi đấy, cậu bé đáng thương và lầm lẫn ơi, cậu tưởng cậu khôn hơn ta ư? Rồi nó ngừng. Ta cảnh báo mày đấy, ta sắp cấu sườn rồi đấy nhé, hiểu chưa? Không ai muốn mày ở đây cả, hiểu chưa? Tụi ta sắp sửa náo nhiệt trên hòn đảo này, thành ra đừng dở trò, hỡi cậu bé đáng thương và lầm lẫn, kẻo... Simon thấy nó đang nhìn vào một cái miệng toang hoác, trong đấy đen ngòm và màu đen kia đang lan rộng. Kẻo... Chúa ruồi nói, tụi ta sẽ cho mày chết, tụi ta sẽ cho mày chết, rõ chưa? Jack, Roger, Maurai, Robert... Bill, Biggie và Rap sẽ cho mày chết, rõ chưa? Cái miệng trùm lên Simon, nó quỵ xuống và ngất đi. Chương 9. Trông thấy người chết. Những đám mây tiếp tục đùn lên bên trên hòn đảo. Suốt ngày, một luồng gió liên tục được hun nóng, bốc từ ngọn núi lên cao tới cả vạn bộ. Những khối hơi vần vũ tích đầy tĩnh điện cho đến lúc bầu không khí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặt trời khuất bóng ngay khi chiều vừa chớm và cái nắng trong vắt ban ngày đã ngả sang màu đồng thau. Ngay cả gió từ biển thổi vào cũng nóng hầm hập, không làm mát được tí nào. Màu sắc đã biến mất tăm khỏi mặt nước, cây cối và những mặt đá hồng, còn những đám mây trắng và nâu không ngớt hình thành. Chỉ đám ruồi là sướng, chúng bu đen quanh chủ nhân của chúng và đống ruột gan lòng thòng trông không khác một ụ than óng ánh. Ngay cả khi mặt máu vỡ trong mũi Simon và máu túa ra thì chúng vẫn thờ ơ vì chúng ưa mùi heo đậm đà hơn. Do đổ máu cam, cú ngất của Simon kéo dài thành một giấc ngủ mệt mỏi. Nó nằm trên tấm thảm dây leo trong lúc chiều dần trôi và tiếng ùng hoàng tiếp tục rền. Cuối cùng nó tỉnh dậy, thấy lờ đờ màu đất thẫm sát bên má. Nhưng nó vẫn nằm yên, áp mặt trên đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn đâu đâu. Rồi nó trở mình, co chân, nắm dây leo cố đứng lên. Đám dây leo lay động, khiến lũ ruồi bay khỏi đống ruột, nghe vù vù kinh tởm. Rồi bu trở lại, Simon đứng dậy. Ánh sáng như không phải của thế gian này, chúa ruồi lủng lẳng trên cọc như một quả bóng đen ngòm. Simon nói to với khoảng rừng thưa. Biết làm gì khác đây? Không có tiếng trả lời, Simon quay lưng lại với khoảng rừng thưa, chui qua đám cây leo, bước vào trong cánh rừng âm u. Nó ủ rũ bước đi giữa những thanh cây, gương mặt vô cảm, máu ở quanh miệng và cằm đã khô, chỉ khi nào phải đẩy dây leo qua một bên để lấy lối, theo độ dốc của mặt đất mà tìm hướng đi, nó mới thầm thì đôi lời câm lặng. Giờ đây dây leo bám quanh những thanh cây đã thưa hơn, đầy đó vương vãi chút ánh sáng màu ngọc trai từ trên trời cao. Đây là xương sống của hòn đảo, là phần đất hơi nhô cao hơn dưới chân núi, nơi rừng thưa bớt rậm rạp. Nơi đây những khoảng rừng thưa rải rác giữa những bụi cây cao tùm, nên đất dốc đưa nó lên cao dần, càng lên cao, rừng càng thoáng. Nó tiếp tục đi, đôi lúc loạng choạng vì mệt nhưng không hề dừng lại. Mắt nó không còn tươi sáng nữa và nó bước đi với vẻ dứt khoát nhưng ủ rũ của một người già. Một luồng gió thốc khiến nó loạng choạng, nó thấy đã ra khỏi rừng, đứng trên tảng đá, dưới một bầu trời màu đồng thau. Nó cảm thấy hai chân yếu ớt và lưỡi đau triền miên. Khi gió thổi tới đỉnh núi, nó thấy cái gì đấy màu xanh lất phất trong đám mây màu nâu. Nó cố dấn bước, gió lại thổi, mạnh hơn, đập lên những tàn cây khiến chúng chúi xuống, rì rào. Simon thấy một vật gì đấy như người gù đột nhiên ngồi thẳng trên đỉnh núi, nhìn xuống nó. Nó che mặt,
cặm cụi đi tới. Lũ ruồi cũng đã phát hiện ra hình hài kia. Hình hài kia cử động như người sống nên xua đuổi lũ ruồi được một lát. Chúng liền bu quanh đầu nó như một cụm mây đen, rồi chiếc dù màu xanh cụp lại. Hình hài to lớn kia chúi tới trước, thở dài. Đám ruồi liền bu xuống lại. Simon cảm thấy đầu gối chạm phải đá. Nó bỏ tới và hiểu ngay. Những sợi dây dù xoắn vào nhau cho thấy vì sao hình hài kia cử động được. Nó quan sát xương sống mũi trắng héo, răng, những màu sắc của sự thối rữa. Nó thấy những lớp cao su và vải bạc đã tàn nhẫn giữ rịt cái thân hình hài khốn khổ, đáng lẽ phải rã ra kia. Rồi gió lại thổi lên, hình hài kia lại thẳng người, lại cúi đầu, hắn ra mùi hôi thối. Simon quỳ trên cả hai chân lẫn hai tay, nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì trong bao tử. Rồi nó nắm những sợi dây dù, gỡ khỏi những tảng đá, giải thoát hình hài kia khỏi trò sỉ nhục của gió. Cuối cùng nó quay đi, nhìn xuống bãi biển, đống lửa bên vỉa đá hình như đã tắt, ít nhất không còn thấy tỏa khói. Xa nữa trên bãi biển, bên kia con sông nhỏ, gần phiến đá to, một cụm khói mỏng manh đang bốc lên trời. Simon quên hẳn lũ ruồi, đưa cả hai tay lên che mắt, đăm đăm nhìn cụm khói. Xa thế này nhưng nó vẫn thấy được phần lớn, có thể tất cả, lũ trẻ đang ở đó. Vậy là chúng đã chuyển lán trại, xa khỏi con ác thú. Nghĩ rồi, Simon quay nhìn cái vật khốn khổ đã chết, đang ngồi hôi rình bên cạnh nó. Con ác thú vô hại mà kinh khiếp, những đứa kia phải biết tin này càng sớm càng tốt. Nó phóng xuống núi, nhưng rồi hai chân nó khuỵu xuống, dù hết sức gượng nhẹ, nó cũng chỉ có thể đi loạn choạng được thôi. Tắm, Ráp nói, là điều duy nhất mình làm được. Bicky đang quan sát bầu trời mờ đục qua mắt kính. Tao hổng ưa thứ mây kia, mày còn nhớ trời mưa thế nào ngay sau khi mình đặt chân lên đây chứ? Lại sắp mưa đấy. Ráp phóng xuống vũng tắm. Bên mé hồ có mấy thằng nhóc đang chơi đùa, tìm sự thoải mái trong làn nước nóng hơn cả máu. Bicky gỡ kính, cứng nhắc bước xuống nước rồi mới đeo. Ráp trồi lên rồi hắt một tia nước vào nó. Có chân kính của tao, Bicky nói. Nếu nó bị ướt, tao phải nên lau khô. Ráp té nước nữa nhưng hụt. Nó cười với Bicky, nghĩ rằng thằng này sẽ lại âm thầm đau khổ rút lui như mọi khi. Nhưng lần này Bicky đậm cả hai tay xuống nước. Thôi, nó la lớn, mày có nghe không? Nó giận dữ hắt nước vào mặt Ráp. Được rồi, Ráp nói, đừng nổi nóng mà. Bicky ngừng đập nước. Tao đang nhức đầu, ước gì không khí mát hơn một chút. Tao ước trời mưa. Tao ước tụi mình về được quê nhà. Bicky ngã lưng vào bờ cát thoai thoải của vũng tắm. Bụng nó phình ra, nước trên đó khô đi. Ráp phun nước lên trời, có thể thấy được mặt trời di động qua một vệt sáng xê dịch giữa những đám mây. Nó quỳ xuống nước, ngó quanh. Bọn kia đâu cả rồi? Bicky ngồi thẳng lên. Có lẽ chúng nó nằm trong lều. Sam Eric đâu? Thằng Bill nữa? Bicky chỉ về phía sau vỉa đá. Chúng đi về phía đó theo đám thằng Jack. Kệ chúng đi, Ráp bực bội nói, tao cóc cần. Chỉ vì tí thịt và đi săn, Ráp nói, vẻ thông thạo. Học đòi là một bộ lạc, lại còn vẽ người vằn vẹ như để ra trận nữa chứ. Bicky khuấy cát dưới nước, không nhìn Ráp. Có lẽ mình cũng nên đi theo. Ráp nhìn nó thật nhanh khiến Bicky đỏ mặt. Tao muốn nói là để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Ram lại phun nước lên cao. Còn xa đám của thằng Jack mà Ráp và Bicky đã nghe tiếng chúng ồn ào rồi. Nơi đây, giữa rừng và bãi biển, có một vạt đất rộng cỏ mọc, vừa không lấn tới. Dưới vạt cỏ chỉ một bước thôi là bãi cát trắng được gió dồn lên, ấm, khô, chắc nịch, nước không dâng tới. Dưới nữa là một tảng đá dài về phía phá nước, tiếp đó là một vạt cát hẹp rồi đến mé nước. Trên tảng đá có một đống củi đang cháy, mỡ từ thịt heo quay, nhỏ xuống những ngọn lửa vô hình. Đám con trai trên đảo tụ tập cả trên vạt cỏ, trừ Bicky, Ráp, Simon và hai đứa phụ trách quay heo. Tay cầm thịt, chúng cười đùa, ca hát, nằm, ngồi hay đứng trên bãi cỏ. Nhìn những khuôn mặt nhầy nhụa mỡ có thể đoán được bữa tiệc sắp tàn. Vài đứa đang cầm gáo nước uống ừng ực trước buổi chè chén. Chúng khoanh tới giữa vạt cỏ một thân gỗ lớn, chét, vằn vện và đội vòng hoa, ngồi trên đó như một pho tượng thần. Bên cạnh nó là những đống thịt tú hụ bày trên đá. Có cả trái cây và gáo dừa đựng nước uống. Bicky và Ráp tới bên rìa vạt cỏ. Trông thấy chúng, bọn nhỏ liền lần lượt im lặng. Trừ một thằng đứng cạnh Jack đang nói, rồi thằng đó cũng im luôn, khiến Jack quay nhìn. Tuy vẫn ngồi tại chỗ, nó nhìn chúng một lúc, tiếng lửa lốt bốt nghe rõ hơn cả, át tiếng ì ầm ở vỉa đá ngầm. Ráp quay đi.
Sam ngỡ Ráp nhìn nó trách móc nên ngượng ngập cười, bỏ miếng xương đang gặm dở. Ráp do dự tiến lên một bước, chỉ vào một cây dừa, thì thầm gì đấy nghe không rõ vào tai Bicky, rồi hai đứa khúc khích cười giống như thằng Sam. Nhấc cao chân khỏi cát, Ráp lững thững bước qua chỗ đó, Bicky cố hít sáo. Ngay lúc ấy mấy đứa đang nướng thịt giật một tảng to chạy tới vạch cỏ. Chúng đụng phải Bicky khiến nó bị bỏng, vừa nhảy vừa kêu oai oái. Ráp với Lu kia cùng ồ lên cười, chúng quên chuyện cũ và lại hòa thành một. Một lần nữa, Bicky trở thành trung tâm của sự trêu chọc, khiến đứa nào cũng thấy vui và mọi chuyện lại bình thường như trước. Jack đứng lên, hoa ngọn lao, mang thịt cho chúng nó. Bọn phụ trách quay thịt đưa Ráp và Bicky mỗi đứa một miếng ngon lành, chúng nhận thịt một cách thèm khát. Chúng đứng ăn dưới bầu trời màu đồng thau, y ầm tiếng sấm, báo bão như thế đấy. Jack lại hua ngọn lao, tụi bay ăn thỏa thích cả rồi chứ. Thịt vẫn còn thừa, đang xèo xèo trên que xiên bằng gỗ và tú hụ trên những tàu lá xanh. Bị bao tử lôi cuốn, Bicky quăng miếng xương đã gặm nhẵn xuống bãi biển rồi cúi lấy thêm. Jack lặp lại, vẻ sốt ruột, tụi bay ăn thỏa thích rồi cả chứ. Giọng nó răn đe, mang tự hào của kẻ sở hữu, khiến lũ trẻ vội vàng ăn nhân đốt vẫn còn thì giờ. Thấy chúng có vẻ chưa xong ngay được, Jack rời xúc gỗ, ngai vàng của nó, lững thững đi tới rìa vạt cỏ. Từ phía sau, khuôn mặt vằn vẹ nó nhìn xuống Ráp và Bicky. Chúng lùi một chút trên bãi cát, rồi Ráp vừa ăn vừa ngắm nhìn ngọn lửa. Giờ đây nó trông thấy được những ngọn lửa trên cái nền sáng đục mà không hiểu tại sao. Chiều tối đã tới rồi, không có vẻ đẹp yên bình mà với sự đe dọa của bạo lực. Jack nói, đưa tao cái gì uống coi. Henry bưng tới một gáo dừa, Jack vừa uống vừa nhìn Bicky và Ráp qua mép gáo dừa sần sùi. Sức mạnh nằm ở chỗ gồ lên trên đôi cẳng tay nâu của nó, quyền lực ngự trên vai nó và thì thầm vào tai nó như một con khỉ. Ngồi cả xuống. Lũ trẻ ngồi thành hàng trên vạt cỏ trước mặt nó, còn Ráp và Bicky đứng thấp hơn một bộ trên bãi cát mềm. Jack lờ hai đứa trong một khoảng khắc, quay bộ mặt vằn vẹ nhìn lũ trẻ đang ngồi, chĩa ngọn lao vào chúng. Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao? Ráp đột nhiên tiến lên rồi trượt chân, vài đứa quay nhìn nó. Tao cho tụi bay thức ăn, Jack nói, và đám thợ săn của tao sẽ che chở tụi bay trước ác thú, đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao? Tao là sếp, Ráp nói, vì tụi bay đã bầu tao, tụi mình từng muốn giữ cho ngọn lửa được cháy, bây giờ tụi bay chạy theo miếng ăn. Mày cũng chạy theo đó thôi, Jack quát, nhìn miếng xương trong tay mày đấy, Ráp đỏ dừ mặt. Tao đã nói rằng bay là thợ săn, săn bắt là việc của tụi bay. Jack lại lờ nó lần nữa. Đứa nào muốn gia nhập nhóm tao để tha hồ vui chơi? Tao là sếp, Ráp run run nói. Thế còn chuyện lửa khói thì sao? Ngoài ra tao giữ chiếc tù và. Mày đâu có mang theo nó, Jack nhạo báng. Mày để dưới kia, mày tưởng mày lau cá được à? Với lại ở nơi này của hòn đảo thì tù và chẳng là cái quái gì sất. Đột nhiên tiếng sấm vang rền. Không phải thứ ùng oàng trầm đục mà là tiếng nổ chói tai. Ở đây tù và cũng có hiệu lực luôn, Ráp nói, cả trên khắp hòn đảo. Thế mày định làm gì nào? Ráp chăm chú nhìn lũ trẻ đang ngồi thành hàng, chúng chẳng tỏ vẻ gì muốn giúp nên nó quay đi, hoang mang và mồ hôi đầm đìa. Bicky thì thầm, ngọn lửa, việc được cứu. Đứa nào muốn gia nhập nhóm của tao? Tao muốn. Tao sẽ thổi tù và, Ráp thều thào. Chiều tập họp. Tụi tao sẽ không nghe thấy. Bicky chạm nhẹ vào cổ tay Ráp. Mình đi thôi, kẻo sẽ chỉ rắc rối. Với lại mình đã được chén thịt rồi. Chớp lóe lên xa xa sau cánh rừng, sấm lại rền vang khiến một thằng nhóc ré lên khóc. Những giọt mưa to rơi trên người chúng, mỗi giọt vang lên một âm thanh khác. Sắp bão rồi, Ráp nói, sẽ lại mưa giống như khi mình mới tới đảo. Bây giờ mới biết đứa nào khôn, đúng không? Lều của tụi bay đâu? Tụi bay định làm gì đây? Đám thợ săn lo lắng nhìn trời, nao núng trước những giọt mưa rơi. Chúng không ngớt đi đi lại lại, chớp lóe hơn và chúng đã chịu hết nổi tiếng sấm. Lũ nhóc kêu la, bỏ chạy tán loạn. Chắc nhảy xuống bãi cát, múa đi, nào, múa. Nó bước thấp bước cao chạy qua lớp cát dày, tới chỗ trống trên vỉa đá, bên kia đống lửa. Sau mỗi tia chớp bầu không khí lại tối đen kinh hoàng, lũ trẻ la hét chạy theo. Roger đóng vai con heo, hộc lên phóng tới Jack. Nó né qua bên, đám thợ săn chụp ngọn lao, lũ nấu nướng nắm que xiên, bọn còn lại vớ những thanh củi còn sót. Chúng nhảy theo hình tròn, rồi cất tiếng ca hát. Trong lúc Roger đóng giả con heo khiếp hãi, thì lũ nhóc chạy nhảy bên ngoài vòng tròn kia. Con Bicky và Ráp, dưới sự đe dọa của bầu trời,
thiết tha muốn được đứng trong hàng ngũ điên rồ nhưng phần nào an toàn này. Chúng sung sướng được chạm vào những tấm lưng nâu của cái hàng rào ngăn chặn và chế ngự nỗi kinh hoàng. Giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Chúng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng trong lúc bài hát mất đi vẻ phấn khích hời hợt ban đầu mà trở nên trầm bổng như nhịp tim đều đặn. Roger không giả làm heo nữa mà trở thành một thợ săn, khiến giữa vòng tròn khuyết mất người. Vài đứa nhóc múa thành vòng tròn riêng, những vòng tròn phụ này quay, quay mãi như thể qua đó tự đạt được an toàn. Chúng dậm đều chân như một sinh vật duy nhất. Một vệt sẹo trắng xanh toạc trên bầu trời tối đen, lát sau trên đầu chúng rền vang như tiếng đập của một cái roi khổng lồ. Tiếng hát nghe khắc khoải thêm, giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Và một khao khát khác, dữ dội, dồn dập, mù quáng trỗi lên từ nỗi kinh hoàng. Giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Vệt sẹo trắng xanh lại chớp giật trên đầu chúng và tiếng nổ đậm mùi lưu huỳnh ập xuống. Lũ nhóc la hét, chạy toán loạn khỏi bìa rừng, một đứa đâm bổ vào vòng tròn của những đứa lớn vì quá kinh hoàng. Xông vào nó, xông vào nó. Vòng tròn biến thành hình móng ngựa, một vật gì đó từ trong rừng bò ra. Nó tới gần, đen nhờ nhờ, bước không vững. Tiếng hét bật lên trước con ác thú nghe như đau đớn. Con ác thú loạn choạng vào trong vòng móng ngựa. Giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Vệt sẹo trắng xanh hiện ra liên tục, tiếng rền chịu không nổi. Simon kêu gì đấy về một người đàn ông chết trên đỉnh núi. Giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó, xơi tái nó. Những cây gậy đâm xuống tới tấp. Vòng tròn mới này như một cái miệng ngoác ra, hét lên và nhai lạo xạo. Con ác thú quỳ ở giữa, hai cánh tay chắp lại che mặt. Giữa tiếng ồn ào ghê tởm, nó hét gì đấy về một xác chết trên núi. Con ác thú vùng vẫy xông tới, xuyên thủng vòng vây, ngã lộn qua rìa đá xuống bãi cát sát biển. Đám kia tức thì vọt theo, tuột khỏi tảng đá, phóng tới con ác thú, gào thét, vang, cắn, xé. Không một lời nói, không một động tác nào ngoài sự nhe nanh vuốt. Rồi những đám mây mở ra, nước đổ xuống như thác, nước tuôn từ đỉnh núi, giật văng những lá với cành, như một trận mưa rào lạnh ngắt, đổ xuống cái đám đang tụ thành một đống loạn đả trên bãi cát. Tức thì cái đống ấy rã ra, những hình người loạn choạng tản đi, chỉ con ác thú nằm bất động, cách biển vài mét. Dù trời mưa, chúng vẫn thấy được con ác thú nhỏ biết bao và bãi cát đã thấm đẫm máu nó. Giờ đây một luồng gió mạnh thổi bạt mưa, làm nước trong rừng đổ xuống như thác nối nhau. Trên đỉnh núi chiếc dù căng gió bay bổng. Hình hài kia đứng dậy, xoay vòng, lắc lư xuống phía dưới qua bầu không khí mọng nước. Hai chân lóng ngóng đạp trên những tàn cây cao. Nó rơi, rơi nữa về hướng bãi biển. Lũ trẻ vừa kêu gào vừa chạy vào đêm đen. Chiếc dù tiếp tục kéo hình hài kia đi, rẽ phá nước, lắc lư qua vạt đá ngầm, ra biển. Gần nửa đêm thì tạnh mưa, mây kéo đi. Bầu trời lại đầy những ngọn đèn sao tuyệt vời, rồi gió cũng lặng, không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng nước nhỏ giọt, thánh thót qua những khe rãnh, hoặc từ lá này xuống lá khác, tới làn đất nâu trên đảo. Trời lạnh, ẩm và trong, chợt tiếng nước cũng im bặt, con ác thú nằm co rúm trên bãi biển tái nhợt giữa những vệt máu loang dần, từng chút, từng chút. Rìa phá nước trở thành một dải lân quang, chậm chạp theo chân những con sóng lớn khi thủy triều lên. Mặt nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong veo và những chòm sao sáng góc cạnh. Dải lân quang ập lên, nước lăn tăn ôm ấp từng hạt, từng viên cát sỏi, rồi đột nhiên ghì chúng vào lòng với một âm thanh không nghe thấy được và tiếp tục cuộn tới. Dọc mé nước lân quang đang ập lên kia có đầy những sinh vật lạ, sáng ánh trăng với những con mắt rực lửa. Đây đó một viên sỏi lớn bám chặt lấy bầu không khí, phủ một lớp áo màu ngọc trai. Nước chiều phình trên bãi cát lỗ chỗ vì mưa, làm phẳng phiu mọi thứ với một tấm khăn màu bạc. Giờ đây nước chiều liếm những vết loang đầu tiên ứa ra từ cái thân thể gục chết kia, còn những sinh vật nọ bám quanh thành một dải sáng lung linh. Nước tiếp tục dâng, dát sáng lên mái tóc rối bù của Simon, má nó óng ánh bạc và bả vai như tạc bằng đá hoa cương. Những sinh vật ăn theo lạ lùng bám đầy bọt nước, mắt rực lửa xuống xít quanh đầu nó. Thân thể nó dần lên chút xíu khỏi bãi cát, miệng nó nhả ra một cái bong bóng, vỡ nghe như ướt nhẹp, rồi nước nhẹ nhàng kéo nó đi. Ở đâu đó phía trên đường cong tối tăm kia, mặt trời và mặt trăng đang hút lẫn nhau, giữ cho lớp nước đứng yên trên hành tinh quả đất. Lớp nước này hơi phình ra một phía, trong lúc lõi cứng của quả đất xoay. Thủy triều tiếp tục dồn sóng lớn lên đảo làm nước dâng,
Với những sinh vật tò mò tỏa sáng bao quanh, thân thể bất động của Simon, một hình hài bằng bạc dưới những chòm sao vĩnh cửu, từ từ trôi ra biển. Chương 10. Vỏ sò và mắt kính. Bicky đăm đăm nhìn hình hài đang tiến lại gần, thỉnh thoảng nó thấy nó nhìn rõ hơn khi gỡ kính ra rồi đeo trước con mắt kia. Nhưng dẫu nhìn qua con mắt tinh tường này thì sau bao chuyện xảy ra, Ráp vẫn hoàn toàn là Ráp, không nhầm được. Ráp bước ra khỏi hàng dừa, khập khiễng, bẩn thỉu, lá khô bám trên mái tóc vàng bù xù. Một con mắt tí hí trên cái má sưng vù và một cái vảy to trên đầu gối bên phải. Nó dừng lại một lúc nhìn cái hình hài trên vỉa đá. Bicky hả? Chỉ còn duy nhất mày thôi sao? Còn vài thằng nhóc nữa. Tụi nó mà kể gì? Không có thằng lớn nào à? Có, Sam Eric, tụi nó đang nhặt củi. Không ai khác sao? Theo tao biết thì không. Ram thận trọng bước lên vỉa đá, nơi chúng thường hội họp. Đám cỏ khô vẫn hằn dấu chân giẫm đạp, chiếc tù và trắng mỏng manh vẫn óng ánh. Bên chỗ ngồi đã nhẵn thín, Ráp ngồi xuống bãi cỏ, đối diện với chỗ ngồi của sếp và chiếc tù và. Bicky quỳ bên trái nó, chúng im lặng tới cả phút. Cuối cùng Ráp hắng giọng thì thầm gì đấy. Bicky khẽ hỏi lại. Mày bảo sao? Ráp nói lớn hơn. Simon. Bicky không nói gì, chỉ nghiêm trang gật đầu. Chúng vẫn ngồi đó. Mắt mờ dần nhìn vào chỗ vẫn dành cho sếp và mặt nước loang loáng. Ánh sáng màu lục và những vệt nắng bóng loáng nhảy nhót trên thân thể bẩn thỉu của chúng. Cuối cùng Ráp đứng lên, lại gần chiếc tù và. Nó nâng niu vỏ ốc trên hai tay rồi quỳ xuống, tựa vào thân cây. Bicky. Hử? Mình nên làm gì bây giờ? Bicky hất hàm về phía chiếc tù và. Mày có thể... Gọi họp à? Ráp cười gằn khi thốt ra như thế. Còn Bicky nhíu mày. Mày vẫn là sếp mà. Ráp lại cười. Mày là sếp, mày cao hơn tụi tao. Tao có tù và. Ráp, đừng cười như vậy nữa, cười chẳng được gì hết. Ráp à, bọn kia sẽ nghĩ gì? Cuối cùng Ráp không cười nữa, nó rùng mình. Bicky. Hả? Thằng Simon đấy. Mày nói rồi mà. Bicky. Hử, thế là giết người. Thôi im đi. Bicky thè thé nói, mày nói thế để được gì? Nó nhảy dựng lên rồi nhìn xuống Ráp. Lúc đó trời tối tui, lại thêm cái màn múa chết tiệt kia, sấm chớp và mưa, tụi mình sợ thế mẹ. Tao đâu có sợ, Ráp chậm rãi nói. Tao cũng không biết lúc đó tao làm sao nữa. Tụi mình sợ thế mẹ, Bicky kích động nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải như mày nói đâu. Nó vung tay tìm cách diễn đạt. Bicky ơi! Giọng Ráp chậm chạp và đau buồn khiến Bicky ngừng vung tay. Nó cúi xuống chờ đợi. Ráp cầm tù và lắc lư. Mày không hiểu sao Bicky? Chuyện tụi mình làm... Có thể nó vẫn... Không đâu. Có thể nó chỉ làm bộ thôi. Giọng Bicky nhỏ dần khi nhìn thấy Ráp. Mày đứng bên ngoài mà, bên ngoài vòng tròn của tụi nó. Mày không hề nhập cuộc thật sự mà. Mày không thấy tụi tao... Tụi nó làm gì sao? Giọng nó ghê tởm, đồng thời lại cuồng nhiệt làm sao ấy. Mày không thấy sao Bicky? Không rõ lắm. Giờ đây tao chỉ còn có một con mắt thôi. Mày phải biết chứ Ráp. Ráp lại tiếp tục lắc lư. Đó là rủi ro. Đột nhiên Bicky nói. Chuyện đó là rủi ro thôi, rủi ro. Giọng nó lại the thé. Nó từ trong bóng tối chạy ra. Nó đâu việc gì phải bò từ trong bóng tối ra như thế. Nó quả là điên. Đúng là nó muốn bị đánh mà. Nó lại vung tay không ngớt. Rủi ro thôi mà. Mày không thấy chuyện chúng nó làm à? Ráp ơi, mình phải quên chuyện này đi. Nghĩ tới chẳng ích gì ráo, hiểu chưa? Tao sợ, sợ tụi mình. Tao muốn về nhà. Chúa ơi, tao muốn về nhà. Đó là rủi ro. Bicky khăng khăng nói. Chuyện nào thế đấy? Nó đặt tay lên vai trần của Ráp. Ráp rùng mình vì sự đụng chạm này giữa người với người. Với lại, Ráp à, Bicky thoát nhìn quanh rồi cúi sát hơn. Đừng hé ra rằng tụi mình có mặt lúc chúng nhảy nhót nhé. Đừng cho bọn Sam Eric biết. Nhưng mình có mặt ở đó, hết thay tụi mình. Bicky lắc đầu. Tụi mình không ở lại tới phút chót. Trời tối đen, chúng không biết được. Với lại mày bảo rằng lúc đó tao chỉ đứng ngoài. Tao cũng thế. Ráp thì thầm. Tao cũng đứng ngoài luôn. Bicky hầm hở gật đầu. Đúng thế, tụi mình đứng bên ngoài. Tụi mình không làm gì hết.
không thấy gì hết. Biggie ngừng rồi nói tiếp, tụi mình phải no thanh mình, bốn đứa mình. Bốn đứa mình đâu đủ người để giữ lửa cháy. Mình sẽ thử, hiểu chưa? Tao đã đốt nửa rồi đấy. Sam Eric hệ nệ kéo một xúc cây lớn từ rừng ra, trung quẳng bên đống lửa rồi chạy ra vũng tắm. Ram đứng vọt dậy. Ê, hai đứa! Hai đứa sinh đôi khựng lại rồi đi tiếp. Tụi nó đi tắm đấy mà, Ram. Tốt nhất phải giải quyết cho xong cái đã. Hai đứa sinh đôi ngạc nhiên thấy Ram, chúng đỏ mặt nhìn qua nó vào khoảng không. Ê, Ram, rất mừng được gặp mày. Tụi tao mới vào rừng, kiếm củi cho đống lửa. Tối hôm qua tụi tao chuồn. Ram cúi nhìn những ngón chân của nó. Tụi bay chuồn sau. Biggie lau trầm kính. Sau bữa liên hoan. Sam nghẹn giọng nói, Eric gật đầu. Đúng thế, sau bữa liên hoan. Tụi tao bỏ về sớm, Biggie nói vội, vì tụi tao mệt. Tao cũng thế, rất sớm, tụi tao rất mệt. Sam sờ một vết xước trên trán rồi vội rụt tay lại. Eric nhấn nhấn cái môi bị toát. Đúng vậy, tụi tao kiệt sức. Sam nhắc lại, thành ra tụi tao bỏ về sớm, hay hớm gì? Không khí chịu những điều không được thú nhận. Sam nói vòng vo, rồi buột ra cái từ chúng cố tránh. Điệu múa ấy... Ký ức về điệu múa mà không đứa nào trong bọn chúng đã tham gia khiến cả bốn đứa chấn động đến run rẩy. Tụi tao về sớm mà lỉ. Lúc Roger đi tới cái rẻo đất nối tòa thành đá với đảo, nó không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hô bắt đứng lại. Nó đã tính toán trong suốt cái đêm khủng khiếp kia rằng sẽ gặp được ở nơi an toàn nhất này ít ra vài đứa trong băng nhóm chống chọi được những chuyện kinh hoàng trên đảo. Tiếng hô gay gắt vọng từ trên cao, nơi những tảng đá chồng lên nhau, chồng chênh và nhỏ dần. Đứng lại, ai đó? Roger! Tiến tới chút nữa xem nào. Roger tiến tới, mày thấy tao là ai mà? Sếp bảo tụi tao phải hô đứng lại với bất kỳ ai. Roger ngó lên. Nếu tao không dừng, mày cũng chẳng chặn tao được. Không à, cứ thử lên đây rồi xem. Roger leo lên vách đá hình bậc thang, nhìn đây này. Dưới tảng đá trên cùng, chèn một xúc cây. Dưới đó là một đòn bẩy khác. Robert ấn nhẹ vào đòn bẩy, tiếng tảng đá nghiến lạo xạo. Ấn mạnh một cái là khối đá sẽ rơi như sấm dậy xuống rẻo đất. Roger tỏ vẻ khâm phục. Nó thật đúng là sếp nhỉ? Robert gật đầu. Nó định kéo tụi mình đi săn. Nó hất đầu về phía những cái lều xa xa, nơi một làn khói trắng bốc lên trời, ngồi tận rìa vách đá. Roger cau có nhìn về hòn đảo, mấy ngón tay lắc cái răng long. Mắt nó dừng lại trên đỉnh ngọn núi xa, còn Robert né tránh cái đề tài không nên nói ra. Nó sắp đánh thằng Wilfred đấy. Vì chuyện gì? Robert đánh đo lắc đầu. Tao không rõ, nó không nói. Nó nổi giận, ra lệnh cho tụi tao trói thằng Wilfred. Nó bị... Nó khúc khích cười kích động. Nó bị trói cả mấy giờ rồi, chờ. Nhưng sếp không nói tại sao à? Tao chưa được nghe nó nói. Ngồi trên tảng đá đáng sợ dưới cái nắng khô cháy, Roger đón nhận tin này như được khai sáng. Nó ngừng lay răng, ngồi lặng im, thấm thía về những khả năng của thứ quyền lực vô tội vạ. Rồi, không nói thêm lời nào, nó leo xuống phía sau những tảng đá, tới cái hang để gặp lũ còn lại trong băng nhóm. Sếp đang ngồi đấy, ở trần đến thắt lưng. Mặt vẽ vằn vện trắng đỏ, băng nhóm ngồi thành nửa vòng tròn trước mặt nó. Thằng Wilfred mới vừa bị đánh và được cởi trói đang sụp xịt ầm ĩ phía sau. Roger ngồi xổm bên những đứa kia. Mai, sếp nói tiếp, mình sẽ lại đi săn. Nó chỉ ngọn lao vào đám mọi. Vài đứa bay sẽ ở lại đây lo sửa sang cái hang và gác cổng. Tao dẫn theo vài thằng thợ săn thôi và sẽ đem thịt về. Những đứa khác gác cổng phải coi chừng, không để bọn kia lẻn vào. Một thằng mọi giơ tay, sếp quay bộ mặt vằn vện lạnh lùng về phía nó. Sao tụi nó lại tìm cách lẻn vào hả sếp? Sếp trả lời mơ hồ nhưng nghiêm trang. Tụi nó sẽ lẻn vào đấy, tụi nó sẽ tìm cách phá hoại những chuyện mình làm, thành thử bọn gác cổng phải cẩn thận. Và rồi... Sếp ngừng nói, chúng thấy một miếng thịt hình tam giác màu hồng vọt ra, xê dịch trên đôi môi nó rồi biến mất. Và rồi, con ác thú có thể tìm cách lẻn vào, tụi bay còn nhớ nó đã bò trườn như thế nào mà. Nửa vòng tròn kia rùng mình, lẩm bẩm tán thành. Nó từng tới rồi đấy, nó cải trang, có thể nó sẽ tới nữa. Dù mình đã cúng nó cái đầu heo mình giết được, thành ra phải canh chừng cẩn thận. Stanley rụt tay khỏi tảng đá, giơ một ngón tay lên, xin hỏi. Sao? Nhưng không phải mình đã, không phải mình đã. Nó lúng túng ngó xuống đất. Không. Trong sự im lặng tiếp nối đó, mỗi đứa đều thót người trước điều nó nhớ lại.
Không, làm sao tụi mình có thể giết nó được chứ? Nửa nhẹ nhõm, nửa nản lòng trước những nỗi kinh hoàng có thể có về sau, đám mọi không ngớt lẩm bẩm. Thành ra đừng lý tới ngọn núi kia nữa, Sếp trang trọng nói. Cứ cúng nó cái sọ heo nếu bay sang được. Stanley lại giơ ngón tay lên. Tao nghĩ rằng con ác thú đã cải trang rồi. Có thể, Sếp nói. Nó phán một câu sặc mùi thành học. Dẫu sao, mình nên làm nó hài lòng là tốt hơn cả. Ai biết được nó có thể gây ra chuyện gì? Chúng trầm ngâm suy nghĩ rồi rùng mình như bị trúng gió. Trông thấy tác dụng của lời nó vừa nói, Sếp liền đứng bật dậy. Nhưng mà mai mình sẽ đi săn và nếu có thịt, mình sẽ lại mở tiệc. Bill giơ tay. Sếp! Gì? Mình lấy gì để đốt lửa? Mặt Sếp đỏ ửng, khoát dưới màu đất sét trắng và đỏ. Tiếng lẩm bẩm của chúng tưới vào sự im lặng của Sếp nặng nề thêm, rồi Sếp giơ tay. Mình sẽ lấy lửa từ bọn kia. Nghe này, ngày mai mình sẽ đi săn và kiếm được thịt. Tối nay tao sẽ cùng hai thợ săn. Đứa nào đi theo tao? Maurice và Roger giơ tay. Maurice! Dạ, Sếp. Tụi nó đốt lửa chỗ nào? Ở chỗ cũ, chỗ tảng đá ấy. Sếp gật gù. Những đứa kia có thể đi ngủ khi mặt trời lặn. Nhưng ba đứa tao, Maurice, Roger và tao sẽ có việc làm. Tụi tao sẽ ra đi ngay trước khi trời lặn. Maurice giơ tay. Nhưng nếu tụi mình gặp thì sao? Sếp xua tay dẹp nỗi băn khoăn của nó qua một bên. Mình sẽ đi dọc bãi biển, rồi nếu nó tới mình sẽ lại múa nữa. Chỉ ba đứa mình thôi à? Tiếng lẩm bẩm lại trỗi lên rồi im bặt. Mickey đưa ráp kính của nó rồi chờ nhận lại, vì không có kính nó không trông thấy gì cả. Cùi ẩm, đây là lần thứ ba chúng đốt lửa, ráp lùi lại, lẩm bẩm một mình. Mình không muốn thêm một đêm không có lửa. Với vẻ hối lỗi, nó nhìn ba đứa trẻ đứng bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nó nhìn nhận lửa có hai công dụng. Dĩ nhiên, một là để khói tỏa lên, gọi người tới cứu, còn công dụng kia là làm cái lò bếp ấm áp ru chúng vào giấc ngủ. Eric thổi vào củi cho đến khi đỏ hồng, bốc lên ngọn lửa nhỏ. Một làn khói trắng vàng cuộn lên, Becky nhận lại kính, thích thú nhìn làn khói. Nếu mình lắp được máy thu thanh, hay máy bay, hoặc tàu, Ram cố moi trong mớ kiến thức đã nhạt nhòa của nó về thế giới. Có thể mình bị bọn da đỏ tóm. Eric hất mớ tóc ra sau. Bọn đó dẫu sao cũng tốt hơn là... Nó không muốn nêu tên, còn Sam chấm dứt câu nói kia cho thằng em bằng cách hất đầu về phía bãi biển. Ram nhớ tới cái hình hài biến dạng mắc vào chiếc dù. Nó nói gì đấy về một người chết. Nó đỏ mặt bối rối vì thừa nhận đã có mặt ở bữa nhảy. Nó vặn người thúc bắt làn khói. Đừng dừng lại, lên cao nữa đi. Khói mỏng quá, mình cần thêm củi rồi đấy. Ẩm cũng được. Bệnh suyễn của tao. Câu trả lời bật ra như máy. Dẹp bệnh suyễn của mày đi. Nếu tao đi nôi củi to về thì bệnh suyễn sẽ nặng hơn. Ước gì tao không bị, ráp à, nhưng sẵn mang bệnh rồi. Ba thằng con trai đi vào rừng rồi tha về cả ôm củi khô. Một lần nữa khói bốc cao, vàng và dày. Mình kiếm gì ăn đi. Chúng cùng đi tới những cây có trái, sát theo ngọn lao. Nói ít thôi vì còn lo ngốn vội vã. Khi chúng ra khỏi rừng thì mặt trời đang lặn. Trong đống lửa chỉ còn than cháy dở đỏ hồng, nhưng không có khói. Tao không khoan nổi củi nữa đâu, Eric nói. Tao đừ rồi. Ráp hắng giọng. Trên đó mình giữ được lửa đấy. Trên đó đống lửa nhỏ thôi, còn đống này sẽ lớn lắm. Ráp đặt một thanh củi lên đống lửa rồi nhìn làn khói cuộn trong bóng chiều tà. Mình phải giữ cho lửa cháy. Eric nằm lăn ra, tao kiệt sức rồi, với lại để làm gì? Eric, giọng Ráp sửng sốt, chớ nói thế chứ. Sam quỳ bên Eric, chà, để được gì chứ? Ráp bực bội, cố nhớ lại, lửa có gì tốt đấy, có gì tốt cực kỳ đấy. Ráp nói với tụi bay quá nhiều rồi, Becky rầu rĩ, làm cách nào khác để mình được cứu đây? Dĩ nhiên, nếu mình không làm cho có khói. Nó ngồi xổm trước mấy đứa kia, trời nhá nhem dần. Bay không hiểu ư? Ước mơ máy thu thanh hay thuyền mà làm gì? Nó chìa tay ra rồi những ngón tay cong lại thành nắm. Chỉ có một việc duy nhất mình có thể làm để thoát khỏi cái chỗ mắc dịch này. Săn bắt thì đứa nào chả làm được, kiếm thịt thì đứa nào chả làm được. Nó nhìn từ khuôn mặt này tới khuôn mặt khác, rồi đúng lúc cần đâm ly và thuyết phục nhất, thì tấm màn tre trong đầu nó lại hạ xuống, khiến nó quên bén điều định nói. Nó quỳ ở đó, tay nắm chặt, trịnh trọng nhìn hết đứa này đến đứa kia. Rồi tấm màn vụt lên trở lại. Phải rồi, cho nên mình phải làm cho có khói, càng ngày càng nhiều khói vào. Nhưng mình đâu có thể giữ lửa cháy hoài được, coi kìa.
đống lửa đang lụi dần. Hai đứa canh chừng lửa, Ráp nói, như với chính mình, sẽ được 12 giờ trong một ngày. Nhưng mình không thể kiếm nhiều củi hơn, Ráp à. Không thể khi trời tối, không thể vào ban đêm. Mình có thể đốt vào mỗi buổi sáng, Mickey nói, ban đêm đâu có ai thấy được khói. Sam gật đầu lia lịa, hồi đó có khác, khi ngọn lửa còn trên kia. Ráp đứng lên, cảm thấy không đường che chở trong bóng tối đang dần tới. Vậy thì tối nay để nó tắt cũng được. Nó đi trước tới chiếc lều đầu tiên vẫn còn đứng dù đã siêu vẹo. Ổ lá cây của chúng trong đó vẫn khô và kêu xào xạc khi chạm phải. Trong cái lều sát đấy, một thằng nhóc mớ trong giấc ngủ, bốn thằng lớn bò vào lều, chui dưới đống lá. Hai đứa sinh đôi nằm cạnh nhau, còn Ráp với Biggie nằm phía bên kia. Lá không ngừng xào xạc một lúc lâu khi chúng cố dỗ giấc ngủ. Biggie! Hử? Ổn cả chứ? Tao nghĩ thế. Cuối cùng chiếc lều đã yên tĩnh, trừ đôi lúc sột soạt. Một chiếc khung đen hình chữ thập lấp lánh treo phía trước chúng, có tiếng sóng y ầm vỗ lên dải đá ngầm. Ráp bắt đầu trò chơi, giả thử, hàng đêm của nó. Giả thử được trở về nhà bằng máy bay phản lực, thì chúng sẽ đáp xuống sân bay lớn ở Wilshire trước khi trời sáng, rồi chúng sẽ đi tiếp bằng ô tô. Không, để cho ngon lành hết mức, chúng sẽ đi xe lửa, suốt xuống Devon, rồi lại ở trong ngôi nhà nhỏ cũ, rồi bày ngựa Bonnie hoang dại đến dưới chân vườn, ngó qua tường. Ráp trằn trọc trở mình trong đám lá. Damore là vùng còn hoang dã, lũ Bonnie cũng thế. Nhưng sự quyến rũ của cảnh hoang dã đã biến mất, đầu óc nó thoát tưởng tượng ra một thành phố được bàn tay người xây dựng. Ở đó không có chỗ cho sự hoang dã, còn gì an toàn hơn bến xe buýt với đèn đuốc và những chiếc xe. Đột nhiên Ráp nhảy múa quanh một trụ đèn, một xe buýt từ bến xe khập khưởng chạy ra, một chiếc buýt thật lạ lùng. Ráp, Ráp! Gì thế? Đừng ngồi nào thế. Xin lỗi. Từ bóng tối cuối lều có tiếng rên rỉ nghe đáng sợ. Chúng sợ hãi run cả đống lá. Sam và Eric ôm chặt nhau như vật lộn. Sam, Sam. Ừ, Eric. Rồi lại tĩnh lặng. Biggie khẽ nói với Ráp. Mình phải đi khỏi nơi đây. Mày nói sao? Phải được cứu thôi. Lần đầu tiên hôm ấy Ráp phì cười dù đêm tối âm u. Tao tin thế đấy. Biggie thì thầm. Nếu mình không sớm về được nhà thì mình sẽ điên mất. Không điên cũng dở hơi. Mắt dây. Cuồng. Ráp gạt đôi tóc đẫm mồ hôi khỏi đôi mắt. Viết thư cho cô mày đi. Vicky thật thà ngẫm nghĩ. Tao không biết bây giờ cô tao ở đâu. Với lại tao không có bì thư và tem. Cũng chẳng có thùng thư hay người đưa thư. Trò đùa nhã thành công khiến Ráp sướng mê tơi. Nó khúc khích cười mãi, lăn lộn run cả người. Vicky lên mặt cự lại. Tao nói gì tức cười đâu nào. Ram tiếp tục cười lăn lộn dù đã đau cả ngực. Nó mệt lử, thở không ra hơi, nằm dài chờ cơn buồn cười sắp tới. Trong một lúc nằm chờ này, nó suýt thiếp đi. Ráp, mày lại làm ồn nữa rồi. Yên lặng chút nào, Ráp, vì... Ráp nhổm người trong đám lá. Nó có lý do để cảm ơn vì giấc mơ gián đoạn, bởi vì chiếc xe buýt đang tới gần thấy rõ. Ơ hay, sao thế? Im nào, lắng nghe xem. Ráp thận trọng nằm xuống, đống lá thở dài một lúc. Eric rên rỉ gì đấy rồi nằm yên, bóng đêm dài kịt, trừ cái khung hình chữ nhật vô tích sự chứa sao trời. Tao chẳng nghe thấy gì hết. Ngoài kia có gì đấy đang di động. Đầu Ráp đau như bị kim châm, tiếng máu của nó chảy át hết tất cả rồi lắng xuống. Tao vẫn chẳng nghe thấy gì hết. Lắng nghe đi, lắng nghe một lúc đi. Có tiếng một cành cây gãy chỉ cắt cuối lều trên dưới một mét, rõ mồn một. Máu lại dồn lên hai tay Ráp. Những hình ảnh lộn xộn đuổi nhau trong đầu óc nó, một vật, hội đủ những thứ này, đang lang thang quanh những chiếc lều. Ráp cảm thấy đầu Biggie áp vào vai, còn một tay biếu lấy nó. Ráp ơi, Ráp! Im đi, lắng nghe nào! Tuyệt vọng, Ráp cầu mong con ác thú ưa bọn nhóc tì hơn. Một giọng nói thì thầm bên ngoài, nghe khiếp đảm. Biggie, Biggie! Nó tới đó, Biggie hổn hển, nó có thật. Nó ôm chặt Ráp, cố thở. Biggie, ra ngoài này, tao cần mày, Biggie ơi. Miệng Ráp kề sát tai Biggie, đừng nói gì hết. Biggie, mày đâu rồi, Biggie? Có gì đấy cọ vào vắt sau lều, Biggie im thìm thít được một lúc, rồi nổi cơn xuyễn. Nó cong người, hai chân giãy giụa trong đống lá, Ráp lăn người tránh ra chỗ khác. Trước cửa lều có tiếng gầm gừ dữ tợn và tiếng dậm chân của loài sinh vật, ai đó vấp phải Ráp, còn chỗ góc của Biggie loạn xạ những tiếng hầm hè, tiếng đập, tiếng vung chân vung tay. Ráp thụi ngay.
rồi nó phải chừng như cả chục đứa khác đè lên nhau, đấm, cắn, cào cấu, bị xô kéo như mấy ngón tay chọc vào miệng. Nó liền bập cắn, một nắm tay tuột ra rồi tống ngược lại, khiến cả căn lều tóe đom đóm. Ráp lăn người trên đầu một thân hình đang quằn quại vì đau đớn, cảm thấy có hơi thở nóng hổi phả lên má. Nó liền nắm chặt tay như chiếc búa, giáng thật lực xuống cái mồm phía dưới. Nó đấm càng cuồng loạn hơn khi khuôn mặt kia trở nên nhầy nhụa, bị một đầu gối thúc lên giữa hai chân. Nó ngã nhào qua một bên, đau đến nỗi chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác, và nó cứ thế hứng đòn. Rồi chiếc lều đổ ụp như muốn làm chúng chết ngạt hết. Những bóng dáng đen ngòm giấu mặt kia bới tìm chỗ thoát, ra khỏi đống đổ nát rồi chúng liền vọt đi. Lần nữa, tiếng kêu la của bọn nhóc và tiếng hỗn hển của Biggie nghe rõ mồn một. Ram run giọng gọi ra, "Lũ nhóc chúng mày vào ngủ đi, tụi tao vừa đánh nhau với bọn kia, bây giờ đi ngủ." Sam Eric lại gần, đăm đăm nhìn Ram. "Hai đứa bay ổn cả chứ?" "Tao nghĩ thế." "Tao bị khơ khớp." "Tao cũng vậy." "Biggie thế nào?" Chúng kéo Biggie ra khỏi đống đổ nát, để nó tựa vào một thân cây. Đêm lạnh và tạm thời không còn khủng bố, Biggie đã thở dễ dàng hơn. "Mày có trúng đòn không, Biggie?" "Không đến nỗi. Vừa rồi là thằng Jack và đám thợ săn của nó đấy." Ram chua xót nói. "Sao tụi nó không để mình yên? Tụi mình đã cho bọn nó chút gì để ngẫm nghĩ?" Sam nói, sự chân thật buộc nó nói tiếp. "Ít ra là mày, chứ tao chỉ chui vào một góc lo phần tao." "Tao cho một thằng trong lũ ấy một trận." Ram nói. "Tao dành nó chí tử. Nó sẽ không dám gấp gáp đến oán nhau với mình nữa đâu." "Tao cũng vậy." Eric nói. "Tao vừa thức dậy thì một thằng đá vào mặt tao, máu me đầy mặt tao. Tao nghĩ thế đấy, Ráp à, nhưng cuối cùng tao đã trị được nó." "Mày làm cách nào?" "Tao lên gối nó." Eric hơi tự hào, "trúng ngay cái bìu. Giá tụi bay nghe được tiếng nó rống, thằng đó cũng sẽ không dám vội trở lại đâu." "Nghĩa là mình dành tụi nó cũng dữ đấy chứ." Ráp chợt cựa quậy trong bóng tối, nhưng rồi nó nghe Eric thọc tay vào miệng. "Sao vậy?" "Chỉ một cái răng bị lung lay thôi." Biggie co chân lên. "Ổn cả chứ, Biggie?" "Tao có nghĩ tụi nó muốn lay cái tù và." Ram lon ton chạy xuống bãi biển nhợt nhạt rồi nhảy lên vỉa đá. Chiếc tù và vẫn lóng lánh cạnh chỗ xếp ngồi. Nó nhìn một lúc rồi quay lại với Biggie. "Chúng không lấy tù và." "Tao biết, chúng tới đây không phải vì tù và. Chúng đến vì cái khác cơ. Ram à, tao phải làm gì bây giờ?" Xa tận khúc quanh của bãi biển có ba hình dáng lon ton chạy về phía thành đá. Chúng tránh xa rừng, đi sát mé nước. Thỉnh thoảng chúng khe khẽ hát, đôi lúc chúng chơi trò lăn bánh xe xuống dải lân quang, đang dần lên. Sếp của chúng dẫn đầu, lon ton đều bước, hân hoan vì thành quả đạt được. Giờ đây nó thật sự là sếp. Nó đâm dưới ngọn lao, tay trái lúc lắc cái kính vỡ một mắt của Biggie. Chương 11. Tòa thành đá. Bốn thằng xung quanh cái vệt đen xì của đống lửa hôm qua, trong cái lạnh ngắn ngủi buổi sớm mai, Ráp quỳ xuống thổi, cho xám như lông chim, bay tứ tán nhưng không thấy đốm lửa nào. Hai đứa sinh đôi lo âu nhìn, còn Biggie ngồi với khuôn mặt không biểu cảm sau bức tường cận thị chói lòa của nó. Ráp tiếp tục thổi cho đến khi tai ù vì cố sức, nhưng rồi làn gió nhẹ đầu tiên của buổi bình minh đã giành lấy việc của nó, làm nó như bị mù vì tro. Nó ngồi bệt xuống, chửi thề và dụi đôi mắt đẫm lệ. Vô ích. Eric nhìn xuống nó qua cái mặt nạ bếp máu khô. Biggie ngó về hướng mà nó đoán là có Ráp. Dĩ nhiên là vô ích, Ráp à. Bây giờ mình cóc có nữa. Ráp xích mặt lại gần Biggie, chỉ cắt vài bộ. Mày thấy tao không? Sơ sơ. Ráp lại để cho cái má sưng phù che kín con mắt. Chúng nó lấy lửa của tụi mình rồi. Giọng nó the thé vì giận dữ. Chúng đã ăn cắp lửa. Bọn khốn, Biggie nói. Chúng làm tao thành mù dở. Mày hiểu không? Thằng Jack Meridew đấy. Mày gọi họp đi, Ráp. Mình giải quyết định sẽ làm gì? Chỉ cho mấy đứa mình thôi sao? Mình chỉ còn bấy nhiêu thôi. Sam, cho tao bám vào mày. Chúng đi tới vỉa đá. Thổi tù và đi, Biggie nói. Thổi to vào. Âm thanh vọng lại từ cánh rừng, chim muông vọt khỏi những tàn cây, quang quác như buổi sáng đầu tiên trước đó rất lâu rồi. Hai bên bãi biển vắng hoe, vài đứa nhóc từ những túp lều đi tới, Ráp ngồi xuống thân cây nhảnh bóng, còn ba thằng kia đứng trước mặt nó. Nó gật đầu, Sam Eric liền ngồi xuống bên tay phải nó, Ráp đặt chiếc tù và vào hai tay Biggie. Nó gượng nhẹ cầm cái vật áo mánh này, mắt chớp chớp nhìn Ráp.
bắt đầu đi. Tao cầm tù và chỉ để nói điều này thôi. Tao không thể nhìn thấy gì hết và tao phải có lại mắt kính. Nhiều chuyện xấu xa đã xảy ra trên hòn đảo này. Tao đã bầu mày làm sếp. Nó là người duy nhất từng làm nên chuyện. Ráp, bây giờ mày nói đi. Nói gì đấy với tụi tao? Nếu không... Biggie ngừng nói, thút thít khóc. Rồi khi nó ngồi xuống thì Ráp đỡ lấy chiếc tù và. Chỉ là một ngọn lửa bình thường thôi. Bay nghĩ rằng tụi mình đốt lửa dễ ợt, phải không? Chỉ cần một làn khói làm hiệu là mình sẽ được cứu thoát. Mình là mọi hay sao chứ? Nhà ngay lúc này không có tín hiệu bốc lên mà tàu bè có thể đi qua. Bay còn nhớ vụ nó đi săn, lửa tắt và một con tàu chạy qua đây không? Mà hết thảy bọn chúng tưởng rằng nó là thằng sếp ngon lành nhất. Rồi có chuyện này, chuyện nọ, cũng là lỗi của nó nữa. Nếu không có nó thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện đó. Bây giờ Biggie không còn nhìn thấy gì hết, vì chúng tới cướp đi. Giọng Ráp dồn dập. Vào ban đêm, tối đen, rồi ăn cắp lửa của tụi mình. Nếu chúng nó hỏi xin thì mình sẽ cho thôi. Nhưng chúng ăn cắp mất, hết khói làm hiệu và tụi mình sẽ chẳng bao giờ được cứu cả. Bay không hiểu tao nói gì à? Mình sẽ cho chúng lửa nếu chúng xin, nhưng đằng này chúng là ăn cắp. Tao... Nó ấp úng ngừng lại vì tấm màn lại chập chờn trong đầu. Biggie đưa hai tay đỡ chiếc tù và. Mày định làm gì mới được chứ, Ráp? Mày chỉ toàn nói mà chẳng có quyết định gì. Tao muốn có lại cái kính của tao. Tao đang nghĩ đây. Giả thử mình tới đó, tắm rửa sạch sẽ và chải tóc gọn gàng như trước đây. Dẫu sao mình đâu có thật là đồ mọi và chuyện được cứu không phải trò đùa. Nó mở đôi mắt sương vù, nhìn hai đứa xin đôi. Mình có thể làm cho bảnh trẻ hơn một chút rồi hẳn đi. Mình phải cầm theo lao. Sam nói, kể cả Biggie, vì mình có thể cần tới. Mày chưa có tù ba mà. Biggie giơ cao vỏ sò. Tụi bay muốn cầm nao theo thì tùy ý, nhưng tao không mang. Để làm gì chứ? Đằng nào thì bay cũng dắt tao theo như con chó. Ừ, cứ cười đi, cười nữa đi. Trên hòn đảo này có những đứa cái gì cũng cười được. Rồi sao nữa? Người lớn sẽ nghĩ sao? Thằng Simon đã bị giết. Cả thằng nhóc với vết bớt trên mặt nữa. Có đứa nào thấy nó nữa không? Từ khi tụi mình tới đây. Biggie, ngừng lại một phút. Tao cầm tù va mà. Tao sẽ tới gặp thằng Jack Maridew đó, nói cho nó biết. Ừ, tao sẽ nói. Nó sẽ không để mày yên đâu. Nó làm được gì hơn những chuyện nó đã làm chứ? Tao sẽ bảo nó cho ra nhẽ. Ráp, để tao cầm tù và nhé. Tao sẽ cho nó thấy cái mà nó không có. Biggie ngừng một lúc rồi nhìn những khuôn mặt mờ mờ xung quanh, hình bóng buổi họp ngày trước với bãi cỏ bị giẫm nát, lắng nghe nó nói. Tao sẽ cầm chiếc tù và này đến gặp nó. Tao sẽ chìa cái tù và cho nó thấy. Tao sẽ nói, xem này, mày khỏe hơn tao và mày không bị bệnh suyễn. Tao sẽ nói, mày thấy rõ bằng cả hai mắt, nhưng tao không xin mày đưa lại mắt kính cho tao. Tao không xin rõ. Tao sẽ nói, tao không yêu cầu mày chơi ngon, không phải vì mày khỏe, mà vì đây là chuyện hợp lý. Trả lại tao cái kính. Tao sẽ nói, mày phải trả. Biggie chấm dứt, mặt đỏ bừng và run rẩy. Nó lẹ làng đẩy chiếc tù và vào tay Ráp như để mau rảnh nợ, rồi chùi nước mắt. Ánh sáng màu lục dịu dàng bao quanh chúng. Chiếc tù và trắng mỏng manh nằm dưới chân Ráp. Giọt nước duy nhất mà những ngón tay Biggie không giữ lại được, long lanh như một ngôi sao trên đường cong thanh tú của chiếc tù và. Cuối cùng Ráp đứng thẳng lên, vuốt ngược tóc. Được rồi, tao muốn nói, mày cứ việc thử, nếu muốn, tụi tao sẽ đi cùng với mày. Chắc hẳn là nó vẽ mặt vằn vẹn rồi. Sam rụt rè nói, mày biết nó sẽ như thế nào? Nó chẳng coi tụi mình ra cái thá gì đâu. Nó mà nổi cáu thì hỏng bét. Ráp câu có nhìn Sam. Nó mang máng nhớ lại điều gì đấy Simon đã có lần nói với nó trên núi đá. Đừng vớ vẩn. Nó nói, rồi nhanh chóng thêm. Ta đi thôi. Nó đưa tù và cho Biggie, thằng này đỏ mặt, lần này vì tự hào. Mày phải mang nó. Lúc nào mình sẵn sàng rồi thì tao sẽ mang nó. Biggie nản óc tìm chữ để diễn đạt rằng nó tha thiết tự nguyện mang chiếc tù và, bất chấp mọi điều bất lợi. Tao không ngán đâu, tao còn vui nữa, Ráp à, nhưng bay phải dắt tao cơ. Ráp đặt tù và trở lại trên cây gỗ sáng lóng lánh. Mình nên ăn đã rồi chuẩn bị đâu vào đấy. Chúng đi tới những cái cây đã bị vặt gần hết quả. Chúng hái cho Biggie, thằng này cũng tự lần mò hái thêm. Trong lúc ăn, Ráp suy nghĩ tới buổi xế trưa. Mình phải giống như hồi đó mới được. Mình sẽ tắm gội. Sam nuốt vội một miếng đầy rồi phản đối. Nhưng ngày nào mà mình chả tắm. Ráp nhìn những hình hài bẩn thỉu trước mặt rồi thở dài. Mình phải chạy đầu, có điều tóc dài quá.
Tao còn dư hai cái bớ trong lều. Eric nói, mình có thể chụp lên đầu như mũ, đại loại thế. Có thể mình tìm được thứ gì đấy, Becky nói, để buộc tóc ra sau. Như con gái? Không, không phải đâu. Tụi mình cứ để thế này mà đi, Ralph nói. Tụi nó cũng đâu đẹp đẽ gì hơn. Eric giơ tay, vẽ can ngăn. Nhưng chúng vẽ vằn vện, mày biết thế nghĩa là gì? Những đứa kia gật đầu, chúng hiểu quá rõ việc vẽ người vằn vện để ngụy trang kia đã biến cuộc sống luồn tuồn thành ra man rợ. Nhưng mình sẽ không vẽ vằn vện, Ralph nói, vì mình không phải lũ mọi rợ. Sam, Eric nhìn nhau. Tuy vậy... Ralph hét, không vằn vện gì hết. Nó cố nhớ lại. Khói, nó nói, mình cần khói. Nó giận dữ quay qua hai đứa sinh đôi. Tao nói, khói, mình phải có khói. Tất cả đều im lặng, trừ vô vàn tiếng vo ve của lũ ong. Cuối cùng Becky dịu dàng nói, dĩ nhiên mình phải có khói, vì khói là tín hiệu và mình sẽ không được cứu nếu không làm ra khói. Tao biết chứ, Ralph quát. Nó rụt tay khỏi Becky. Có phải mày định nói? Tao chỉ nói điều mày vẫn luôn nói, Becky hấp tấp. Trong một lúc tao đã tưởng... Không có, Ralph lớn tiếng. Tao luôn nhớ, tao không quên đâu. Becky gật đầu làm lành. Ralph, mày là sếp mà, mày nhớ mọi chuyện mà. Tao không quên đâu. Dĩ nhiên rồi. Hai đứa sinh đôi tò mò chăm chú nhìn Ralph như thể mới thấy nó lần đầu. Chúng đi thành hàng lối dọc bãi biển, Ralph đi đầu, hơi khập khiễng, cây lao vác trên vai. Cát sáng lóa, mái tóc dài thượt, những vết thương và hơi nóng lung linh khiến nó nhìn cảnh vật không được rõ. Sau nó là hai đứa sinh đôi, chúng hơi lo âu, nhưng sức sống hừng hực tràn đầy. Chúng nói ít, nhưng kéo lê hai cây lao gỗ, vì biết ghi nghiệm ra rằng nếu nó nhìn xuống, đôi mắt mệt mỏi sẽ đỡ bị chói nắng, và nó có thể trông thấy hai cây lao được kéo trên cát. Vì vậy nó bước đi giữa hai đầu cây lao kéo lê kia, hai tay thận trọng ôm chiếc tù bà. Lũ trẻ hình thành một nhóm nhỏ, đi sát nhau trên bãi biển, bóng của chúng như bốn cái đĩa nhún nhảy, lẫn vào nhau dưới chân. Không còn dấu vết nào của trận bão, bãi biển được quét sạch như một lưỡi dao được lau chùi. Bầu trời và ngọn núi xa tít tắp, lung linh trong hơi nóng, còn dải đá ngầm cao hẳn lên do ảo ảnh, bềnh bồng trên một vũng màu bạc, lơ lửng giữa bầu trời. Chúng đi qua chỗ mà bọn kia đã nhảy múa, những cây que cháy thành than vẫn lăn lóc trên các tảng đá. Mưa đã làm chúng rã ra, còn bãi cát lại mịn như trước. Chúng lặng lẽ đi qua chỗ đó, chúng tin chắc sẽ tìm được băng nhóm kia ở tòa thành đá. Hễ trông thấy nó trong tầm mắt, chúng sẽ dừng lại cùng lúc. Bên tay trái chúng là khu rừng rậm rạp nhất trên đảo, chi chít những thân cây xoắn xuýt không chui qua nổi, đen ngòm và xanh lục, còn phía trước cỏ cao nghiêng ngả, Ralph bước tới. Nơi đây là bãi cỏ bị xéo, chỗ bọn chúng đã nằm khi đi thăm dò hòn đảo. Có rẽo đất, có gờ quanh khối đá, trên kia là những khối đá đỏ, nhọn hoắt như ngọn tháp. Sam chặn nhẹ vào tay nó, khói kìa. Phía bên kia khối đá một sợi khói uốn lượn lên trời, thế mà gọi là lửa. Ram quay lại. Mình đã nấu làm gì chứ? Nó bước qua lớp cỏ cao như chiếc màn, tránh tới khoảng trống hẹp dẫn vào rẽo đất. Hai đứa bay theo sau, tao đi đầu, rồi tới Becky cắt một bước, cầm sẵn ngọn lao. Becky lo âu nhìn đăm đăm vào tấm khăn sáng chói treo giữa nó và thế giới. Có an toàn không đấy? Không có vách đá chứ? Tao nghe thấy tiếng biển. Mày cứ bám sát tao. Ralph bước tới rẽo đất giống như cái cổ. Nó hất một hòn đá văng xuống nước, rồi biển rút xuống, lộ ra một phiến đá đỏ vuông vức đầy rêu dưới tay trái nó chừng hơn một mét. Tao có được an toàn không đấy? Becky run rẩy. Tao sợ quá. Từ tuốt những tháp đá nhọn trên cao đột nhiên vọng xuống tiếng kêu, rồi tới tiếng giả sung trận được một chục tiếng phía sau tảng đá đáp lại. Đưa tao cái tù bà và đứng yên. Đứng lại, ai đó? Ralph ngửa đầu lên, thoáng thấy một khuôn mặt đen đuổi của thằng Roger ở trên đó. Mày thấy tao là ai mà? Nó quát, đừng vớ vẩn. Nó đưa tù bà lên môi, bắt đầu thổi. Lũ mọi xuất hiện, vằn vện không nhận ra nổi, lần theo rìa đá chạy tới rẽo đất. Chúng bác lao, bố trí bảo vệ cổng thành. Ram tiếp tục thổi, phớt lờ tiếng kêu kinh hãi của Becky. Roger hét, tránh ra chỗ khác, hiểu chưa? Cuối cùng Ram ngừng thổi, chỉ lấy hơi. Những tiếng đầu nó thổi hỗn hển nhưng hiểu được. Chiếu tập hợp. Bọn mọi đứng canh rẽo đất xôn xao nhưng không nhúc nhích. Ram tiến lên vài bước, một giọng nói thì thào nài nỉ sau lưng nó. Đừng bỏ tao chứ, Ram. Quỳ xuống đi. Ram nghiêng mặt nói. Chờ đến khi tao trở lại. Nó đứng giữa rẽo đất,
trầm trọc nhìn lũ mọi, nên vằn vện khiến chúng cảm thấy tự do với mái tóc buộc ngược, trông thoải mái hơn nó. Ram quyết định sau lần này cũng sẽ buộc ngược tóc. Nó định bảo ngay tại chỗ rằng tụi kia hãy chờ, nhưng không thể được. Lũ mọi khúc khích, rồi một thằng chĩa lao vào Ram. Tận trên kia, Roger rời tay khỏi đòn bẩy, cúi tới trước xem đang có chuyện gì. Lũ trẻ trên rẻo đất đứng trên những cái bóng của chúng, như trên một hồ nước, chỉ những cái đầu bờm sờm ló ra ngoài. Becky thu mình lại, lưng nó như một cái bao, trông không ra hình thù gì. Tao triệu tập họp. Im lặng. Roger vớ một viên đá nhỏ ném xuống giữa hai đứa sinh đôi, nhưng cố ý ném hụt. Chúng giật mình, may mà thằng Sam không trượt chân. Lòng ham thích quyền lực bắt đầu rộn lên trong đầu óc Roger. Ram lại nói to. Tao triệu tập họp. Nó đưa mắt nhìn khắp lượt. Chết đâu? Lũ kia chạy tới chạy lui hội ý. Một khuôn mặt vằn vệ nói với giọng thằng Robert. Nó đang đi săn. Nó bảo tụi tao không được cho mày vào. Tao tới gặp tụi bay về chuyện lửa. Ram nói. Và chuyện mắt kính của thằng Becky. Đám đứng trước mặt đó đổi hết chân này tới chân khác. Kích động cười lanh lảnh. Nghe run rẩy vì vang vọng giữa những tảng đá to. Ram nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng. Tụi bay muốn gì? Thoát một cái, hai đứa sinh đôi vọt qua Ram, đứng giữa nó và lối vào. Ram quay ngoắt lại. Jack dễ nhận ra qua dáng người và mái tóc đỏ của nó, đang từ cánh rừng bước ra, mỗi bên lom khom một thằng thợ săn. Cả ba thằng đều vằn vệ màu đen và lục. Đằng sau là một con heo nái bụng phệ bị chúng chặt mất đầu rồi quăng trên bãi cỏ. Becky rền rỉ. Ram ơi, đừng bỏ rơi tao. Nó thận trọng ôm ghì lấy tảng đá trông thật khôi hài, biển kêu ùm ùm bên dưới. Tiếng khúc khích của bọn mọi biến thành tiếng cười ồ nhạo báng. Jack hét, át hết tất cả. Ram, mày cút đi, hãy ở vùng của mày thôi. Còn góc đảo này là của tao và băng nhóm tao, để tao yên. Tiếng cười im bặt. Mày cướp kính của thằng Becky. Ram hổn hển nói, mày phải trả lại. Tao phải trả lại, ai nói chứ? Ram nổi khùng, tao nói đấy, mày đã bầu tao làm sếp mà. Mày không nghe tiếng tù và sao? Tụi bay chơi trò bẩn thỉu. Nếu tụi bay hỏi xin lỗi thì tụi tao sẽ cho ngay mà. Máu dồn lên mặt nó khiến con mắt sưng nhức nhối. Tụi bay muốn xin lửa lúc nào cũng được thôi, nhưng tụi bay không xin, tụi bay lén lút bò tới như đồ trộm cắp, rồi lấy mắt kính của thằng Becky. Có giỏi nói lại xem nào. Đồ trộm cắp, đồ trộm cắp. Becky hét toáng lên, Ram, đừng quên tao đấy. Jack nhảy sổ tới, thọc cây vào ngực Ram. Nhìn cánh tay Jack, Ram đoán được hướng đâm nên dùng lao của nó gạt ra được. Rồi nó quay ngược đuôi lao, đập trúng tai thằng Jack một cú đau điếng. Chúng thở hổn hển, ngực kề ngực, đẩy nhau và nhìn nhau tròng trọc. Đứa nào là đồ trộm cắp? Mày! Jack buột ra được rồi vung lao đập Ram. Hai đứa như ngầm đồng ý chỉ sử dụng lao như kiếm, chứ không dám dùng đến mũi lao nhọn hoắt chết người. Jack chém trúng lao của Ram, trượt xuống mấy ngón tay khiến nó đau điếng, rồi chúng lại rời nhau ra, đổi vị trí của nhau. Jack quay lưng về tòa thành đá, còn Ram đứng bên ngoài, hướng về đảo. Cả hai đứa đều thở nặng nhọc. Ngon thì tới đi. Mày tới đi. Chúng đứng thủ thế ra vẻ hung hăng, nhưng ngoài tầm ngọn lao. Mày tới đi rồi mày sẽ được nếm mùi. Mày tới đi. Becky vừa ôm cứng tảng đá vừa tìm cách để Ram lưu ý, còn Ram nhảy qua nhảy lại, khom người, chú mục nhìn Jack. Ram, hãy nhớ mình đến đây vì chuyện gì? Chuyện nữa, chuyện kính của tao. Ram gật đầu, nó lơi cơ bắp. Đứng như nghĩ, chĩa ngọn lao xuống đất. Jack quan sát nó sau khuôn mặt vằn vện khôn giò. Ram ngước nhìn lên những trụ đá rồi tới bọn mọi. Bay nghe này, tụi tao tới đây chỉ để nói điều này thôi. Trước hết bay phải trả kính lại cho thằng Becky. Không có kính, nó không thấy được. Bay chơi thế là không ngon. Lũ mọi vằn vện cười khúc khích, làm Ram quên khuấy điều định nói. Nó vuốt ngược mớ tóc xõa, nhìn đăm đăm vào những cái mặt nạ xanh lục và đen trước mặt. Cố nhớ xem thằng Jack trông như thế nào. Becky thì thầm. Và ngọn lửa. Ờ phải, còn chuyện ngọn lửa, tao nói lại lần nữa. Tao đã nói mãi điều này từ lúc mình đặt chân lên đảo. Nó giơ cây lao chỉ vào lũ mọi. Hy vọng duy nhất của tụi bay là giữ được lửa cháy khi trời còn sáng. Lúc đó có thể một con tàu sẽ trông thấy khói, mà tới cứu chúng ta, đưa chúng ta về nhà. Nếu không có khói thì mình phải đợi đến lúc tàu bè tình cờ đi qua. Có thể mình phải đợi nhiều năm đến già. Bọn mọi bật cười lanh lảnh, run rẩy, vang vọng, nghe hư ảo. Ram giận run người, giọng lạc đi. Bay không hiểu ư, lũ điên khùng vẽ mặt kia. Sam, Eric, Becky và tao, tụi tao đâu có đủ người, tụi tao cố giữ cho lửa cháy mà không nổi. Còn tụi bay lo chơi trò săn bắt. Nó chỉ vào làn khói đang tan trong bầu không khí màu ngọc trai phía sau chúng.
Nhìn xem nè, thế mà gọi là ngọn lửa kêu cứu à? Lửa nấu bếp thì có, rồi bay sẽ lo ăn và sẽ không có khói. Bay không hiểu à? Ngoài kia có thể có một chiếc tàu. Nó ngừng lại, chịu thua trước sự im lặng và nét rằn ri không còn biết đứa nào với đứa nào của lũ gác cổng. Thằng sếp há cái miệng hồng hồng nói với Sam, Eric đang đứng giữa nó và băng nhóm của nó. Hai thằng bay, quay lại. Không có tiếng trả lời, hai đứa sinh đôi hoang mang nhìn nhau trong lúc Becky thận trọng đứng lên. Yên tâm vì đôi bên đã thôi bạo động. Jack Lee nhìn lại Rap rồi hai đứa sinh đôi. Túm cổ tụi nó. Không đứa nào nhúc nhích, Jack giận dữ hét. Tao bảo túm cổ tụi nó. Đám vằn vện sợ hãi lục chụp vô quanh Sam, Eric. Một lần nữa, tiếng cười lanh lảnh lại lan đi. Sam, Eric bật lên tiếng phản đối của nền văn minh bị xúc phạm tột cùng. Ê, không được. Hai đứa bị tước mất lao. Trói chúng lại. Rap nhìn cái mặt nạ đen xì và xanh lục tuyệt vọng phản đối. Jack! Làm đi, trói chúng lại. Giờ đây lũ vằn vện cảm thấy Sam, Eric là kẻ xa lạ và quyền lực nằm trong tay chúng. Kích động, chúng đẩy hai đứa sinh đôi ngã chậm gọng. Jack đoán trước thế nào Rap cũng sẽ tìm cách cứu. Nó vùng lao ngược ra sau lưng, nghe vù vù và Rap chỉ còn kịp đỡ cú giáng. Phía sau chúng, bọn kia và hai đứa sinh đôi dồn thành một đống quẫy đạp ồn ào. Becky đứng lom khom, rồi hai đứa sinh đôi nằm thẳng cẳng, sừng sốt, bọn kia túng tụng xung quanh. Jack rít qua kẽ răng nói với Rap. Mày thấy chưa, bọn nó làm theo lời tao. Rồi là im lặng, hai đứa sinh đôi bị trói luộm thuộc, nằm duỗi thẳng cẳng, còn lũ vằn vện chăm chú nhìn xem Rap định làm gì. Nó ước lượng bọn kia qua món tóc xõa, lướt nhìn làn khói vô tích sự. Nó hét bình tĩnh, hét vào mặt Jack. Mày là đồ súc vật, là đồ heo, đồ trộm cắp khốn kiếp. Rồi nó tấn công. Jack biết đây là giây phút quyết định nên cũng tấn công. Chúng va mạnh vào nhau, bật trở lại. Jack vung nắm đấm trúng tay Rap. Rap thủi trúng bụng Jack khiến nó hực lên. Rồi chúng lại mặt đối mặt, thở hồng hộc, dữ dằn và điên cuồng. Nhưng chẳng thằng nào ngán thằng nào. Chúng nghe rõ tiếng ồn ào đệm cho trận đấu. Tiếng reo hò the thé của băng nhóm phía sau. Tiếng Becky vang vào tai Rap. Để tao nói. Nó đang đứng trong làn bụi của trận đấu, khi lũ kia nhận ra ý định của nó thì tiếng reo hò the thé liền biến thành tiếng la ó không dứt. Becky giơ cao tù và, tiếng la ó lắng được một chút rồi lại rộ lên như cũ. Tao có tù và trong tay, nó hét. Tao nói cho bay biết rằng tao giữ tù và trong tay. Ngạc nhiên sao, giờ đây thật là yên tĩnh, băng nhóm kia tò mò chờ xem nó nói điều gì vui nhộn. Chúng im lặng và ngừng giao tranh, nhưng trong sự tĩnh lặng kia có tiếng xé không khí khác lạ. Vụn sát rạt qua đầu Rap. Nó để một tai lắng nghe, lại có tiếng vù khe khẽ. Có đứa vừa ném đá. Thằng Roger đấy. Một tay nó vẫn đặt trên đòn bẩy. Đối với nó thì dưới kia Rap chỉ là một mớ tóc, còn Becky là một cái túi béo ị. Tao phải nói điều này, bay hành động như một lũ con nít. Tiếng la ó ồ lên rồi lại lặng đi khi Becky giơ cao vỏ sò diệu kỳ màu trắng. Cái gì tốt hơn, làm một đám mọi vẻ vằn vện như tụi bay, hay là biết nghĩ như Rap? Lũ mọi ầm ĩ cả lên, Becky lại lớn tiếng. Cái gì tốt hơn, có quy củ và sự nhất trí, hay là săn bắt và giết chóc? Lại ầm ĩ và lại có tiếng vù. Rap hét lớn trước tiếng ồn ào. Cái gì tốt hơn, có luật lệ và được cứu thoát, hay là săn bắt và mọi chuyện hỏng bét hết? Bây giờ Jack cũng thét lên the thé, thành ra Rap không làm sao để chúng hiểu được điều nó muốn nói. Jack lùi lại sát băng nhóm của nó và chúng hợp thành một khối chặt chẽ với những ngọn lao tua tủa đầy đe dọa. Chúng nuôi ý định tấn công, chúng sẽ ra tay quét sạch bọn Rap khỏi rẻo đất này. Rap đứng đối diện chúng, hơi chết về một bên, lăm lăm ngọn lao. Bên cạnh nó là Becky, khư khư ôm lá bùa hộ mệnh, trước vỏ sò xinh xắn ngời sáng mỏng manh. Rồi tiếng ồn ầm tới như cơn bão, như chuỗi thần chú đầy thù hận. Tuốt trên cao kia, Roger cuồng nhiệt đem hết sức nặng của nó đè lên đòn bẩy. Rap nghe tiếng tảng đá khổng lồ rơi trước khi kịp thấy. Nó cảm thấy mặt đất xóc lên qua gan bàn chân và nghe rõ tiếng đá từ đỉnh vách đá đổ xuống. Rồi khối đá đỏ khổng lồ rơi ầm ầm xuống rạo đất, còn nó nằm dán người trong lúc bọn kia kêu la chí chóe. Khối đá trượt từ cằm tới đầu gối Becky. Chiếc tù và tan thành nghìn mảnh vụn màu trắng, nó không còn nữa. Từ một bên khối đá ấy, Becky lộn tung lên trời, không nói một lời, không kịp cả cầu nhau. Khối đá nảy lên hai lần nữa rồi văng tuốt vào sâu trong rừng. Becky rơi từ khoảng hơn chục mét, lưng đập vào tảng đá đỏ vuông vức trên biển, đầu nó vỡ toang. Có chất gì đấy túa ra, đỏ quạch, chân tay nó khẽ co giật giống như con heo vừa bị giết. Biển cả lại chậm rãi thở một hơi dài,
nước ập lên tảng đá, sủi bọt trắng và đỏ. Rồi khi nước rút đi thì thân thể Mickey cũng biến theo. Lần này thật hoàn toàn tĩnh lặng, Ralph mấp máy môi nhưng không nói nên lời. Đột nhiên Jack từ băng nhóm của nó phóng ra, la hét như điên dại. Thấy chưa, mày sẽ được như thế đấy, tao đã bảo mà, bây giờ mày đất còn băng đảng gì nữa, chiếc tu và cũng biến mất tiêu rồi. Nó lòm khom xông tới, tao là sếp. Với chủ tâm gian ác, nó phóng lao vào Ralph, mũi lao đâm rách da thịt trên sườn Ralph, rồi rơi xuống nước. Ralph loạn choạng, không thấy đau, chỉ thấy hoảng hốt. Trong khi bọn kia la ó xông tới như sếp của chúng, một ngọn lao khác vì cong nên không bay thẳng mà sượt qua mặt nó. Còn một ngọn nữa từ trên cao, nơi thằng Roger vẫn đứng, bay xuống. Hai đứa sinh đôi nằm bình yên vô sự phía sau. Trong lúc những bộ mặt quỷ sứ nặc danh túa trên rẽo đất, Ralph quay đầu chạy. Sau lưng nó ầm ĩ như tiếng hải âu, nó chạy theo bản năng chưa từng biết, ngoặt qua bãi trống khiến những mũi lao trượt hết. Nó thấy xác con heo nái không đầu và kịp phóng qua, rồi nó lủi qua đám lá và những cành con rừng sâu che kín nó. Sếp dừng lại bên con heo, quay người giơ cao hai tay. Về thôi, quay về thần. Tức thì lũ kia ồn ào quay về rẽo đất, có Roger nhập bọn. Sếp giận dữ hỏi, sao mày không căn? Roger gườm gườm nhìn sếp, tao vừa mới xuống mà. Nó là hiện thân của một tay đao phủ, gieo rắc kinh hoàng. Sếp không nói gì với nó nữa, mà cúi nhìn sang Eric. Bay phải gia nhập băng của tao. Thả tao đi mà, tao nữa. Sếp chụp ngay một trong vài cây lao còn lại, chọc vào sườn Ram. Tụi bay muốn gì, hứ? Sếp hung dữ nói. Bay muốn gì mà vác lao tới đây? Bay nghĩ gì mà không chịu gia nhập băng đảng của tao? Ngọn lao thọc lia lịa, Sam gào. Đừng làm thế chứ. Roger bước qua, thận trọng tránh huyết phải sếp. Tiếng gào im bặt. Sam Eric nhìn lên, lặng lẽ kinh hoàng. Roger tiến tới trước mặt chúng như một kẻ nắm trong tay thứ quyền lực vô hình. Chương 12. Tiếng hò hét của lũ săn người. Ralph nằm trong một bụi cây, ngẫm nghĩ về những vết thương trên người. Vết bầm bên sườn phải tròn trịa cỡ 5-7 phân, chỗ mũi lao đâm trúng xương tấy và chảy máu. Tóc nó bê bết đất cát, loà xòa như tua dây leo. Khắp người xây xát, bầm tím vì đã xuyên rừng chạy trốn. Lúc thở bình thường lại rồi, nó suy tính rằng chưa thể rửa những vết thương này ngay được. Bị bõm trong nước thì làm sao nó nghe thấy tiếng chân đất của bọn kia? Với lại làm sao nó có thể an toàn bên dòng suối hay trên bãi biển trống trơ? Ralph lắng nghe, nó chưa thành xa tòa thành đá, nên mới đầu hoảng hốt, nó tưởng đã nghe thấy tiếng của bọn truy đuổi. Nhưng bọn săn người kia chỉ mò vào tới vành đai của cánh rừng xanh thẳm, có lẽ chúng có lăm le giơ cao ngọn lao đấy, rồi chạy vội về với những tảng đá chói nắng như thể khiếp sợ bóng tối dưới tán cây rừng. Nó còn thoáng trông thấy một thằng vằn vệ nâu, đen, đỏ mà nó đoán là thằng Bill. Nhưng Ralph nghĩ, đúng ra không phải Bill, đó là một thằng mọi mà bóng dáng không ăn nhập gì với hình ảnh trước kia của một thằng nhỏ mặc quần sóc, áo thun. Đã xế trưa, những đốm nắng tròn không ngớt di động trên đám lá dương xỉ xanh với những đường gân nâu, nhưng không nghe thấy tiếng nào từ tòa thành đá. Cuối cùng Ralph lò mò chui ra khỏi bụi dương xỉ, bò tới bìa rừng rậm rịt, không lách qua nổi trước rẽo đất. Nó cực kỳ thận trọng nhìn qua những cành cây nơi mé rừng, thấy thằng Robert đang ngồi canh gác trên đỉnh vách đá. Tay trái nó cầm một ngọn lao, tay phải chơi trò tung hứng với một hòn sỏi. Sau lưng nó bốc lên một cụm khói dày, làm Ralph phập phồng hai cánh mũi, miệng chảy nước rãi. Nó đưa lưng bàn tay quẹt mũi quẹt miệng, và lần đầu tiên từ sáng đến giờ nó cảm thấy đói. Bọn kia hẳn đang ngồi quanh con heo đã moi hết ruột gan, nhìn mỡ nhễu xèo xèo trên đống tro, hẳn là chúng đang trú mục vào đấy. Một đứa khác mà Ralph không nhận ra được là đứa nào, lại gần Robert, đưa nó gì đấy rồi lại khuất sau tảng đá. Robert đặt ngọn lao xuống tảng đá bên cạnh, rồi bắt đầu gặm giữa hai bàn tay nâng cao, nghĩa là bữa tiệc vừa bắt đầu và tên gác nhận được phần của nó. Ralph thấy tạm thời được an toàn, nó khập khiễng qua những cây có quả, bước dấn khi nghĩ tới một bữa ăn đạm bạc, nhưng lại căm tức khi nhớ tới bữa tiệc kia, bữa nay tiệc, rồi mai. Nó tự nhủ mà không mấy thuyết phục rằng chúng sẽ mặc kệ nó, thậm chí coi nó như đứa bị xua đuổi. Nhưng rồi những tai họa không lý giải được buộc nó phải suy nghĩ. Chiếc tù và vỡ nát và cái chết của Mickey và Simon trùm lên hòn đảo như làn hơi nước. Bọn mọi rợ vẽ mình vằn vện này hẳn sẽ còn làm tới nữa. Còn mối liên hệ mơ hồ giữa nó và thằng Ralph nữa chứ, vì thế mà thằng này sẽ không bao giờ để nó yên được, không bao giờ. Nó dừng lại,
Người lốm đốm nắng nâng một thành to định núp xuống dưới đó. Nó hoảng sợ đến run rẩy và hét lớn. Không, chúng nó đâu có tệ đến thế. Chuyện vừa rồi chẳng qua là rủi ro thôi. Nó chúi đầu dưới cành cây, lạch bạch chạy rồi ngừng lại giọng tai nghe. Tới bãi cây có quả bị gãy đổ, nó ngốn một cách thèm thuồng. Thấy hai thằng nhóc tì hét lên rồi bỏ chạy, nó không hiểu tại sao, bởi không hình dung được người ngợm nó như thế nào. Ăn xong nó đi xuống bãi biển, giờ đây nắng chết vào rặng dừa, bên cạnh chiếc lều đổ nát, vỉa đá và hồ nước nằm kia. Tốt nhất là nó hãy quên đi cảm giác nặng như chì bám quanh trái tim và trông mong vào đầu óc lành mạnh của chúng, sự tỉnh táo của chúng trong ánh nắng ban ngày. Giờ đây bọn chúng ăn xong rồi, nó nên thử lần nữa xem sao. Vả lại nó đâu thể ở đây suốt đêm trong một túp lều hoang vắng bên vỉa đá trống trơ. Nó nhột nhạt và rùng mình trong nắng chiều, không lửa, không khói, không ai cứu. Nó quay người, khập khiễng qua rừng già về phía mỏm đảo của thằng Jack. Nắng tà lạc lõng giữa những cành cây, cuối cùng nó tới một khoảng rừng thưa, đầy đá, khiến cây cỏ không còn chỗ mọc. Bóng râm kín như một hồ nước. Tí nữa thì Ráp đã nhào tới trốn sau một thân cây, khi trông thấy vật gì đấy đứng ngay giữa. Nhưng rồi nó thấy cái mặt màu trắng kia là xương và cái sọ heo cắm trên đầu gậy, nghe răng cười với nó. Nó chậm chạp bước tới giữa khoảng rừng thưa, đăm đăm nhìn cái sọ trắng hiếu, lóng lánh như chiếc tù và trước đây, như thể cười cợt nó. Ngoài một con kiến tò mò đang bò đoảnh quẩn trong một hốc mắt, cái sọ này chẳng còn sự sống nào. Hay là có? Một cảm giác hơi nhột nhạt chạy trên lưng nó. Nó đứng, mặt ngang với cái sọ, hai tay giữ mái tóc. Cái sọ nhe răng, đôi hốc mắt trống hoác như hút chặt đôi mắt nó mà chẳng mất đi công sức nào. Thế nghĩa là sao? Cái sọ nhìn Ráp như một kẻ biết hết mọi giải đáp mà không chịu hé môi. Một nỗi sợ hãi nôn nao và cuồng nộ tràn ngập nó. Ráp giận dữ đập vào cái vật kinh tởm trước mặt nó. Nó trồi lên rồi trở lại vị trí cũ như một món đồ chơi, vẫn nhăn nhở với Ráp, khiến nó vừa đầm túi bụi vừa hét lên kinh tởm. Rồi nó vừa liếm những đốt ngón tay bầm dầm vừa nhìn cây gậy trơ trụi. Trong lúc cái sọ kia đã biến thành hai mảnh lăn lóc với hai nụ cười cách nhau tới 2 mét. Nó giật cây gậy đang đung đưa khỏi hốc cầm, rồi cầm như một ngọn lao giữa nó và hai mảnh sọ trắng hiếu kia. Rồi nó lùi lại, mắt không rời chiếc sọ lăn lóc nghe răng cười với khung trời. Khi cái nóng hừng hực màu lục biến khỏi chân trời và bóng đêm ập xuống hẳn, Ram quay lại bụi cây rậm trước mặt tòa thành đá. Nó lén lén nhìn qua kẽ lá, thấy trên cao vẫn có đứa đứng canh, lăm lăm ngọn lao, dù đó là đứa nào. Nó quỳ giữa những bóng tối, đau khổ vì một thân một mình. Chúng mọi rợ thật đấy, nhưng vẫn là con người, và nỗi sợ trước đêm khuya rình rầm đang lần mò tới nó. Ram khẽ rên rỉ, nó mệt rã rời, nhưng không dám thư giãn và đắm mình trong giếng sâu của giấc ngủ vì sợ băng nhóm kia. Không thể nào táo bạo đi tới ngôi thành, nói rằng ta muốn ngừng chiến, rồi cười lõm lẽn, đoạn nằm ngủ giữa những đứa kia ư, không thể coi chúng vẫn là những thằng nhỏ. Những nam học sinh từng nói, thưa thầy, vâng, và đội mũ ư. Ban ngày ban mặt có thể trả lời rằng được chứ, nhưng đêm đen và nỗi kinh hoàng trước cái chết, trả lời rằng không được đâu. Nằm trong bóng đêm, Ráp biết nó là đứa bị ruồng bỏ, vì đầu óc mình còn lành mạnh đôi chút. Nó dụi má vào cánh tay, hít mùi ngai ngái của muối, mồ hôi và ghét. Phía bên trái đằng kia sóng đại dương đang thở, hút vào rồi sôi sục phun trở lại lên đá tảng. Có tiếng từ phía sau tòa thành đá vọng tới, lắng nghe thật kỹ. Lọc khỏi đầu óc tiếng trồi hùng của biển, Ráp nghe ra nhịp điệu quen thuộc. Giết con ác thú, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Bằng nhóm kia đang nhảy múa, đâu đó phía sau bức tường đá này hẳn có một lũ ngồi quanh thành vòng tròn đen thẫm, một đống lửa hừng hực và thịt. Chúng sẽ thưởng thức món ăn và được thoải mái an toàn. Một tiếng động ngay sát cạnh khiến nó rụng rời, mấy đứa mọi đang leo lên tòa thành đá, tới tận đỉnh. Nó nghe rõ tiếng của chúng, nó bò tới trước thêm vài thước. Thấy cái bóng trên đỉnh núi đá thay đổi rồi lớn ra. Trên hòn đảo này chỉ có hai đứa đi đứng và nói năng như thế. Ram chúi đầu trên đôi cánh tay, chấp nhận điều mới biết này như một vết thương. Giờ đây, Sam, Eric thuộc vào băng nhóm kia rồi. Chúng canh gác tòa thành đá, chống lại nó. Không còn hy vọng gì cứu được chúng, để rồi lập một băng những kẻ bị xua đuổi ở đầu kia của hòn đảo. Sam, Eric đã làm mọi như lũ kia. Mickey đã chết. Còn chiếc tù và đã nát như cám. Cuối cùng thằng gác phiên trước leo xuống, hai đứa còn lại trông không khác một mỏm đá nhô ra đen ngòm. Một ngôi sao hiện ra sau lưng chúng nhưng bị che khuất một lúc do một chuyển động nào đấy.
Đáp trườn người tới mò mẫm trên mặt đất mấp mô như thể bị mù. Phía tay phải nó là hàng dặm nước, còn bên trái, phía dưới nó là đại dương luôn ào ạt, đáng sợ như một rãnh sâu. Cứ mỗi phút là nước lại phì vò quanh tảng đá chết chóc, rồi đổ vào một cánh đồng trắng phau như những đóa hoa nở rộ. Đáp trườn cho tới khi nó nắm được gờ đá nơi cổng vào, bọn đứng canh ở ngay phía trên nó thấy được một đầu ngọn lao chĩa khỏi tảng đá. Nó gọi rất khẽ, Sam, Eric. Không có tiếng trả lời, để chúng nghe thấy nó phải gọi lớn hơn, mà như thế sẽ đánh động những đứa vằn vện thù địch đang chè chén bên đống lửa. Nó nghiến răng leo lên, lần mò tìm chỗ víu. Cây gậy cắm cái sọ ban nãy thật là vướng víu, nhưng nó không muốn bỏ món vũ khí duy nhất này. Lên tới gần ngang với hai đứa sinh đôi, nó mới lại gọi, Sam, Eric. Nó nghe một tiếng kêu và nỗi hoảng hốt từ núi đá. Hai đứa sinh đôi ôm chầm lấy nhau, lắp ba lắp bắp. Tao, ráp đây. Sợ chúng sẽ bỏ chạy và báo động, nó đu người lên cho tới lúc đầu và vai nhô khỏi vách đá. Nó thấy bọt nước bắn như hoa quanh tảng đá chết chóc tuốt dưới kia. Chỉ là tao, ráp thôi mà. Cuối cùng chúng cúi tới trước, nhìn đăm đăm vào mặt nó. Tụi tao cứ tưởng là... Tụi tao không biết là cái gì, tụi tao tưởng... Chúng sực nhớ lời cam kết trung thành mới, đầy tủi nhục. Eric lặng thinh còn Sam cố làm bổn phận. Mày phải đi thôi, ráp ạ, đi ngay. Nó vung cây lao, ra vẻ hung dữ. Mày cút đi, rõ chưa? Eric gật đầu đồng tình, xỉa ngọn lao lên không. Ram tì trên hai tay chứ không đi. Tao đến đây gặp hai đứa bay. Giọng nó khản đặc, nó bỗng dưng thấy đau cổ họng, dù không hề bị thương ở đấy. Tao đến để gặp hai đứa bay. Lời nói không thể diễn tả được nỗi đau âm ỉ của những chuyện này. Nó chợt lặng im trong lúc những vì sao sáng chói tuôn ra, tung tăng khắp trốn. Sam áy náy, liên tục đổi chân đứng. Thật mà, Ráp, mày nên đi đi thôi. Ráp lại ngước lên. Tụi bay không phải là đồ vằn vện mà, sao tụi bay có thể? Nếu trời sáng thì nỗi xấu hổ sẽ thiêu đốt chúng khi phải nhìn nhận những điều này. Nhưng ban đêm thì tối. Eric lên tiếng, rồi hai đứa sinh đôi bắt đầu kiểu nói qua nói lại của chúng. Mày phải đi thôi vì ở đây không an toàn. Chúng hành hạ tụi tao, chúng đánh tụi tao. Đứa nào, Jack hả? Không phải. Chúng cúi sát xuống nó, hạ giọng. Chuồn đi, Ráp, cả một băng luôn. Chúng hành hạ tụi tao chịu thôi. Khi Ráp nói lại, giọng nó khẽ như không có hơi. Tao đã làm gì chứ, tao mến nó mà, và tao muốn tụi mình được cứu thoát mà. Sao sáng lại tuôn khắp bầu trời, Eric lắc đầu, nghiêm trọng. Nghe này, Ráp. Đừng bận tâm chuyện gì đúng, chuyện gì sai nữa, đã qua rồi. Đừng bận tâm về sếp, mày phải đi thôi, vì chính lợi ích của mày. Sếp và thằng Roger. Thằng Roger, tụi nó ghét mày, Ráp ạ, tụi nó sẽ khử mày đấy. Ngày mai tụi nó sẽ săn mày. Nhưng tại sao chứ? Tao cóc biết, Ráp ạ, Jack, thằng sếp ấy, nói rằng sẽ nguy hiểm đấy. Tụi tao phải thận trọng và phóng lao như đối với heo vậy. Tụi tao sẽ dâng thành một đường ngang suốt hòn đảo. Tụi tao sẽ bắt đầu từ đây, cho đến khi tìm thấy mày, tụi tao sẽ phải làm hiệu như thế này. Eric ngẩng đầu, vỗ vào miệng đang mở, bật tiếng hú khe khẽ, rồi nó lo lắng ngoái nhìn ra sau, giống như thế, to hơn thôi, dĩ nhiên rồi. Nhưng tao có làm gì đâu chứ, Ráp này nỉ thì thầm, tao chỉ muốn giữ cho lửa cháy thôi mà. Nó ngừng lại một lúc, khổ sở nghĩ đến ngày mai, chợt nó nghĩ tới một chuyện cực kỳ trọng đại. Tụi bay định... Mới đầu nó ngần ngại không nói thẳng ra, nhưng rồi sợ hãi và cô đơn đã thúc đẩy. Nếu tìm thấy tao, tụi nó định làm gì? Hai đứa sinh đôi lặng thinh. Bên dưới nó, bọt nước lại tung tóe quanh khối đá chết chóc. Tụi nó định, Chúa ơi, tao đói. Khối đá cao nghệu như lắc lư bên dưới nó. Ờ, tụi nó. Hai đứa sinh đôi vòng vo trả lời câu hỏi của nó. Mày phải đi ngay thôi, Ráp. Vì lợi ích của chính mày, tránh xa đi, càng xa càng tốt. Tụi bay không muốn đi với tao sao? Có ba đứa thì mình có hy vọng. Sau một lúc lặng thinh, Sam nói như bị nghẹn. Mày không biết thằng Roger đâu, nó khủng khiếp lắm. Và sếp nữa, hai đứa chúng nó khủng khiếp. Chỉ có điều thằng Roger, hai đứa như hoa đá, có đứa nào đó trong băng đang leo về hướng chúng. Nó đến xem tụi tao có canh gác không đấy, nhanh lên, Ráp. Lúc chuẩn bị leo xuống vách đá, Ráp muốn đạt được điều cuối cùng qua lần gặp gỡ này. Tao sẽ trốn ngay sát đây thôi, trong đám cây rậm dưới kia. Nó thì thầm, thành ra đừng để chúng tới gần đó, chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm kiếm gần vậy đâu. Những bước chân vẫn còn khá xa. Sam, tao sẽ được yên ổn, phải không? Hai đứa sinh đôi lại lặng thinh. Đây, đột nhiên Sam nói, cầm lấy cái này.
Ráp cảm thấy có một tảng thịt lớn được đẩy tới, liền chụp ngay lấy. Nhưng tụi bay định làm gì nếu bắt được tao? Bên trên kia lặng thinh, nó tự thấy câu hỏi thật ngờ ngạch, nó tụt xuống dưới. Tụi bay định làm gì? Từ đỉnh tảng đá cao nghệo có tiếng trả lời thật khó hiểu. Thằng Roger vót nhọn hai đầu một cây que đấy. Ráp cố tìm trong câu này một ý nghĩa mà không ra. Giận điên người, nó tuôn ra hết những tiếng chữ nghĩ ra được rồi ngáp dài. Người ta có thể không ngủ bao lâu. Nó thèm một cái giường với khăn trải, nhưng màu trắng duy nhất ở đây là màu sữa đục lung linh, tung té quanh tảng đá 12 mét phía dưới kia, nơi Bicky ngã xuống. Bicky ở khắp nơi, trên rẻo đất này, trở thành sự kinh hoàng trong bóng tối và cái chết. Nếu giờ đây, Bicky từ dưới lòng nước trở về với cái đầu gan hoác, Ráp rên rỉ và ngáp dài như một thằng nhóc tì. Cây gậy trong tay trở thành cái nạn để nó loạn troạn trống đi. Rồi nó lại căng thẳng, có nhiều tiếng nói lao xao trên đỉnh tòa thành đá. Sam Eric đang cãi cọ với đứa nào đấy, nhưng những bụi dương xị và cỏ thì gần xịt. Đấy là chỗ để nó chui vào nấp, gần bụi rậm mà ngày mai nó sẽ dùng làm nơi trốn tránh. Đây, hai tay nó sờ lớp cỏ, là chỗ lánh qua đêm, không xa băng nhóm kia. Để nhỡ xảy ra chuyện kinh hoàng siêu tự nhiên, thì ít ra cũng có thể tạm thời trà trộn giữa con người, dù nếu như thế có nghĩa là... Câu đó nghĩa là gì đấy? Cây gậy vót nhọn hai đầu. Ý nghĩa là gì ở trong câu này? Chúng phóng lao hụt hết, trừ một cái, có thể lần tới chúng cũng sẽ phóng hụt. Nó ngồi xổm trong đám cỏ cao, sực nhớ tặng thịt thằng Sam cho, liền cắn ngấu nghiến. Đang ăn, nó lại nghe tiếng ồn ào, tiếng kêu đau đớn của Sam Eric, những tiếng kêu hoảng hốt, những giọng giận dữ. Thế nghĩa là gì? Ngoài nó ra còn có đứa khác bị phiền phức, vì ít nhất một trong hai thằng sinh đôi dính phải. Rồi những âm thanh kia im lặng đi sau núi đá và nó thôi không bận tâm nữa. Nó sờ soạng bằng hai tay, thấy dương xị mềm mại và mát lạnh, tựa vào bụi cây rậm. Nơi đây sẽ là chỗ nó trú đêm. Mai, khi trời vừa sáng, nó sẽ bò vào trong bụi cây, nép giữa những thân cây chằng chịt, náu thật sâu trong đó, khiến chỉ đứa nào luồn lách cỡ nó mới hòng chui qua nổi, để rồi sẽ bị nếm ngọn lao. Nó sẽ ngồi ở đó, bọn truy kích sẽ đi qua trước mặt nó, hàng ngũ của chúng sẽ lũ lượt tiến tới, vừa đi vừa chu lên khắp hòn đảo và nó sẽ thoát. Nó lách giữa đám dương xị, chui vào đấy, nó đặt cây gậy xuống bên cạnh, nằm cuộn tròn trong đêm đen. Phải nhớ thức dậy khi trời vừa sáng để còn đánh lừa bọn mọi. Nó không biết sao mà giấc ngủ đến nhanh thế, xô nó ngã xuống một con đường dốc tối om bên trong. Nó thức dậy trước khi mở mắt, lắng nghe một tiếng kêu gần đấy. Nó mở mắt, thấy mặt chỉ cách lớp đất mùn chừng 2-3 phân, mấy ngón tay nó thọc vào đấy, ánh sáng lọt qua những tàu lá dương xị. Nó chỉ kịp vừa nhận ra rằng cơn ác mộng lê thê về chuyện ngã và chết đã qua rồi, và trời đã sáng. Khi nó nghe tiếng kia lần nữa, đó là tiếng hú phía ngoài bờ biển. Và bây giờ thằng mọi khác trả lời, rồi tới thằng khác. Tiếng kêu lướt trên nó, ngang qua cái mũi hẹp của hòn đảo, từ biển vào phá nước, như tiếng kêu của con chim đang bay. Nó không nghĩ ngợi lâu mà chụp ngay cây gậy nhọn rồi luồn ngược vào trong đám dương xị. Chỉ trong nháy mắt nó đã bò vào bụi rậm. Trước đó nó còn thoáng thấy đôi chân của một thằng mọi bước về phía nó, dẫm đạp lên lá dương xị, rồi nó nghe tiếng chân trong đám cỏ cao. Thằng mọi, chẳng biết là đứa nào, hú hai lần. Từ hai phía có tiếng hú đáp lại rồi nghe nhỏ dần. Ráp co mình, im thiên thiết giữa bụi cây rậm. Một lúc lâu nó không nghe thấy gì nữa. Cuối cùng, nó chăm chú nhìn quanh bụi rậm. Chắc chắn không đứa nào có thể tấn công nó ở chỗ này. Hơn nữa, nó vừa gặp may. Tảng đá lớn từng giết Bicky đã văng vào bụi cây này, lăn tới chính giữa, thành một vạt nát ngú chừng vài mét mỗi bên. Lủi vào đây, Ráp cảm thấy an toàn và thật khôn. Nó thận trọng ngồi xuống giữa những thân cây bị đè nát ngú, chờ cuộn săn lùng qua đi. Nhìn lên qua đám lá, nó thoáng thấy gì đấy màu đỏ, hẳn đó là đỉnh tòa tháp đá, đã xa và hết còn đe dọa. Nó hân hoan chờ nghe tiếng cuộn săn lùng dần xa, nhưng không thấy đứa nào lên tiếng. Sau nhiều phút trôi qua, trong cái bóng âm u màu lục, cảm giác chiến thắng của nó nhạt dần. Cuối cùng nó nghe một tiếng nói của thằng Jack rất khẽ. Mày chắc không? Thằng mọi bị hỏi không đáp, nhưng có thể nó làm điệu bộ. Roger nói, nếu mày lừa tụi tao thì... Liền sau đó có tiếng thở hổn hển rồi ré lên đau đớn, Ráp co người lại theo bản năng. Một trong hai đứa sinh đôi đang ở đó, bên ngoài bụi rậm, cùng với Jack và Roger.
Mày có chắc ý nó nói là trong này không? Một thằng sinh đôi khẽ rên rỉ rồi lại ré lên. Ý nó nói là nó sẽ trốn trong này à? Dạ. Tiếng cười the thé lan giữa đám cây. Vậy là chúng biết rồi. Ram nắm cây gậy, chuẩn bị giao chiến. Nhưng chúng làm được gì chứ? Chúng sẽ cần một tuần mới mở được một lối qua bụi rậm này. Đứa nào bò vào sẽ ốm đòn ngay. Nó sờ đầu lao nhọn với ngón tay cái rồi nhếch mép cười. Đứa nào liều mạng thì sẽ bị đâm liền, sẽ rống như heo bị chọc tiết. Chúng bỏ đi, về lại khối đá cao vòi vọi. Nó nghe tiếng chân và đứa nào đó cười khúc khích, rồi lại có tiếng the thé như tiếng chim trải dài thành một chuỗi. Nghĩa là có mấy đứa canh chừng nó, còn những đứa kia. Yên lặng hồi lâu, chừng như nín thở. Rác thấy trong biển có vỏ cây, hẳn do nó đã gặm ngọn lao. Nó đứng lên, lén lén ngước nhìn lên tòa thành đá. Ngay lúc ấy, nó nghe tiếng trách từ trên đỉnh. Bẫy lên, bẫy lên! Khối đá đỏ nó vẫn thấy trên đỉnh vách đá biến mất như một tấm màn cửa, để rồi nó thấy những bóng người và bầu trời xanh. Lát sau mặt đất nảy lên, có tiếng ào ào trong không trung, rồi bụi cây rậm như bị một bàn tay khổng lồ phạt đi. Khối đá tiếp tục nảy, đè nát mọi vật khi lăn tới bãi biển. Trong lúc cành con và lá cây rơi xuống nó như mưa, phía bên kia bụi rậm bọn kia lớn tiếng reo hò, rồi lại tĩnh lặng. Ráp thọc mấy ngón tay vào miệng rồi cắn. Trên đó chỉ còn một tảng đá nữa mà có thể chúng sẽ bẫy, nhưng to bằng nửa một ngôi nhà nhỏ, bằng một cái ô tô, một chiếc xe tăng. Nó hình dung rõ ràng đến đau đớn đường rơi khả dĩ của tảng đá, mới đầu rơi chậm thôi, từ gờ này xuống gờ khác, ì ạch lăn qua rẽo đất như một xe ủi to quá khổ. Bẫy lên, bẫy lên, bẫy lên! Nó đặt ngọn lao xuống rồi lại cầm lên, nó bực dọc vuốt ngược mái tóc, hối hả bước hai bước trong khoảng trống chật hẹp. Rồi bước trở lại, nó đứng nhìn đầu những cành cây gãy. Vẫn còn tĩnh lặng, nó thấy rõ nhịp cơ hoành lên xuống và ngạc nhiên, sao nó thở gấp gáp thế. Lật về bên trái một chút, trái tim nó đập thấy rõ. Nó lại đặt cây lao xuống. Bẫy lên, bẫy lên, bẫy lên! Một tiếng reo hò the thé kéo dài. Có gì đấy vang trên núi đá đỏ, rồi mặt đất nảy lên và bắt đầu rung liên tục. Trong khi tiếng ồn ào mỗi lúc một dữ dội hơn, Ráp bị bắn vọt lên không trung rồi rơi xuống, đập mạnh vào những cành cây. Phía tay phải nó chỉ cắt có mấy bộ, cả bụi rậm rạp xuống, rễ lớn rễ con gào thét khi cùng bị bật tung khỏi đất. Nó thấy vật gì đấy màu đỏ chậm chạp lăn như một cái cối xay, rồi vật màu đỏ qua đi và trò lăn cành càng kia mất hút về phía biển. Ráp quỳ trên mặt đất bị xới tung, choáng váng. Lát sau, những thân cây màu trắng gãy cục, những cành con tơi tả và đám bụi cây rậm rạp chằng chịt mới lại hiện ra rõ ràng. Nó cảm thấy nặng nặng trong cơ thể, nơi nó theo dõi nhịp đập của chính tim mình. Lại tĩnh lặng, nhưng không hoàn toàn. Chúng đang thì thầm ngoài kia. Đột nhiên ở hai chỗ bên tay phải nó, cành cây rung dữ dội. Một mũi lao vót nhọn ló ra, hốt hoảng, Ram thọc cây gậy của nó qua kẽ hở, lấy hết sức đâm tới. Á! À! Cây lao hơi vẹo trong đôi bàn tay, rồi nó kéo trở về. Ôi! Có đứa nào đấy đang rên rỉ ngoài kia, rồi lảm nhảm, có tiếng cãi cọ gay gắt, thằng mọi bị thương vẫn không ngớt kêu than. Rồi khi yên ắng trở lại, một giọng duy nhất nói và Ráp cả quyết rằng không phải của thằng Jack. Thấy chưa, tao đã bảo mày rồi, nó nguy hiểm mà. Thằng bị thương lại rên. Còn chuyện gì nữa, chuyện gì sẽ tới? Hai tay Ráp nắm chặt cây lao mà nó đã gặp, tóc xõa xuống, cách đó chỉ vài mét, có đứa nào đấy lẩm bẩm về hướng tòa thành đá. Nó ngồi xổm trên hai gót chân, hăm dọa nhìn bức tường cành cây. Nó nâng cây lao, khẽ gầm gừ rồi chờ đợi. Một lần nữa, cái nhóm không trông thấy kia lại khúc khích. Nó nghe tiếng lách tách khác lạ, rồi tiếng răng rắc như thể ai đó đang trải một tấm bóng kính lớn. Một cành con kêu răng rắc và nó nén một tiếng ho. Những làn khói mỏng trắng vàng đang len lỏi qua những cành cây, màu xanh của mảng trời trên đầu nó. Chuyển sang màu mây của giông tố, rồi khói dâng cuồn cuộn qua nó. Đứa nào đó cười phấn khích rồi kêu lên, khói! Nó trườn qua bụi cây rậm vào trong rừng sâu, hết sức dán người dưới làn khói. Chỉ lát sau nó thấy một khoảng trống và những chiếc lá xanh nơi bìa bụi cây. Một thằng mọi mạnh khảnh đứng giữa nó và khu rừng kia, một thằng mọi vằn vẹn đỏ trắng tay cầm lao. Nó hò sù sụ và đưa lưng bàn tay lên, dụi lớp màu quanh mắt. Cố nhìn qua màn khói đang dày đặc dần, đã phóng tới như một con mèo, vừa vung lao đâm vừa gầm gừ. Thằng ngoại gặp người lại, có tiếng kêu phía bên kia bụi rậm. Ráp cả sợ, chạy thục mạng qua tầng cây thấp.
Tới một lối heo chạy, nó chạy theo khoảng 100 mét rồi ngoặt ngang. Sau lưng nó, tiếng hú gọi nhau của chúng lan truyền trên đảo, một giọng đơn lẻ hú lên 3 lần. Nó đoán đó là tín hiệu tiến lên nên lại chạy. Cho đến khi ngực nóng như lửa, nó liền nằm lăn dưới một bụi cây, chờ một lúc cho hơi thở bình thường. Nó đưa lưỡi thăm dò răng và môi, rồi nghe xa xa tiếng hú của bọn truy lùng. Nó có thể làm nhiều cách, chẳng hạn leo lên cây, nhưng như thế là mạo hiểm. Nếu bị phát hiện thì chúng chẳng cần làm gì khác hơn là đợi. Phải chi nó có thì giờ để suy tính. Một tiếng hú hai lần ở cùng một khoảng cách khiến nó nắm được kế hoạch của chúng. Thằng mọi nào mắc kẹt trong rừng thì hú lên hai lần để toàn hàng dừng lại chờ đến khi thằng đó thoát ra được. Bằng cách này chúng mong hàng ngũ không bị đứt đoạn trên suốt hòn đảo. Rác nhớ tới vụ con heo đực từng xuyên qua hàng ngũ của chúng thật dễ dàng. Nếu cần, khi cuộc săn lùng tới gần, nó có thể tấn công và xuyên thủng hàng ngũ này đang lúc còn mỏng, rồi chạy về. Nhưng chạy về đâu, hàng ngũ kia sẽ quay lại, lùng sục tiếp. Sớm hay muộn nó sẽ phải ngủ hoặc ăn, rồi nó sẽ thức dậy khi những bàn tay vồ lấy nó. Và cuộc săn lùng sẽ trở thành truy đuổi khiến con mồi kiệt sức. Vậy phải làm gì đây? Leo lên cây, phá vòng vây như con heo đực. Cách nào cũng đều đáng sợ. Một tiếng kêu đơn lẻ khiến tim nó đập gấp gáp. Nó vọt lên, phóng về phía biển và rừng già rậm rạp, cho tới khi vướng phải đám dây leo. Nó đứng đó một lúc với đôi chân run rẩy. Phải chi có đình chiến, được một lúc nghỉ lâu lâu, có thời gian để suy tính. Nhưng tiếng hú lanh lảnh không tránh được kia lại ré lên ngang hòn đảo. Nghe thấy, nó lầm lên như con ngựa trong đám cây leo, rồi lại chạy cho tới khi thở không ra hơi. Nó nằm vật xuống bên mấy cụm dương sĩ. Leo lên cây hay phá vòng vây? Nó lấy lại hơi thở được một lúc, quệt miệng rồi tự nhủ hãy bình tĩnh. Sam Eric có mặt đâu đó trong vòng vây mà chúng nào muốn thế, hay là có, và giả thử nó không gặp hai đứa này mà đụng ngay thằng Sếp hay thằng Roger, kẻ mang chết chóc trong tay. Ralph vuốt ngược mái tóc bù rối, quệt mồ hôi khỏi con mắt lằn lằn. Nó nói to, suy tính đi. Việc nào hợp lý nhất để làm đây? Không có thằng Mickey để nghe nó nói điều hợp lý. Không còn buổi họp long trọng để thảo luận, cũng không còn chiếc tù và được tôn trọng. Suy tính đi. Hãi nhất là nó bắt đầu lo rằng tấm màn kia có thể sẽ đung đưa trong đầu óc của nó, che lấp cả nghĩ về sự nguy hiểm, biến nó thành một thằng ngờ ngạch. Nó ngẩng phát đầu lên khỏi nền đất, nghe ngóng. Có một âm thanh khác buộc nó phải chú ý, tiếng ấy trầm, như thể khu rừng đang nổi giận với nó. Tiếng ấy u ám, khiến những tiếng hú của bọn kia chỉ như tiếng mít trên đá phiến nghe ghê tai. Nó biết đã từng nghe thứ tiếng này ở đâu đó rồi, nhưng không có thì giờ để nhớ lại. Phá vòng vây, một cái cây, trốn để chúng đi qua. Một tiếng hét gần đấy khiến nó bật dậy, tức thì nó lại xông qua những bụi cây đầy gai góc. Đột nhiên nó loạn choạng, đâm ra một khoảng trống, nó thấy lại đứng giữa chỗ rừng thưa nọ. Có cây sọ với hai nụ cười cách nhau cả sải tay, không phải để cười nhạo mảng trời xanh thẳm, mà ngẩng lên giễu cợt một tấm tranh bằng khói. Rồi ráp chạy dưới những gốc cây, hiểu từ đâu có tiếng trầm đục kia của rừng già. Chúng hun khói để xua nó ra và đã đốt cả hòn đảo. Trốn tốt hơn là leo lên cây vì mình còn có hy vọng phá vòng vây nếu bị phát hiện. Vậy thì trốn, nó tự hỏi trong trường hợp này một con heo sẽ nghĩ sao, rồi nhăn nhó bâng quơ. Hãy tìm bụi cây rậm nhất, cái hang tối nhất trên đảo mà chui vào. Giờ đây nó vừa chạy vừa nhìn quanh, những sọc và đốm nắng dập dờn trên người nó. Mồ hôi nhễ nhại thành vết trên thân thể nhấp nhú của nó. Tiếng hò hét đã xa và nhỏ dần. Cuối cùng nó tìm thấy một chỗ có vẻ tốt. Tuy quyết định này thật liều lĩnh, nơi đây những bụi cây và dây leo chằng chịt tạo thành một tấm thảm che hết nắng. Bên dưới là một khoảng trống cao chừng 30 phân, chi chít những thân cây mọc song song. Nếu trườn vào giữa, ta sẽ cắt bờ rìa được 5 mét, tha hồ kín đáo. Trừ khi bọn mọi nghĩ ra cách nằm xuống để tìm. Kể cả lúc ấy ta vẫn ở trong bóng tối. Nhớ xảy ra chuyện tệ nhất, nó thấy ta thì ta vẫn còn cơ hội phóng qua nó, làm hàng ngũ chúng rối loạn rồi quay ngược lại. Kéo lê theo cây lao, nó thận trọng trườn qua những thân cây thẳng đứng. Tới giữa, nó nằm xuống nghe ngóng. Đám cháy thật to, tiếng trống cuồn cuộn nó tưởng đã bỏ xa phía sau, đang tiến lại gần. Liệu lửa có thể bắt kịp một con ngựa phi nước đại không nhỉ? Từ chỗ nằm nó có thể thấy được một vùng đất rộng khoảng hơn 50 mét, đốm đốm nắng, đốm nào cũng nhấp nháy với nó, thật giống tấm màn đu đưa trong đầu óc, khiến trong một khoảng khắc nó tưởng sự nhấp nháy kia diễn ra trong đầu nó.
Nhưng khi những đốm kia nhấp nháy nhanh hơn, nhạt đi và định tắt, thì nó hiểu rằng một làn khói dày đặc đang lơ lửng giữa đảo và mặt trời. Nếu có đứa nào ngó dưới những bụi cây, ngẫu nhiên thoáng thấy da người thì có thể đó là Sam và Eric. Chúng có thể làm như không thấy và không nói gì cả. Nó áp má lên lớp đất màu sô-cô-la, liếm đôi môi khô và nhắm mắt lại. Bên dưới bụi cây mặt đất khẽ rung rinh, phải chăng ngoài tiếng lửa rào rào như sấm và tiếng hú loáng thoáng, còn một âm thanh khác quá khẽ khiến không nghe được. Đứa nào đấy hét toáng lên, ráp ngẩn ngay đầu, nhìn vào ánh sáng chập choạng. Hẳn chúng đã đến gần rồi, nó nghĩ, ngực nó bắt đầu đập hối hả. Trốn, phá vòng vây, leo lên cây, cái nào tốt hơn? Khổ nỗi, ta chỉ có thể chọn một cách thôi. Giờ đây, lửa đã tới gần, tràng tiếng nổ kia là do những cành, thậm chí thân cây bị toát. Lũ điên, lửa sắp bắt sang những cây quả, ngày mai chúng sẽ lấy gì ăn? Ráp cửa quậy mãi trên chỗ nằm chật chội, nó đâu có liều, chúng làm gì được chứ, đánh nó ư, đã sao, giết nó ư, một cây gậy vót nhọn hai đầu. Những tiếng kêu la chợt gần sát khiến nó bật dậy, nó thám thấy một thằng mọi vằn vện hối hả chui ra khỏi một đám cây xanh chằng chịt và tiến lại tấm thảm nơi nó trốn. Thằng mọi này cầm lao, ráp bấu vào đất, hãy sẵn sàng, phòng khi. Ráp mò mẫm cầm cây lao chĩa đầu nhọn ra trước. Lúc ấy, nó thấy cây lao nhọn cả hai đầu. Thằng mọi dừng lại cách 15 mét, bật kêu lên. Có thể nó nghe được tiếng tim ta át cả tiếng lửa cháy. Đừng la, hãy sẵn sàng. Thằng mọi tiến tới khiến ta chỉ thấy được từ thắt lưng nó trở xuống. Đó là cán lao của nó, bây giờ ta thấy nó từ đầu gối trở xuống. Đừng la. Một đàn heo en ép vọt ra từ đám cây xanh sau lưng thằng mọi, ào vào rừng. Chim chóc kêu chim chíp, chuột bọ chí chóe và một con gì đấy nhỏ xíu nhảy xuống trốn dưới tấm thảm. Thằng mọi ngừng lại cách 5 mét. Nó đứng sát lùm cây, kêu lớn. Ráp co hai chân, cuộn tròn người. Cây lao trong hai bàn tay nó, cây lao nhọn hai đầu. Rung dữ dội, cây lao dài ra, ngắn lại, nhẹ, rồi nặng, rồi lại nhẹ. Tiếng hú truyền từ bãi biển này tới bãi biển kia, thằng mọi quỳ xuống sát bụi cây. Ráp thấy một đầu gối dùi lên nền đất xốp. Bây giờ đến đầu gối kia, hai bàn tay, rồi một cây lao, một khuôn mặt. Thằng mọi nhìn đăm đăm vào bóng tối bên dưới bụi cây. Có thể nói nó thấy ánh sáng ở bên này và bên kia, nhưng ở giữa, ngay chỗ đó, thì không. Ở giữa là một đống nhỏ đen thui, thằng mọi nhanh mặt, nghĩ cách giải mã cái đống đen kia. Những tích tắc đồng hồ dài lê thê, ráp nhìn thẳng vào đôi mắt thằng mọi. Đừng kêu, mày sẽ về được nhà mà. Bây giờ nó trông thấy ta rồi, nó nhìn lại cho chắc chắn thôi. Nó nhìn lại cho chắc chắn, một cây gậy vót nhọn. Ráp hét lên. Tiếng hét sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng, hai chân duỗi thẳng. Nó không ngừng gào thét, miệng sùi bọt. Nó vọt tới, xuyên qua bụi cây, chạy ra ngoài chỗ trống, la hét gầm gừ, người tứa máu. Nó vung gậy khiến thằng mọi ngã lộn nhào, nhưng liền đó, những đứa khác cũng la hét lao về phía nó. Nó né người khi một cây lao vụt qua rồi lại im lặng, lại chạy tiếp. Đột nhiên, trước mặt nó, những ánh lửa lung linh cụm lại, tiếng rì rào của rừng già dậy lên như sấm. Một bụi cây cao ngay trên lối nó chạy đang bùng cháy thành một cụm lửa to hình chiếc quạt. Nó ngoằn sang bên phải, tuyệt vọng chạy thục mạng, bên trái nóng ran, lửa cuồn cuộn như sóng. Nhưng sau lưng nó một loạt tiếng kêu ngắn vang lên, tín hiệu đã thấy con mồi. Một bóng dáng màu nâu ló ra bên tay phải nó rồi biến mất, chúng vừa chạy vừa hò hét điên cuồng. Nó nghe tiếng chân chúng đạp răng rắc trong vùng cây thấp, bên tay trái nó lửa nóng và sáng rực, ào ào như sấm dậy. Nó quên hết mọi vết thương và đói khát, chỉ còn thấy sợ. Sợ đến nỗi tuyệt vọng trên đôi chân chạy cuống cuồng, băng qua rừng về hướng bãi biển. Trước mắt nó là những đốm nhỏ nhảy nhót rồi biến thành những vòng tròn màu đỏ, lớn vụn rồi khuất khỏi tầm mắt. Phía dưới nó có đôi chân ai đấy đang mòn mỏi, còn tiếng hú tuyệt vọng càng thêm dồn dập như một hàng ngũ sập sệt đầy đe dọa và gần như ở ngay trên đầu. Nó vấp phải một rễ cây và tiếng hét đuổi cũng vang to hơn. Nó thấy một chiếc lều bùng cháy. Lửa táp vào vai phải của nó và thấy nước lấp lánh, rồi nó gục xuống, lăn lộn trên cát ấm, co người, đưa hai tay lên chống đỡ, định hét xin tha mạng. Nó loạn trạng đứng lên, căng thẳng chờ đợi nhiều nỗi kinh hoàng nữa và ngước nhìn một cái mũ kê bi thật to. Đó là một chiếc mũ màu trắng, phía trên lưỡi chai màu lục, có đính hình vương miện, cái neo và cành lá vàng. Nó thấy bộ đồng phục bằng vải lăn trắng, ngù vai, khẩu súng ngắn. Một hàng cúc mạ vàng dọc mặt trước chiếc áo khoác.
Một sĩ quan hải quân đứng trên cát, ngạc nhiên và cảnh giác cúi nhìn Rap. Sau lưng ông ta là một chiếc xuồng được kéo mũi lên bờ, có hai thủy thủ đứng canh. Ở đuôi tàu một thủy thủ khác cầm khẩu tiểu liên, tiếng hú ngập ngừng rồi tắt. Viên sĩ quan nghi ngại nhìn Rap một lúc, rồi rụt tay khỏi bắn súng ngắn. Halo? Hơi lúng túng vì biết mình bận thiểu, Rap rụt rè đáp. Halo? Viên sĩ quan gật đầu như thể một câu hỏi đã được giải đáp. Có người lớn nào ở đây không các em? Rap lặng lẽ lắc đầu, nó hơi quay người trên cát. Những đứa nhỏ thân hình vằn vện màu đất, tay cầm gậy nhọn, đang đứng thành nửa vòng tròn trên bãi biển đều im thin thít. Trời vui quá hả? Viên sĩ quan nói. Lửa đã lan tới và ồn ào nuốt hàng dừa trên bãi. Một ngọn lửa như tắt ra, tung lên như người diễn trò nhào lộn, táp những tán dừa trên vạt đất, bầu trời đen thui. Viên sĩ quan vui vẻ cười với Rap. Chúng tôi trông thấy khói của các em làm gì vậy, chơi trò chiến tranh hay sao? Rap gật đầu. Viên sĩ quan chăm chú quan sát thằng bù nhìn nhỏ bé trước mặt ông ta. Thằng bé này cần tắm rửa, cắt tóc, lau mũi và khá nhiều thuốc mỡ. Không ai bị giết chứ, tôi hy vọng thế. Có xác nào không? Có hai thôi, chúng biến mất rồi. Viên sĩ quan cúi xuống, nhìn Rap chòng chọc. Hai, bị giết à? Rap lại gật. Sau lưng nó cả hòn đảo đang run rẩy trong lửa. Qua kinh nghiệm, viên sĩ quan biết khi nào người ta nói thật. Ông ta khẽ huýt sáo. Thêm những đứa khác xuất hiện, trong đó có vài nhóc tì, da nâu sạm, bụng ỏng như lũ mọi con. Một đứa lại gần viên sĩ quan ngước nhìn. Em là... Nhưng không bật ra thêm được gì nữa. Thằng Percival Madison moi tìm trong đầu có một câu thần chú đã biến mất tăm. Viên sĩ quan lại quay qua Rap. Chúng tôi sẽ đưa các em theo, các em có bao nhiêu tất cả? Rap đắc đầu, viên sĩ quan nhìn qua nó tới đám trẻ vằn vệ. Ai là thủ lĩnh ở đây? Em, Rap nói to. Một thằng nhỏ đội một chiếc mũ đen khác thường đã te tua trên mái tóc đỏ, dắt ở thắt lưng cái kính còn một tròng, nhợn bước tới, nhưng lại đổi ý đứng yên. Chúng tôi trông thấy khói của các em, mà các em không biết có bao nhiêu người sao? Thưa ông, không. Tôi cứ nghĩ, viên sĩ quan nói khi hình dung tới việc điều tra sắp phải làm. Tôi cứ nghĩ một nhóm trẻ ăn, các em là người ăn tất cả, phải không? Hẳn phải có khả năng trình diễn một trò ngoạn mục hơn như thế này chứ, tôi nghĩ. Mới đầu quả có thế thật, Rap nói, trước khi những chuyện... Nó ngừng lại, hồi đó chúng em còn cùng nhau. Viên sĩ quan gật đầu thông cảm. Tôi hiểu, trò chơi rất thú vị, như chuyện đảo san hô. Rap lặng người nhìn ông ta, trong một khoảng khắc nó thấy một hình ảnh thoáng qua, hình ảnh của sự quyến rũ lạ thường. Nhưng đảo đã cháy như củi khô, Simon đã chết và Jack đã... Nước mắt trào ra, nó run lên vì nghẹn ngào. Lần đầu tiên trên hòn đảo này nó để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đau thương khiến nó run bắn từng hồi, thân thể như quằn quại. Nó khóc rống dưới làn khói đen, trước hòn đảo đang cháy rụi. Những đứa khác bị lây, cũng run rẩy sụt sùi. Giữa bọn chúng, Rap, bẩn thỉu, tóc rối bù, mũi dãi lòng thòng, khóc than cho sự thơ ngây đã chết và lòng dạ đen tối của con người. Khóc cái ngã từ trên cao xuống đến chết của người bạn chân thành và khôn ngoan tên Biggy. Đứng giữa những tiếng than khóc này, viên sĩ quan cũng nguội lòng và hơi lúng túng. Ông ta quay đi để chúng có thì giờ trấn tĩnh lại. Ông ta chờ, mắt nhìn như dán vào chiếc tuần dương hạm đang sẵn sàng ngoài khơi. Lời cuối. Theo một số sách giảng văn nước ngoài có chuyên đề về chú ruồi, thì đây là một tác phẩm văn học đầy ảnh dụ và nhiều biểu tượng. Ngoài tên truyện Chú ruồi, vốn dịch nguyên từ Bezubuk, một từ trong tiếng Hebrew của dân Do Thái, có nghĩa là ác quỷ trong Tân Ước. Tác giả còn đặt tên cho mấy nhân vật chính dựa theo vai trò, tính tình hoặc số phận của chúng. Chẳng hạn, Rap có nghĩa là cố vấn trong tiếng Anglo-Saxon cổ. Jack trong tiếng Hebrew là kẻ hất cẳng đối thủ, quyết giành quyền bính bằng bạo lực. Cũng trong tiếng Hebrew, Simon là kẻ sẵn lòng lắng nghe, mở lòng với mọi người, giống như thánh tông đồ Simon Peter của Chúa Giê-xu. Simon bị chứng động kinh. Ở châu Âu xưa, dân gian cho rằng người bị động kinh có sức mạnh tâm linh, trò chuyện được với thần thánh, nên Simon là đứa duy nhất trò chuyện được với chúa ruồi. Biggy trong tiếng Anh là heo con,
để rồi cuối cùng Vicky phải chịu chung số phận khốn khổ như những con heo bị giết. Roger trong tiếng Đức cổ là cây lao. Roger tượng trưng cho sự phát triển tính xấu của con người nếu không được nền văn minh kiềm hãm. Ngoài ra, còn một số biểu tượng rõ rệt khác như chiếc tù và tượng trưng cho lý trí, quyền tự do phát biểu và nền trật tự dân chủ mà Ralph cùng Vicky cổ suý, đối lập với kiểu bạo lực, chuyên chế của Jack, Roger và đồng bọn. Mắt kính của Vicky tượng trưng cho trí tuệ. Việc Vicky thường xuyên lau kính là để trí tuệ không bị che lấp, nên khi kính vỡ, mọi chuyện liền đảo lộn. Hành động vẽ mặt tượng trưng sự buông thả, sa đọa. Giết heo mẹ tượng trưng sự dứt bỏ mọi luân lý, đạo đức, hủy diệt tự nhiên. Chuốt ruồi, đầu heo trên cọc nhọn, tượng trưng cho sự hư hỏng, tính ác vô hạn của con người. Ngoài ra còn một số biểu tượng khác không rõ rệt như ngọn lửa, núi, tòa thành đá, những sinh vật như rắn, đàn bướm, rồi nỗi sợ rắn, biển, hòn đảo, tiếng trống, thậm chí xác viên phi công trên núi và nhân vật viên sĩ quan hải quân xuất hiện ở cuối truyện. Truyện không có hậu vì tuy Ralph được cứu khỏi họa thảm sát, rồi lũ trẻ được cứu khỏi hoang đảo, nhưng chúng chưa và có thể sẽ không thoát khỏi cảnh giết chóc, vì chúng mới chỉ thoát khỏi cuộc giết chóc nhỏ trên hoang đảo, nhưng lại rơi vào cuộc giết chóc thảm khốc bội phần của người lớn, mà lần này là cuộc chiến tranh nguyên tử. Năm 1954, khi Chúa Ruồi ra mắt độc giả, nhân loại vừa mới trải qua thêm một cuộc thế chiến khủng khiếp chỉ trong vòng hơn 20 năm. Lúc ấy, các cường quốc từng là đồng minh đánh bại phe trục gồm Đức, Nhật, Ý, trước kia đã chuyển thành hai phe đối địch gay gắt, cũng giống như sự chuyển biến trong chuyện giữa hai phe Ralph Bigby và phe Jack Roger. Bây giờ và ngay cả hiện nay, ai dám bảo một cuộc thế chiến mới với vũ khí nguyên tử sẽ không nổ ra? Cuộc chiến như trò đùa của lũ trẻ chỉ thiêu rụi một hòn đảo hoang và làm chết hai đứa nhỏ, còn quả đất và nhân loại sẽ ra sao sau cuộc chiến tranh nguyên tử khủng khiếp gấp triệu lần? Chúa Ruồi không chỉ trăn trở với hai chữ thiện ác của con người mà còn là một lời cảnh báo của tác giả.